Nguyên Tôn chương 495, xung đột. Bên trên Đoán Long Đài, vẻ mặt của Chu Nguyên vẫn còn chưa phai nét mừng rỡ, toàn thân hắn lúc này đều tràn ra một luồng ánh sáng thuần nhuận như ngọc, phối hợp với dáng người cao ráo cùng khuôn mặt thanh tú của mình thì cũng khá là thu hút sự chú ý. Đương nhiên, Chu Nguyên cũng không quá để ý về vẻ bề ngoài của mình, hắn càng để ý tới lực lượng mạnh mẽ đang phun trào trong cơ thể mình kia. Năm ngón tay Chu Nguyên chậm rãi nắm khép, cho dù chưa từng vận chuyển nguyên khí nhưng hắn lại có thể cảm giác được một nguồn lực lượng mạnh mẽ đang nhanh chóng ngưng tụ, mà nguồn lực lượng ấy bắt nguồn từ chính cơ thể của mình. Trước đây, Chu Nguyên còn chưa bao giờ có cảm giác như thế này, dù sao hắn cũng chưa bao giờ thực sự tu luyện một môn thuật luyện thể chân chính. Đây cũng là lần thứ nhất mà hắn khai phát thành công lực lượng của thân thể. Dựa theo dự đoán của Chu Nguyên, với sự giúp đỡ của Tiểu Huyền Thánh Thể, thì dù cho không cần sử dụng Thiên Nguyên Bút, hắn vẫn có thể đánh ngang tay với những cao thủ ở đẳng cấp như tên Dương Huyền kia. Dù sao khi Ngọc Bì Cảnh đã hoàn thành thì lực lượng của Chu Nguyên không chỉ tăng mạnh, mà lực phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều. Không chút khách khí mà nói, nếu lúc này Chu Nguyên lại đối chiến một lần nữa với Dương Huyền, nếu kẻ này không dùng tới sự giúp đỡ của Thiên Nguyên Binh thì sẽ rất khó có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Chu Nguyên. Sau một lúc, ánh sáng như ngọc quanh thân Chu Nguyên dần thu lại, hắn kiển chân sang một cái, thân hình đã nhanh chóng bắn mạnh mẽ lên, bay về phía trên vách núi. Tốt lắm, chỉ dùng thời gian một tháng liền tu thành tầng thứ nhất Ngọc Bì Cảnh của Tiểu Huyền Thánh Thể. Huyền lão gật nhẹ đầu, khá hài lòng với tốc độ tu luyện của Chu Nguyên. Nếu như là người thường thì chỉ sợ là phải mất thời gian một năm mới có thể đạt tới một bước này, với điều kiện tiên quyết là còn phải sử dụng rất nhiều tài nguyên quý giá để nuôi nấng thân thể, cũng nhờ cả vào sự chỉ điểm của tiền bối. Chu Nguyên ôm quyền cảm ơn Huyền lão, trong mắt tràn đầy sự cảm kích. Nếu như không phải có sự chỉ dạy của ông thì hắn cũng sẽ không dám lựa chọn Tiểu Huyền Thánh Thể. Mà nếu như không thể tu thành Tiểu Huyền Thánh Thể thì môn nguyên thuật Thái Ất Thanh Một Ngấn mà hắn đang tu luyện cũng không có cách nào triệt để phát huy được. Huyền lão xua tay, thản nhiên nói, nếu ngươi là kẻ không có nghị lực, không thể kiên trì rèn luyện ở bên trên Thủy Hỏa Đoán Long Đài thì dù cho có giúp đỡ đến mấy cũng đều vô dụng. Huyền lão cũng rất hiểu cảm giác đau đớn khi rèn luyện ở trên Thủy Hỏa Đoán Long Đài. Đặc biệt là đối với một người còn chưa bao giờ tiếp xúc với loại rèn luyện ở cấp bậc này như Chu Nguyên thì cảm giác đau lớn sẽ càng thêm mạnh mẽ, nhưng cuối cùng Chu Nguyên lại có thể kiên trì, thậm chí còn dũng cảm tăng thêm độ khó, từ đó rèn luyện thành công bước đầu tiên của Tiểu Huyền Thánh Thể, đạt tới Ngọc Bì Cảnh. Khoảng cách cho tới khi diễn ra cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch vẫn còn có một chút thời gian, đệ tử có dự định tiếp tục tu luyện ở đây, có lẽ còn cần phải phiền phức tiền bối nhiều hơn. Chu Nguyên cười nói, mặc dù hắn vừa mới tu thành Ngọc Bì Cảnh, nhưng hiển nhiên là chí lớn vẫn còn chưa dừng lại tại đây. Huyền lão nghe vậy thì cũng hơi kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút, hiển nhiên cũng không ngờ tới kẻ này lại có chí khí tiếp tục khiêu chiến. Nếu ngươi đã có quyết tâm như vậy thì lão già ta cũng không ngại lại giúp ngươi một chút. Huyền lão nói, Chu Nguyên nghe vậy thì vô cùng vui mừng, dù sao nếu hắn muốn tới tu luyện ở nơi Thủy Hỏa Đoán Long Đài này thì còn cần phải có sự chỉ đường của Huyền lão. Bằng không nếu chỉ có một mình thì hắn cũng không dám xâm nhập vào trong phong ấn của chủ phong thế này. Đệ tử còn có thêm một việc, muốn xin Huyền lão giúp một chút. Chu Nguyên gãi đầu một cái, hơi có vẻ ngượng ngùng, nói đi, nếu có thời gian thì liệu ngài có thể mang theo đệ tử quay trở lại chỗ của Long Lân Hòe Thụ được hay không? Trước đó thì đệ tử đã hấp thu sạch phần vẫy gỗ lấy được rồi. Huyền lão nghe vậy thì tức giận nhìn Chu Nguyên một chút, nói, lá gan của tên tiểu tử nhà ngươi cũng lớn thật đấy. Chẳng lẽ thật sự coi Long Lân Hòe Thụ là cái nhà kho chứa nguyên liệu cho ngươi tu luyện đấy à? Chu Nguyên cười với vẻ lúng túng, thực sự là với năng lực của hắn bây giờ thì rất khó có thể tìm thấy được đầy đủ các loại cổ mộc lâu năm. Đối mặt với ánh mắt đầy vẻ trông mong của Chu Nguyên, Huyền lão chỉ có thể thở dài một hơi, cầm lấy cây chổi trúc đi trở về. Thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho trót, đã bỏ nhiều công sức như vậy, cũng không mất gì để lại lên một lần. Hôm nay ngươi cứ về trước đi đã. Ngày mai ta lại mang ngươi đi chặt lấy một chút vẫy cây, chỉ hy vọng là tên kia sẽ không nổi điên lên thôi. Chu Nguyên nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, vội vàng đi theo, còn đỡ lấy cái chổi trong tay Huyền lão, vẻ mặt đầy nịnh nọt, tiền bối quả là người tốt, để vãn bối cầm giúp ngài, ngài đừng mệt mỏi. Nhìn thấy bộ dạng này của Chu Nguyên thì Huyền lão cũng có chút dở khóc dở cười, lắc lắc đầu, mặc kệ hắn làm trò. Hai người đi ra khu vực bị phong ấn, sau đó Chu Nguyên liền cúi chào Huyền lão rồi đạp chân lên nguyên khí phóng lên tận trời. Xuyên qua dãy núi trùng điệp, cuối cùng rơi vào trước cửa động phủ của mình. Đến tận lúc này Chu Nguyên mới cảm thấy có chút mệt mỏi, tuy rằng việc rèn luyện sẽ không tác động xấu tới thân thể, thế nhưng việc phải chịu đựng cảm giác đau đớn kịch liệt trong một khoảng thời gian liên tục cũng khiến cho tâm thần vô cùng mỏi mệt. Chỉ là vừa mới thở ra một hơi, Chu Nguyên đã nhìn thấy có một bóng người đang lo lắng đi tới đi lui,
vừa muốn đi lên gõ cửa động phủ, nhưng sau mấy lần lại rụt tay trở về. Có chuyện gì vậy? Chu Nguyên mở miệng hỏi, hắn cũng nhận ra người này, đều là đệ tử thuộc cùng một mạch với mình. Người đệ tử kia nghe thấy âm thanh của Chu Nguyên thì vội vàng quay đầu, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy tới và nói, Chu Nguyên sư huynh, rốt cục huynh cũng trở về rồi, mau lên đi cứu Thẩm Vạn Kim, Thẩm Vạn Kim. Chu Nguyên có chút sững sờ, sau đó liền nhăn mày lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tên đệ tử kia thở dài một hơi, nói, chắc hẳn sư huynh cũng biết bầu không khí ở Thánh Nguyên Phong chúng ta trong khoảng thời gian gần đây cũng rất khác thường. Chu Nguyên gật gật đầu, bởi vì cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch ngày càng tới gần thế nên bầu không khí ở trên Thánh Nguyên Phong cũng bắt đầu trở nên căng cứng, mà đầu nguồn chủ yếu nhất là xuất phát từ nhất mạch của trưởng lão Lục Hồng. Đám đệ tử dưới tay ông ta đã coi vị trí đệ tử thủ tịch như vật trong lòng bàn tay, mà sau khi trở thành chủ mạch thì địa vị của bọn hắn cũng sẽ đề cao, về phần hai mạch khác chỉ trở thành mạch phụ thuộc, địa vị của hai bên sẽ không còn giống nhau. Thế nên trong suốt một tháng này, đệ tử phía bên trưởng lão Lục Hồng dần trở nên kiêu căng, vênh váo tự đắc. Đối với sự kiêu căng lên mặt của nhất mạch trưởng lão Lục Hồng thì đệ tử thuộc hai mạch khác cũng rất không vừa mắt. Thế nên trong suốt một tháng vừa qua số lần xung đột xảy ra ở trên Thánh Nguyên Phong còn vượt xa rất nhiều so với nửa đầu năm. Hôm nay chúng ta vốn đang tu luyện ở trên đài tu luyện, nhưng đột nhiên có một tên đệ tử nhất mạch của trưởng lão Lục Hồng bị ảnh hưởng do nguyên khí phát ra từ trận luận bàn của Thẩm Vạn Kim với một đệ tử khác. Thế là tên đệ tử thuộc về nhất mạch của trưởng lão Lục Hồng kia liền gọi tới một đám huynh đệ, xua đuổi chúng ta khỏi nơi tu luyện, đồng thời còn trực tiếp bắt lấy Thẩm Vạn Kim, dù cho bọn đệ nói thế nào cũng không chịu thả người. Kẻ dẫn đầu của đám người kia chính là Ngô Hải. Ngô Hải. Chu Nguyên nhắm hai mắt lại. Hắn cũng đã từng nghe qua cái tên này, cũng được coi là một kẻ có danh tiếng ở trong nhất mạch của Lục Hồng, mà kẻ này còn là một trong sáu ứng cử viên tham dự cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch lần này của nhất mạch trưởng lão Lục Hồng. Chỉ là một kẻ ở cấp bậc cao thế này vậy mà đi bắt nạt một đám đệ tử bình thường. Thẩm Vạn Kim vốn nhát gan, bản thân hắn sẽ không chủ động đi gây chuyện phiền toái. Xem ra đám người Ngô Hải kia là hành động có chủ đích, Chu Nguyên cười nhạt một tiếng. Tại Thánh Nguyên Phong, người nào chẳng biết Thẩm Vạn Kim có quan hệ thân cận với Chu Nguyên, mà những tên đệ tử nhất mạch của trưởng lão Lục Hồng này lại không đi tìm kẻ khác, hết lần này tới lần khác lại đi gây chuyện với Thẩm Vạn Kim. Mục tiêu đã rõ ràng là nhằm vào Chu Nguyên hắn rồi, mà Thẩm Vạn Kim cũng chỉ là bị liên lụy mà thôi. Tên đệ tử kia nghe vậy thì cũng cười khổ gật đầu, nói nhỏ, cái tên Ngô Hải kia còn tuyên bố là phải để cho Chu Nguyên sư huynh tự mình đến nhận người, nếu như tới lúc mặt trời lặn mà vẫn chưa tới thì hắn sẽ trực tiếp ném Thẩm Vạn Kim xuống vách núi. Chu Nguyên không nhịn được cười lên, không ngờ đám người thuộc về nhất mạch của trưởng lão Lục Hồng đã phách lối tới mức này. Chu Nguyên sư huynh, hay là chúng ta thông báo cho Chu Thái sư huynh một chút? Tên đệ tử kia hỏi, có chút do dự, hắn cũng đoán được đám người kia là muốn gây chuyện với Chu Nguyên, thế nên cũng sợ Chu Nguyên không thể chống đỡ được. Chu Nguyên xua tay, không vội, cứ đi xem trước một chút đã. Nói đoạn, Chu Nguyên vung tay áo lên, nguyên khí dâng lên từ dưới chân nâng hắn bay lên trời. Ta cũng muốn nhìn một chút xem cái tên Ngô Hải này lại có năng lực gì, vậy mà dám tuyên bố vứt người của ta xuống dưới núi. Đám người thuộc nhất mạch của Lục Hồng đã kiêu căng tới mức độ này, chẳng lẽ cho rằng bọn hắn thắng chắc cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch rồi hay sao? Thánh Nguyên Phong, bên trên đài tu luyện của một ngọn núi. Lúc này, không ít người đã tụ tập ở đây, đồng thời còn không ngừng có bóng người lướt đến từ bốn phương tám hướng và đáp xuống bốn phía xung quanh đài tu luyện. Những bóng người lướt đến này đều phân biệt rõ ràng phân thành ba cái khu vực, mà chỗ khu vực có thanh thế mạnh nhất đều là đệ tử trong một mạch của Lục Hồng. Lúc này, trên gương mặt của tất cả bọn họ đều lộ vẻ trêu tức, bọn họ vui vẻ nhìn qua phía trước, cười đùa với nhau thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, hiển nhiên là không có coi trọng đệ tử hai mạch khác. Một mạch của bọn họ đến từ Kiếm Lai Phong, cho nên trong suy nghĩ luôn có vài phần xem thường đối với Thánh Nguyên Phong đang xuống dốc, mà bây giờ cuộc thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch sắp diễn ra, chỉ cần chuyện lần này thành công, một mạch này của bọn họ sẽ trở thành chủ mạch của Thánh Nguyên Phong, lúc đó, địa vị của bọn họ cũng sẽ vượt xa hai mạch còn lại. Cho nên, sau khi danh ngạch tham gia vào cuộc thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong được công bố ra, dưới sự dung túng Lục Hồng, theo thời gian dần trôi qua, đệ tử trong một mạch này của Lục Hồng càng lúc càng kiêu ngạo. Trong khoảng thời gian một tháng này, đại đa số chuyện tranh đấu giữa rất nhiều đệ tử ở Thánh Nguyên Phong đều do một mạch của Lục Hồng gây ra, mà một phần lớn xung đột đều kết thúc bằng chiến thắng nghiêng về phía một mạch của Lục Hồng, dù sao không chỉ số lượng mà cả chất lượng, một mạch của bọn họ đích thật là mạnh nhất trong Thánh Nguyên Phong, mà cái này cũng làm cho đệ tử trong một mạch của Lục Hồng càng ngày càng hung hăng, càng quấy. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủn, trong Thánh Nguyên Phong,
tiếng kêu la dậy trời. Lúc này, đứng ở phía trước rất nhiều đệ tử trong một mạch của Lục Hồng là một thanh niên mặc áo lam, ở bên hông thanh niên này có dây lưng màu tím quấn quanh, gương mặt của người này trông có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, hai hàng lông mày như hai thanh kiếm sắc bén, tản ra sự kiêu ngạo. Người này tên là Ngô Hải, cũng là người có tên tuổi trong một mạch của Lục Hồng, thậm chí lần này trong 6 người tham gia vào cuộc thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch, ngoại trừ Viên Hồng thì hắn là người đứng thứ nhất, có thể thấy được thực lực của Ngô Hải này mạnh mẽ thế nào. Ngô Hải đứng chắp tay, nhàn nhạt liếc về phía bên cạnh, ở chỗ đó, thân hình tròn vo của Thẩm Vạn Kim bị vài tên đệ tử đè xuống, lúc này trên mặt của Thẩm Vạn Kim còn vài vết xanh tím, hiển nhiên là ăn không ít đau khổ. Thẩm Vạn Kim, xem ra Chu Nguyên kia cũng chỉ là kẻ hàng nhát mà thôi, thậm chí ngay cả tiểu đệ cũng không dám đến bảo vệ. Khóe miệng của Ngô Hải nhấc lên tạo thành một nụ mỉa mai rồi hắn nói, Thẩm Vạn Kim đau khổ, ăn nói khép nép, ôi, Ngô Hải sư huynh, nhân vật như ngài cần gì phải làm khó loại tôm tép nhỏ, không có kiến thức như đệ chứ. Lúc nãy, đệ cũng đã cố gắng giải thích rồi, đệ thật sự là không có ý đụng phải sư muội của ngài, nếu không đệ bồi thường cho muội ấy chút nguyên ngọc, có được hay không? Ngô Hải cười cười, nói, bồi thường nguyên ngọc sao? Cũng tốt, vậy thì ngươi cứ lấy ra đủ 10 vạn nguyên ngọc là được. Nghe Ngô Hải nói vậy, đệ tử trong một mạch của Lục Hồng ở chung quanh cũng cười vang. Thẩm Vạn Kim xấu hổ cười, nói, Ngô Hải sư huynh, đệ chỉ là một đệ tử đai đen nho nhỏ mà thôi, sao có thể có nhiều nguyên ngọc như vậy được chứ? Nghe Thẩm Vạn Kim nói như vậy, sắc mặt của Ngô Hải lập tức trầm xuống, hắn nói, đã không có, vậy thì câm miệng lại đi. Hôm nay, nếu như Chu Nguyên kia không tự mình đến lĩnh người thì lúc mặt trời lặn, ta sẽ trực tiếp ném ngươi từ nơi này xuống núi, yên tâm, từ chỗ này bay xuống cũng không chết được đâu, nhiều lắm là gãy mấy cái xương thôi. Thẩm Vạn Kim vội vàng há miệng tựa như là còn muốn nói gì nữa. Ba, nhưng mà Ngô Hải kia đã nhanh chóng vung tay, một cơn gió mạnh xé rách không khí, trên gương mặt đầy mỡ của Thẩm Vạn Kim lập tức xuất hiện một cái dấu bàn tay màu đỏ tươi. Câm miệng, Ngô Hải lạnh lùng nói, bàn tay của Thẩm Vạn Kim khẽ nắm chặt, ở chỗ sâu trong ánh mắt xẹt qua vẻ tức giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi cúi đầu xuống, bàn tay cũng buông lỏng. Hắn biết Ngô Hải ở trước mắt không phải là tồn tại mà mình có thể chọc được. Thấy thế, Ngô Hải cũng cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực. Hôm nay, hắn ngược lại là muốn nhìn xem Chu Nguyên kia có dám tới hay không. Nếu như không dám thì hắn có thể tuyên truyền việc này ra ngoài, ngược lại là sẽ làm cho Chu Nguyên kia mất mặt. Dù sao một cái tiểu đệ đều không bảo vệ được, người vô năng như vậy thì lại có thể có bản lãnh gì. Ở đối diện, cách đó không xa cũng có một nhóm lớn đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Biên hội tụ lại. Thấy cảnh Thẩm Vạn Kim bị đánh, bọn họ cũng cực kỳ tức giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Hải, nhưng bọn họ cũng không dám có động tác gì, bởi vì có Ngô Hải tọa trấn tại đây, đệ tử tầm thường đâu có năng lực nhúng tay. Nhanh, nhanh đi tìm Chu Thái sư huynh hoặc là Trương Diễn sư huynh, đã có người đi rồi, vậy còn Chu Nguyên sư huynh kia thì sao, còn không có hồi âm. Tựa như là không tìm được, hứ. Liệu có phải là không được tiếng gió nên trốn đi hay không? Bình thường, Thẩm Vạn Kim kia vì hắn mà bôn ba, hôm nay có phiền toái mà hắn cũng mặc kệ hay sao? Cho dù hắn có đến thì chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, Ngô Hải kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Những đệ tử này xì xào, bàn tán với nhau, tất cả đều lộ ra sự lo lắng, nếu như hôm nay Thẩm Vạn Kim thực sự bị Ngô Hải ném từ nơi này xuống dưới, như vậy thì cũng không khác gì hung hăng tát vào mặt của một mạch bọn họ một cái. Mà ở cách đó không xa cũng có không ít đệ tử trong một mạch của Lữ Tùng trưởng lão hội tụ lại. Nhưng mà lúc này chuyện trước mắt là xung đột giữa một mạch của Lục Hồng cùng một mạch của Thẩm Thái Uyên, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiện nhúng tay. Hưu, lúc này, có mấy bóng người lướt đến rồi đáp xuống phía trước nhóm đệ tử trong một mạch của Lữ Tùng trưởng lão, một bóng người xinh đẹp hiển lộ ra đến, thân thể mềm mại thon dài, hai chân nhỏ nhắn, thẳng tắp, người này đúng là Lữ Yên kia. Hiển nhiên là nàng cũng đã biết được chuyện xảy ra ở chỗ này, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua chỗ Ngô Hải, lông mày khẽ nhíu, nàng nói. Chu Nguyên kia hiện thân chưa? Bên cạnh có đệ tử trả lời, còn không có. Cặp môi đỏ mọng của Lữ Yên hơi nhếch lên, nàng nói, không có xuất hiện coi như là còn chút lý trí. Mục tiêu của Ngô Hải kia rõ ràng là Chu Nguyên hắn, Thẩm Vạn Kim này chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu như nàng không có đoán sai thì chỉ sợ là Ngô Hải này phụng mệnh Lục Hồng đến dò xét sâu cạn của Chu Nguyên. Bởi vì Lục Hồng kia rất xem trọng đối với lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này, cho nên coi như là người không có khả năng chiến thắng như Chu Nguyên. Lục Hồng đều cũng không có bỏ qua, mà là định triệt để tìm hiểu nội tình cho tin tường, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên Chu Nguyên không hiện thân ngược lại làm cho mục đích của Ngô Hải không thể thực hiện được. Mặc dù nói như vậy nhưng mà Lữ Yên lại vẫn còn có chút thất vọng lắc đầu,
nếu như chuyện này còn có thể nhịn thì thật đúng là cũng hơi mất mặt, nàng không biết là Chu Nguyên này có tâm cơ quá sâu hay là quá vô tình nữa. Ở đây đều là người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh tự nhiên sẽ cảm thấy sự ẩn nhẫn này là có chút mềm yếu. Sư tỷ, chúng ta có nên ra tay hay không? Ta cảm thấy một mạch của Lục Hồng thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo, có đệ tử không nhịn được, căm phẫn nói. Lữ Yên có chút trầm ngâm rồi lắc đầu nói, chờ một chút đi. Cũng sắp đến lúc mặt trời lặn rồi. Nếu như cuối cùng, Chu Nguyên kia vẫn không hiện thân thì ta sẽ ra tay cứu lấy Thẩm Vạn Kim kia. Hiện tại, một mạch này của bọn họ cùng một mạch của Thẩm Thái Biên coi như là đã tạm thời kết thành minh hữu, cùng chống lại một mạch của Lục Hồng. Cho nên, không nhìn thấy thì thôi, chứ nếu như đã nhìn thấy thì nàng tự nhiên sẽ không ngồi nhìn một mạch của Lục Hồng càng thêm hung hăng càng quấy. Trong khi đội ngũ của ba bên đang giằng co, thời gian cũng dần trôi qua, chẳng mấy chốc là đã đến lúc hoàng hôn, nhưng mà Chu Nguyên vẫn như trước chưa có dấu hiệu là sẽ xuất hiện. Thấy thế, Ngô Hải kia không khỏi lắc đầu, khóe miệng nhấc lên tạo thành một nụ cười khinh miệt, nói với Thẩm Vạn Kim, xem ra là ngươi đã bị người ta vứt bỏ rồi. Thật là một kẻ đáng thương. Sau đó hắn lạnh lùng phất phất tay, nếu như Chu Nguyên kia đã vô tình như thế thì ta cũng không cần khách khí rồi. Các huynh đệ, trực tiếp ném tên này xuống núi. Nghe Ngô Hải nói vậy, mấy tên đệ tử đang bắt giữ Thẩm Vạn Kim lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Sau đó, cũng mặc kệ Thẩm Vạn Kim kịch liệt giãy giụa, bọn họ lập tức nhấc hắn lên, khiêng tới vách núi rồi ném ra ngoài. Dừng tay, thấy thế, đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Biên vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại nhưng không có người để ý tới. Thân hình mập mạp của Thẩm Vạn Kim trực tiếp đã bị ném đi ra ngoài, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lữ Yên cũng thất vọng lắc đầu. Xem ra Chu Nguyên kia cũng đã suy đoán được mục đích của mấy người Ngô Hải, cho nên là hạ quyết tâm không hiện thân rồi. Chu Nguyên này cũng quá hèn nhát rồi. Thật là một kẻ không có cốt khí, nàng thản nhiên nói, sau đó liền muốn ra tay, cứu lấy Thẩm Vạn Kim đang rơi xuống. Hừ, nhưng mà, ngay khi nàng sắp sửa ra tay thì trong nháy mắt đó, trong thiên địa chợt có tiếng xé gió vâng lên, chỉ thấy được một vệt sáng màu đen xẹt qua từ phía chân trời, cuối cùng hung mãnh đâm ở trên vách núi đá. Có lông tơ trắng như tuyết hóa thành tấm lụa lao ra, quấn chặt lấy Thẩm Vạn Kim và treo hắn ở giữa vách núi. Tất cả mọi người nhìn lại và nhìn thấy một cái bút màu đen cắm ở trên vách núi đá, lông tơ trắng như tuyết vươn ra từ ngòi bút, quấn chặt lấy Thẩm Vạn Kim. Nhìn qua cái bút màu đen quen thuộc kia, ở bốn phía lập tức có một vô số tiếng kinh hô vang lên, vẫn là không nhịn được sao, thấy thế, Ngô Hải cũng mỉm cười. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy được từ chỗ chân trời xa xa có một đám mây bằng nguyên khí phá không bay đến. Cuối cùng ở cái nhìn soi mói của vô số người, đám mây bằng nguyên khí đã đáp xuống cái đài tu luyện này. Phía trên đám mây bằng nguyên khí này là bóng người thon dài, ngoại trừ Chu Nguyên thì còn có thể là người phương nào. Chu Nguyên sư huynh, thấy Chu Nguyên đã đến, đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Biên lập tức vui mừng lên tiếng, nhưng sau đó trong mắt lại có vẻ sầu lo xuất hiện. Nếu như Chu Nguyên đã hiện thân thì chỉ sợ hôm nay đối phương sẽ quyết không chịu từ bỏ ý đồ rồi. Ta còn tưởng rằng sư đệ sẽ vẫn trốn vào trong cái xác rùa đen của mình nữa chứ. Ngô Hải mỉm cười nói, chỉ là nụ cười kia không còn ôn hòa, ngược lại là có chút mỉa mai. Nếu như sư đệ đã chịu hiện thân, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Người bạn này của ngươi đã thương sư muội của ta, để mặc đồng môn nên ta cũng chỉ bắt hắn bồi thường có 10 vạn nguyên ngọc mà thôi, nhưng mà đáng tiếc hắn không có đủ tiền, thôi thì sư đệ tới trả giúp hắn đi. Ngô Hải nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nhếch miệng cười nói. Ta nghĩ sư đệ có lẽ sẽ có đủ tiền để bồi thường phải không? Lục Hồng trưởng lão phái ngươi đến sò xét thực lực của ta phải không? Chu Nguyên cười nhạt nói. Ngô Hải nhắm hai mắt lại, cười nói, sư đệ cảm thấy mình có tư cách này hay sao? Chu Nguyên lắc đầu rồi duỗi hai ngón tay ra, 2 vạn thôi sao? Thế thì không đủ đâu. Ngô Hải hít mắt lại cười nói. Chu Nguyên thở dài một hơi, sau đó trầm giọng nói, ý của ta là cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bây giờ ngươi chủ động nhảy từ nơi này xuống. Hoặc là ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, sau đó vứt ngươi xuống. 2 chọn 1, ngươi chọn cái nào? Nghe Chu Nguyên nói vậy, dáng tươi cười trên mặt Ngô Hải lập tức cứng lại. Trên đài tu luyện, gió núi gào thét. Mọi người nhìn qua bóng người trẻ tuổi vừa mới đáp xuống kia, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là đều bị lời nói lúc trước Chu Nguyên dọa sợ. Ai cũng không ngờ, đối mặt với Ngô Hải rõ ràng là tới tìm phiền toái, Chu Nguyên lại không hề có dấu hiệu muốn chịu thua, ngược lại là dùng tư thái càng thêm cường ngạnh để phản kích trở về. Phải biết rằng, đây chính là Ngô Hải, một trong những đệ tử mạnh nhất trong một mạch của Lục Hồng. Những đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Biên kia cũng liếc nhìn nhau và cùng cảm thấy kỳ lạ. Ngày bình thường, Chu Nguyên kỳ thật cũng coi như là ôn hòa, nhưng bây giờ, bọn họ lại hoàn toàn không hề cảm thấy Chu Nguyên giống với một người ôn hòa. Chỉ là
loại cường ngạnh này tuy sẽ giúp người ta hả giận, nhưng ngược lại sẽ càng chọc giận Ngô Hải. Lá gan của thằng này thật đúng là không nhỏ. Nhìn qua cảnh tượng này, Lữ Yên cũng có chút ít kinh ngạc, chợt nàng không nhịn được mà cảm thán một tiếng vì cảm thấy lúc trước mình nói sai rồi, Chu Nguyên này căn bản cũng không biết cái gì là sợ, đáng tiếc. Mặc dù có dũng khí nhưng chỉ dựa vào dũng khí lại không giải quyết được chuyện này, bởi vì câu nói này, sợ là Ngô Hải sẽ nhất định không chịu từ bỏ ý đồ rồi. Những đệ tử khác ở bên cạnh Lữ Yên cũng gật gật đầu, nói, Chu Nguyên này thật đúng là người không biết chịu thiệt, sư tỷ, vậy lát nữa tỷ còn ra tay không? Lữ Yên nghĩ một lúc rồi hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nói với vẻ trêu tức, dũng khí của thằng này để cho ta ngoài ý muốn, cho nên nếu như lát nữa mà hắn chịu thiệt, ta sẽ ra tay trợ giúp. Chu Nguyên có thể không sợ hãi Ngô Hải mà hiện thân thật ra khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, cho nên nàng cũng không ngại thuận tay trợ giúp hắn một lần, đương nhiên, trước hết cũng phải để cho Chu Nguyên ăn chút đau khổ đã. Thằng này mặc dù có thiên phú, nhưng mà đích thật là hơi quá kiêu ngạo, bây giờ, cứ để cho Ngô Hải kia giúp hắn hiểu được chỉ dựa vào mồm mép sẽ không cải biến được cái gì đã, tất cả mọi thứ phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Ở trong rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, vào lúc này, dáng tươi cười trên mặt Ngô Hải kia cũng dần thu liễm, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, bàn tay đưa lên sờ cầm giống như đang nghiền ngẫm. Sau đó hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía rất nhiều đệ tử trong một mạch của Lục Hồng đang đứng ở sau lưng mình và cười nói, các huynh đệ, mọi người nghe thấy hắn vừa nói cái gì sao? Nghe Ngô Hải nói với vẻ trêu tức, những đệ tử khác lập tức cười vang, xem ra thằng này bị Ngô Hải sư huynh dọa đến điên rồi. Hắn cho rằng Ngô Hải sư huynh là những đối thủ mà hắn đã từng chiến đấu kia sao, nhưng mà ta cũng phải công nhận thằng này vẫn còn có chút dũng khí, mặc dù hơi ngu xuẩn một chút. Những đệ tử trong một mạch của Lục Hồng kia đều cười đùa, trêu tức, bởi vì không có một người nào thật sự để Chu Nguyên vào trong mắt. Nguyên nhân chính là do bây giờ đang đứng trước mặt bọn họ là Ngô Hải, một trong những người mạnh nhất ở bên trong một mạch của bọn họ. Mặc kệ những cười vang kia, thần sắc trên mặt Chu Nguyên ngược lại là không có biến đổi gì, hắn cong ngón tay rồi búng ra, chỉ thấy được Thẩm Vạn Kim được lông tơ trắng như tuyết xoáy lên, đưa đến phía sau của hắn. Vạn Kim, đệ không sao chứ? Chu Nguyên nhìn hắn một cái, Thẩm Vạn Kim gãi gãi đầu, lúng túng nói, tiểu Nguyên ca, đệ không có chuyện gì, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi thôi. Đột nhiên, ánh mắt của Chu Nguyên dừng lại ở dấu bàn tay đỏ tươi thủ ấn trên mặt của Thẩm Vạn Kim, hắn không nói thêm gì, nhưng ánh mắt kia lại trở nên lạnh hơn rất nhiều. Sau đó, hắn phất phất tay và nói với Thẩm Vạn Kim, Vạn Kim, giờ đệ hãy lui về sau đã, chuyện này cứ để ta giải quyết. Nghe thấy Chu Nguyên nói thế, Thẩm Vạn Kim cười khổ một tiếng, hắn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại chỉ biết nuốt những lời định nói xuống, chỉ là trong ánh mắt có một tia cảm động. Hắn như thế nào không biết Chu Nguyên đã hạ quyết tâm muốn ra mặt đòi lại công bằng cho hắn. Tuy rằng Thẩm Vạn Kim vẫn tự xưng là người có da mặt dày, những nhục nhã này của đối phương căn bản không bị hắn để ở trong mắt, nhưng lúc này nhìn đến bóng lưng của Chu Nguyên lại làm cho mũi của hắn hơi chua chua. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Ngô Hải rồi cười cười, ngươi nghĩ xong chưa? Ngô Hải cũng cười cười, duỗi ra ngón tay, chỉ vào Chu Nguyên, tiểu tử ngươi, cũng thật là có chút ý tứ. Oanh, nhưng mà sau một khắc, nguyên khí hùng hồn, giống như bão táp, đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Ngô Hải, rất nhiều đệ tử ở chung quanh bị chấn động và liên tiếp lui về phía sau. Một uy áp của nguyên khí xuất hiện, uy áp này không hề yếu hơn Dương Huyền mà Chu Nguyên gặp ở Hắc Viêm Châu, thậm chí, còn mạnh hơn một phần. Vào lúc này, sắc mặt của Ngô Hải cũng trầm xuống, chỗ khóe miệng xuất hiện một nụ cười khinh miệt, đúng là kẻ không biết tốt xấu. Vừa dứt lời, hắn xóa bàn tay ra sau đó năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, chỉ thấy được nguyên khí hùng hồn phóng lên trời, trực tiếp là biến thành mấy trăm đạo hư ảnh hình kiếm, kiếm khí lăng lệ, ác liệt phát ra, làm cho tất cả mọi người là cảm thấy lạnh sống lưng. Hưu, mấy trăm đạo hư ảnh hình kiếm bằng nguyên khí mãnh liệt bắn ra, giống như vô số tia chớp, dùng tốc độ cực nhanh, hung mãnh đâm về phía những chỗ hiểm trên người Chu Nguyên. Mỗi một đạo hư ảnh hình kiếm bằng nguyên khí kia đều có uy lực đủ để khiến cho một cường giả thái sơ cảnh lục trọng thiên sợ hãi, mà mấy trăm đạo như thế hội tụ cùng một chỗ, coi như là thái sơ cảnh thất trọng thiên chỉ sợ cũng không dám có chút khinh thường. Ngô Hải sư huynh vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu, xem ra cũng bị Chu Nguyên làm cho tức giận rồi. Thấy thế, những đệ tử trong một mạch của Lục Hồng kia không khỏi cười ra tiếng, mà ở cách đó không xa, trên mặt các đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Uyên đều lộ vẻ lo lắng. Bá, từng đạo hư ảnh hình kiếm bằng nguyên khí gào thét lao qua, mà thân hình Chu Nguyên cũng vào lúc này bắt đầu chuyển động, chỉ thấy được thân hình của hắn nhanh chóng hư hóa, tựa như một đám khói xanh, nhanh chóng bay ra, suy, hư ảnh hình kiếm xẹt qua khói xanh, để lại những vết kiếm sâu không thấy đáy ở trên mặt đất cứng rắn.
Chu Nguyên cũng không bị động tiếp đòn, thân hình biến ảo và nhanh chóng tránh thoát toàn bộ những hư ảnh hình kiếm bằng nguyên khí kia. Ngô Hải thấy thế, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng hơn, rồi hắn khẽ động đầu ngón tay. Càng nhiều hư ảnh hình kiếm bằng nguyên khí hơn nữa xuất hiện, chúng ùn ùn kéo đến, nhanh chóng bao phủ, đuổi giết Chu Nguyên. Sư tỷ, Chu Nguyên có thể chống đỡ nổi sao? Ở bên cạnh Lữ Yên, có đệ tử nhìn xem trận chiến ở trước mặt và hỏi. Lữ Yên thản nhiên nói, nếu như không có cái thiên nguyên binh kia trợ giúp thì Chu Nguyên chỉ sợ không phải là đối thủ của Ngô Hải. Mặc dù hiện tại hắn có thể né tránh nhưng điều này hiển nhiên là không phải là kế lâu dài. Một khi hắn xuất hiện sơ hở, đòn tấn công của Ngô Hải sẽ giống như là mưa to bao phủ hắn. Cuối cùng vẫn là do tu vi nguyên khí của hắn quá thấp rồi. Đây chính là nhược điểm trí mạng của hắn. Nói đến chỗ này, nàng cũng phải tiếc nuối lắc đầu. Nếu như hiện tại tu vi nguyên khí của Chu Nguyên có thể cao hơn 3,4 trong thiên thì có lẽ trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí, đệ tử thủ tịch này, hắn thực sự sẽ trở thành một con ngựa đen. Nhưng đáng tiếc chính là hiện tại, hắn còn chưa có đủ thực lực. Phốc suy, vô số đạo hư ảnh hình kiếm nhanh chóng lướt qua, một đám khói xanh có hình dáng giống như người biến đổi vị trí một cách quỷ dị, phía trước mặt đất lập tức bị những đạo hư ảnh hình kiếm xuyên thủng xé rách. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua nụ cười mỉa mai trên mặt Ngô Hải ở cách đó không xa. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, làn da bên ngoài cơ thể ẩn ẩn có ánh sáng như ngọc hiển hiện. Phanh, hắn giẫm mạnh bàn chân xuống đất, cú đạp này khiến cho đất đá văng tung tóe, thân hình nhanh chóng lao về phía Ngô Hải, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, từng đạo hư ảnh hình kiếm bằng nguyên khí hung mãnh đâm xuống nhưng lại không có cách nào đuổi kịp tốc độ Chu Nguyên. A, à, tốc độ tăng lên sao? Thấy thế, Ngô Hải lập tức cười lạnh. Hai tay đột nhiên khép lại, nguyên khí hùng hồn hội tụ mà đến, cuối cùng tạo thành một thanh kiếm màu xanh dài khoảng 3 thước ở trước mặt của hắn, trên thân kiếm này giống như là có thêm sấm sét quấn quanh, mơ hồ có tiếng nổ vang truyền ra, huyền lôi kiếm ảnh, Ngô Hải hét to một tiếng rồi đẩy chưởng ra, bá một tiếng, huyền lôi kiếm ảnh kia mãnh liệt bắn ra, mang theo tiếng nổ vang, kiếm khí lăng lệ, ác liệt mà cuồng bạo, ở trong ánh mắt của Chu Nguyên, huyền lôi kiếm ảnh kia nhanh chóng biến lớn. Nhưng mà hắn lại không hề giống như là sẽ né tránh, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, thò tay ra, trực tiếp chộp tới huyền lôi kiếm ảnh kia. Muốn chết, thấy thế, Ngô Hải lập tức nhe răng cười, lỗ mãng, Lữ Yên cũng không nhịn được mà lên tiếng, sắc mặt khẽ biến đổi, nàng không ngờ Chu Nguyên có thiên nguyên binh mà không dùng, lại dám dùng tay không để đón đỡ nguyên thuật công kích của Ngô Hải. Xoẹt, ở bên trong rất nhiều tiếng kinh hô, cuối cùng, bàn tay của Chu Nguyên cũng sắp va chạm cùng huyền lôi kiếm ảnh kia. Năm ngón tay duỗi ra, chọc thẳng vào mũi kiếm, không ít đệ tử không nhịn được mà nhắm mắt lại, trong đầu bọn họ đang tưởng tượng sau nháy mắt, cả bàn tay của Chu Nguyên chỉ sợ đều bị gọt sạch. Xoẹt, cuối cùng, bàn tay thon dài của Chu Nguyên đã bắt được huyền lôi kiếm ảnh, nhất thời hoa lửa văng khắp nơi, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, nụ cười dữ tợn trên mặt Ngô Hải kia bỗng nhiên cứng lại, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe. Bàn tay của Chu Nguyên vững vàng bắt lấy mũi kiếm của huyền lôi kiếm ảnh, tựa như là kiếm khí sắc bén ẩn chứa bên trên kiếm ảnh không hề có tác dụng gì. Xèo xèo, mặc dù huyền lôi kiếm ảnh có dãy dụa như thế nào nhưng cũng đều thì không có cách nào thoát ly khỏi lòng bàn tay của Chu Nguyên. Chuyện này là như thế nào vậy? Chung quanh đài tu luyện lập tức vang lên rất nhiều tiếng kinh hô hoảng sợ. Lữ Yên cũng khẽ giật mình, trên gương mặt xinh đẹp cũng xuất hiện thần sắc không thể tưởng tượng được. Nàng không thể tin được, ở dưới tình huống không có thiên nguyên binh tăng phúc, Chu Nguyên vậy mà có thể dùng tay không để tiếp được một đòn lăng lệ, ác liệt như vậy của Ngô Hải. Răng rắc, mà lúc này, ở trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thần sắc trên mặt Chu Nguyên lại không có gì thay đổi, bàn tay đột nhiên nắm chặt, không ngờ lại có thể bóp nát huyền lôi kiếm ảnh kia. Bá, sau nháy mắt, Chu Nguyên đã xuất hiện ở trước mặt Ngô Hải, hắn mặt không biểu tình, năm ngón tay nắm chặt rồi đánh ra một quyền. Cả cánh tay sáng lên màu ngọc, đồng thời nguyên khí trong cơ thể cũng giống như là nước lũ bắt đầu khởi động. Một sức mạnh đáng sợ giống như núi lửa đột nhiên phun trào, một quyền đánh ra, không gian đều ẩn ẩn phát ra tiếng vỡ vụn, tóc gáy trên toàn thân Ngô Hải đột nhiên dựng ngược, hai tay vội vàng kết ấn, lập tức nguyên khí nhanh chóng tạo thành vô số lớp phòng ngự ở trước người. Phanh, nhưng mà đối mặt với nắm đấm tỏa ra ánh sáng như ngọc kia Chu Nguyên, những lớp phòng ngự kia cơ hồ là trong khoảnh khắc đã nứt ra, chỉ không đến một hơi, tất cả các lớp phòng ngự vỡ vụn. Oanh, ngay sau đó, nắm đấm của Chu Nguyên mang theo tiếng gió rít, nhanh chóng rơi vào trên lồng ngực của Ngô Hải. Lúc này, sắc mặt của Chu Nguyên vẫn cực kỳ bình tĩnh, mà trong mắt của Ngô Hải có xuất hiện sự sợ hãi. Bành, mắt thường có thể thấy được vào lúc này sóng xung kích bột phát ra đến kinh khủng đến thế nào. Tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy Ngô Hải phun ra một búng máu tươi,
thân thể giống như là đạn pháo bắn ngược đi ra ngoài. Phanh, 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 mặt đất bị xé nứt, cuối cùng Ngô Hải hung hăng đâm vào trên vách đá, khiến cho cả vách núi đều rạn nứt, sụp đổ, những tảng đá to lăn xuống, đè lên người hắn, khắp trời đất đều cực kỳ yên tĩnh. Theo thời gian dần trôi qua, ánh sáng như ngọc trên thân thể Chu Nguyên cũng bắt đầu thu liễm, hắn ngẩng đầu, nhìn qua vách núi bị sụp đổ kia rồi mở miệng, giống như là đang lẩm bẩm nhưng mọi người đều nghe rõ. Ngu xuẩn, ta đã nói chính ngươi tự mình nhảy xuống đi cơ mà, lãng phí thời gian của ta. Bên trên đài tu luyện, một vết cắt thật sâu khiến cho bệ đá cơ hồ bị vỡ ra làm hai, mà ở một đầu của vết cắt là vách núi không ngừng sụp đổ, đá lớn lăn xuống, mà lúc này, xung quanh đài tu luyện đều hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều gần như ngây ngốc khi nhìn qua vách núi không ngừng sụp đổ, đá lớn lăn xuống kia. Những đệ tử trong một mạch của Lục Hồng kia lúc trước vẫn còn cười vang, nhưng mà lúc này, nụ cười ở trên mặt đã cứng lại, trông cực kỳ buồn cười. Đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Uyên vốn dĩ còn đang hoảng sợ khi nhìn thấy Chu Nguyên dùng tay không bắt lấy đạo huyền lôi kiếm ảnh kia của Ngô Hải, nhưng sau một khắc, bọn họ liền thấy được Ngô Hải chật vật bay rớt ra ngoài. Những đệ tử ở bên cạnh Lữ Yên kia cũng đồng dạng là rơi vào trong trầm mặc. Tất cả mọi người tính cả Lữ Yên đều hơi thất thần khi nhìn qua bóng người trẻ tuổi vẫn đang bảo trì tư thế đánh ra một quyền kia. Tất cả mọi người đều không ngờ đòn phản kích của Chu Nguyên lại hung hãn đến loại trình độ này. Làm sao có thể cơ chứ? Lữ Yên lẩm bẩm. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ kinh hãi và nghi hoặc, bởi vì ở bên trong cảm giác của nàng, nguyên khí chấn động của Chu Nguyên cũng không có khác biệt quá lớn với lúc trước, nhưng vì sao, một quyền phản kích kia lại có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ như thế được? Tuy nói rằng ở thời khắc cuối cùng Ngô Hải kia cũng bởi vì Chu Nguyên đột nhiên bộc phát mà trở tay không kịp, nhưng bao nhiêu lớp nguyên khí phòng ngự kia vẫn như cũ là có thể đơn giản chống cự lại bất cứ đòn tấn công nào có uy lực dưới thái sơ cảnh bát trọng thiên. Nhưng cuối cùng, ở dưới một quyền của Chu Nguyên, những lớp phòng ngự kia lại yếu ớt như tờ giấy. Hơn nữa, rõ ràng là Chu Nguyên cũng không có sử dụng thiên nguyên binh, bởi vì cái bút màu đen kia vẫn còn cắm trên vách núi mà. Từ những chi tiết của nhiệm vụ ở Hắc Viêm Châu mà nhiệm vụ đường công bố ra lúc trước thì rõ ràng Chu Nguyên có thể chiến đấu cùng, thậm chí chiến thắng Dương Huyền của Thánh Cung kia hoàn toàn là bởi vì trong tay hắn có thiên nguyên binh tăng cường, bằng không thì hắn không có khả năng đối kháng cùng người đã đạp nửa chân vào cảnh giới thái sơ cảnh bát trọng thiên như Dương Huyền được. Nhưng mà trước mắt, Chu Nguyên cũng không dùng thiên nguyên binh mà. Lữ Yên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nàng ẩn ẩn cảm giác được, mặc dù lúc này nguyên khí chấn động tỏa ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên vẫn giống như trước, nhưng lại có điểm gì đó khiến cho người ta cảm giác thấy có chút khác biệt. Ở trong ánh mắt rung động của mọi người, Chu Nguyên cũng chậm rãi thu hồi nắm đấm, làn da tản ra ánh sáng như ngọc theo thời gian dần trôi qua cũng khôi phục lại bình thường. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn nắm đấm của mình, trong mắt cũng có chút sợ hãi, thán phục. Tiểu huyền thánh thể này quả nhiên là vô cùng bá đạo, mặc dù trước mắt hắn chỉ vừa mới tu thành ngọc bì cảnh, nhưng sức lực cũng đã được tăng cường đến một mức độ cực kỳ kinh người. Được ngọc bì tăng cường, hơn nữa còn có nguyên khí của bản thân hắn, cả hai chồng chất vào khác với chuyện 1+1=2 rồi. Loại trình độ này đã đủ để giúp cho hắn có thể chính diện chống lại thái sơ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ rồi. Mà Ngô Hải này e rằng cũng chỉ vừa mới đột phá thái sơ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Dưới sự khinh thường, thằng này vậy mà dám cho hắn đến gần người để phát động ra một quyền hội tụ đủ sức mạnh của cả nguyên khí lẫn thân thể, cũng đáng đời bị một quyền của hắn trực tiếp đánh bay. Dù sao, khi chiến đấu với người tu luyện thân thể thì người tu luyện thuật pháp phải nhớ rằng cần kéo giãn khoảng cách, dùng đòn tấn công tầm xa để ứng đối. Dù sao một khi bị gần người, người tu luyện thân thể sẽ có thể phát huy ra ưu thế thân thể mạnh mẽ. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua chỗ vách núi đã sụp đổ xuống kia. Sau đó, thân hình khẽ động và lập tức xuất hiện ở chỗ đống đá, hắn vung tay áo lên, nguyên khí cuốn những tảng đá kia bay sang một bên. Sau khi những tảng đá này bị dọn sạch, bóng người bị chôn ở phía dưới cũng hiện ra. Ngô Hải kia người đầy máu tươi, nhìn trông cực kỳ chật vật, nhưng mà lúc này hắn lại vẫn như cũ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Hắn muốn đứng dậy đánh tiếp nhưng bởi vì một quyền hung hãn lúc trước của Chu Nguyên làm cho nguyên khí trong cơ thể có chút trì trệ, không có cách nào vận chuyển. Chu Nguyên hờ hững nhìn qua hắn, sau đó nói, dấu bàn tay trên mặt Thẩm Vạn Kim lúc trước là do ngươi đánh phải không? Ngô Hải lạnh lùng nói, Chu Nguyên, ngươi chớ đắc ý. Vừa rồi chỉ là do ta bị bất ngờ nên trở tay không kịp mà thôi. Nhưng mà Chu Nguyên không để ý đến, hắn xuề bàn tay ra rồi vung lên. Ba, một dấu bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trên mặt của Ngô Hải, tiếng vang thanh thúy truyền ra. Một dấu bàn tay đỏ như máu xuất hiện ở trên mặt Ngô Hải. Ngô Hải tựa như là bị một cái tát này của Chu Nguyên làm cho ngây ngốc, mãi một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, hắn rít gào, sao mà ngươi dám tát ta? Ở trong một mạch của Lục Hồng, ngày bình thường,
hắn cũng coi như là cao cao tại thượng, được mọi người xung quanh nịnh hót. Hắn không ngờ, Chu Nguyên này cũng dám tát hắn ở trước mặt mọi người. Ba, nhưng mà, trả lời hắn lại là một cái tát. Chu Nguyên, ta muốn giết chết ngươi. Ba, Vương Bát Đảng, ngươi nhất định phải chết. Ba, ba, tới lúc sau, hắn chỉ mới mở miệng, còn chưa kịp gào thành tiếng thì Chu Nguyên đã lại là tát thêm một cái, vì vậy tiếng vang thanh thúy vang lên một cách liên miên bất tận. Chung quanh đài tu luyện, nhìn qua cảnh tượng này, đệ tử của ba mạch đều trợn mắt há hốc mồm, đánh người không vẻ mặt. Chu Nguyên rõ ràng là định khiến cho Ngô Hải mất hết mặt mũi. Nhìn thấy con ngươi lạnh lẽo kia của Chu Nguyên, trong lòng một vài người cũng hiểu được, xem ra lúc trước mấy người Ngô Hải nhục nhã Thẩm Vạn Kim cũng làm cho Chu Nguyên thực sự tức giận rồi. Sắc mặt của những đệ tử trong một mạch của Lục Hồng không ngừng thay đổi giữa hai màu xanh trắng, bọn họ muốn đi lên ngăn cản, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Chu Nguyên, tất cả lại không có gan này, chỉ có thể vội vàng nói với nhau, nhanh. Chúng ta nhanh đi gọi người tới thôi. Mà ở bên này, do tác dụng của mấy chục cái tát, khuôn mặt của Ngô Hải kia đã sưng vù lên, giống như là đầu một con lợn vậy, nguyên khí ngưng tụ trong cơ thể cũng bị Chu Nguyên đánh tan, không có cách nào phản kháng. Ngừng. Ngừng. Sự đau nhức kịch liệt ở trên mặt làm cho Ngô Hải đã có chút chán ván đầu hoa mắt. Rốt cục, hắn không nhịn được nữa, thanh âm đều thay đổi, ta đã không nói chuyện nữa rồi mà. Bàn tay của Chu Nguyên dừng một chút, sau đó hắn thản nhiên nói, thật xin lỗi. Ta không nghe thấy. Sau đó, Chu Nguyên lại tiếp tục nâng bàn tay lên, thấy thế, trong lòng Ngô Hải phát lạnh, hắn vội vàng nói, đừng đánh nữa, ta nói xin lỗi. Đối mặt với những cái tát không hề lưu tình chút nào của Chu Nguyên, rốt cục Ngô Hải cũng đã chịu thua, bởi vì hắn biết, nếu như cứ để Chu Nguyên tiếp tục đánh nữa thì chỉ sợ mặt của cũng đều bị đánh nát. Chu Nguyên cụp mắt xuống rồi nói, xin lỗi là đủ rồi hay sao, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Nguyên nghĩ nghĩ, nói, bồi Nguyên Ngọc đi, chỉ cần 10 vạn Nguyên Ngọc mà thôi. Ngô Hải suýt nữa phun tiếp ra một búng máu. Lúc trước hắn còn dùng 10 vạn Nguyên Ngọc đến để trêu đùa Thẩm Vạn Kim, không ngờ chỉ trong chốc lát, mọi chuyện đã thay đổi. Lúc này hắn lại bị Chu Nguyên bức ép. Biết mình không phải là đối thủ của Chu Nguyên cho nên Ngô Hải chỉ đành chịu đựng biệt khuất ở trong lòng rồi nói, ta cũng không có 10 vạn Nguyên Ngọc. Chu Nguyên mặt không biểu tình nâng bàn tay lên. Ngô Hải vội vàng nói, đừng, đừng. Tuy rằng không có 10 vạn, nhưng quỷ đen của ta có 3 vạn Nguyên Ngọc. Hắn vỗ túi càng khôn, lập tức có Nguyên Ngọc gào thét bay ra, rơi đầy đất. Thấy thế, bàn tay của Chu Nguyên lúc này mới biến chậm lại, tay áo rung lên, một đạo nguyên khí cuốn những Nguyên Ngọc này đến chỗ hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Vạn Kim và nói, đều thu lấy. Nhìn thấy Chu Nguyên đưa cho mình nhiều Nguyên Ngọc như vậy, Thẩm Vạn Kim cũng ngẩn người, sau đó con mắt sáng lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn quay người đi rồi nói, tiểu Nguyên ca, hay là huynh cứ cầm đi, là ngươi bị đánh chứ không phải là ta. Số Nguyên Ngọc này cũng có thể coi như là một khoản tiền đền bù tổn thất. Chu Nguyên tức giận nói, Thẩm Vạn Kim nuốt nước bọt rồi nói, bị đánh một lần được 3 vạn Nguyên Ngọc sao? Như là nghĩ đến điều gì đó, mắt Thẩm Vạn Kim đột nhiên sáng lên rồi hắn nhìn qua Ngô Hải và nói, nếu không, Ngô Hải sư huynh lại đánh ta một trận nữa đi. Nghe được lời nói vô sĩ của Thẩm Vạn Kim, Ngô Hải cũng không nhịn được mà khiến cho khóe miệng khẽ co giật. Chu Nguyên cũng trừng mắt nhìn Thẩm Vạn Kim. Da mặt của thằng này thật là dày đến mức vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Lúc trước hắn còn lo lắng chuyện mấy người Ngô Hải làm sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với Thẩm Vạn Kim, nhưng hiện tại xem ra, năng lực thừa nhận của Thẩm Vạn Kim hơn xa sự tưởng tượng của hắn. Chu Nguyên thầm cảm thán một tiếng, sau đó chỉ xuống chỗ vách núi và nói với Ngô Hải, chính ngươi nhảy xuống. Ngô Hải sắc mặt cứng đờ, nói, ta đã bồi thường rồi mà ngươi còn bắt nhảy sao? Chu Nguyên mặt không biểu tình, nói, hoặc là ta vứt ngươi xuống đây. Ngô Hải không nhịn được cắn răng nói, Chu Nguyên, ngươi không nên quá phận rồi. Chu Nguyên nhắm hai mắt lại, bàn tay lại một lần nữa chậm rãi nâng lên. Nhưng mà vào lúc này, trong thiên địa chợt có tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người từ trên trời đáp xuống cách chỗ Chu Nguyên không xa, nhất thời có nguyên khí cường hãn bộc phát ra, bao phủ mọi người. Chu Nguyên, thả người ra. Một tiếng nói lạnh như băng, nhàn nhạt vang lên, trong đó cũng không có bất kỳ ý thương lượng, giống như là mệnh lệnh mang theo tư thái từ trên cao nhìn xuống. Chung quanh đài tu luyện, rất nhiều đệ tử nhìn lại và đều khẽ biến sắc mặt, mà những đệ tử trong một mạch của Lục Hồng thì là vui sướng hét lên, Viên Hồng sư huynh. Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy được ở cách đó không xa, mấy bóng người đứng sừng sững, tại vị trí đầu lĩnh kia là một bóng người cường tráng giống như là vượng, uy áp nguyên khí như có như không phát ra từ trong cơ thể hắn, làm cho không ít đệ tử ở chung quanh đều sợ hãi, người này đúng là đại đệ tử trong một mạch của Lục Hồng, Viên Hồng. Viên Hồng vậy mà đều đến rồi. Nhìn qua Viên Hồng, khuôn mặt của Lữ Yên cũng khẽ biến, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ.
ở trong rất nhiều ánh mắt kính sợ, Viên Hồng đứng chắp tay, hai mắt hờ hững kia nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên rồi nói, ngươi chơi cũng chơi chán rồi, thả người ra rồi lại giao trả Nguyên Ngọc, chuyện hôm nay ta sẽ xem như chưa từng phát sinh. Ở phía sau Chu Nguyên, sắc mặt của Thẩm Vạn Kim cũng cứng đờ, bàn tay đã đưa ra nhưng không dám thu Nguyên Ngọc lại. Dù sao ở bên trong Thánh Nguyên Phong, uy danh của Viên Hồng vẫn khá đáng sợ. Vô số ánh mắt đều nhìn qua Chu Nguyên, tất cả mọi người đều muốn biết đối mặt với người có khả năng cao nhất sẽ trở thành đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong là Viên Hồng, liệu Chu Nguyên có dám ngạnh kháng nữa hay không? Nhưng mà, khi bọn họ còn đang suy tư, Chu Nguyên lại thu hồi ánh mắt từ trên người Viên Hồng và nhìn về phía Ngô Hải. Ngô Hải cười lạnh, nói, hiện tại ngươi đã hối hận rồi chứ? Ta cho ngươi biết, muộn. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn vừa mới hiển hiện thì hắn đã nhìn thấy Chu Nguyên tiến lên một bước, một quyền hung hăng đánh lên trên bụng hắn, nguyên khí cuồng bạo dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, đánh tan số nguyên khí mà hắn vừa ngưng tụ. Tiếp theo, Chu Nguyên lãnh đạm nắm lấy tóc của Ngô Hải rồi nhanh chóng hất lên, sau đó Ngô Hải kia đã bay đi ra ngoài, rơi xuống vách núi. Lúc này, tiếng kêu gào thê thảm của Ngô Hải mới vọng lên từ dưới vách núi, mà Chu Nguyên thì phủi tay, lẩm bẩm, đã bảo ngươi tự nhảy đi, hết lần này tới lần khác lại nói nhảm nhiều như vậy. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Viên Hồng, khẽ cười nói, Viên Hồng sư huynh, lúc trước ngươi vừa nói cái gì vậy? Chung quanh đài tu luyện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kể cả Lấy Lữ Yên đều trợn mắt há hốc mồm khi nhìn qua Chu Nguyên. Ai cũng không ngờ, sau khi Viên Hồng đã hiện thân mà Chu Nguyên vẫn không hề có ý định dàn xếp ổn thỏa, ngược lại là ở trước mặt Viên Hồng còn trực tiếp ném Ngô Hải xuống dưới. Việc này không khác gì tát vào mặt Viên Hồng một cái, chỉ có điều cái tát này cũng quá mạnh rồi. Vô số ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Viên Hồng, quả nhiên là nhìn thấy, sắc mặt hờ hững của Viên Hồng đã trở nên âm trầm, một đôi mắt giống như sư hổ nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, một uy áp hung hãn chậm rãi phát ra từ trong cơ thể của hắn. Chu Nguyên, ngươi đang gây hấn với ta sao? Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy sợ hãi, Viên Hồng quả nhiên là đã nổi giận. Bên trên đài tu luyện, sau khi thanh âm trầm thấp của Viên Hồng vừa vang vọng, một cổ uy áp làm cho lòng người sợ hãi cũng chậm rãi phát ra từ trong cơ thể hắn. Răng rắc, mặt đất dưới chân hắn xuất hiện vô số vết rách, đất đá vụn đều văng tung tóe khắp trời. Áo bào của Viên Hồng không gió mà bay phất phới. Ở dưới loại uy áp này, một vài người ở chung quanh không nhịn được mà lui ra phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, kiên kỵ. Đệ tử trong một mạch của Lục Hồng thì là vui sướng, hô to cổ vũ. Bọn họ hung hăng nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này lại dám tùy tiện làm bừa như thế ở trước mặt Viên Hồng sư huynh, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Mà những đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Biên kia thì là lộ vẻ bất an. Chu Nguyên này cũng thật sự là càng quấy. Lữ Yên đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không nhịn được nói, đang ở trước mặt Viên Hồng mà Chu Nguyên lại dám ném Ngô Hải xuống sườn núi, đây quả thực là khiêu khích trần trụi. Tuy nói hành vi này quả thật là khiến cho người ta hả giận, nhưng ở chỗ này chọc giận Viên Hồng hiển nhiên là cũng rất không có lý trí. Mặc dù không biết lúc trước Chu Nguyên làm như thế nào có thể đánh cho Ngô Hải trở tay không kịp, nhưng Ngô Hải cùng Viên Hồng hiển nhiên là không phải ở cùng một cấp độ. Chu Nguyên đồng dạng là cảm nhận được uy áp phát ra từ trong cơ thể Viên Hồng. Lúc này, hắn nhắm hai mắt lại, người này có thể trở thành người có khả năng trở thành đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong nhất cũng hoàn toàn chính xác là có chút sâu không lường được. Nhưng mà Chu Nguyên cũng không có lựa chọn nhượng bộ. Ngày xưa, cách làm việc của hắn cũng coi như là ôn hòa, nhưng trước mắt xem ra, biểu hiện ôn hòa của hắn ngược lại bị người ta coi là mềm yếu, cho nên mấy người Ngô Hải mới dám ra tay với người quen ở bên cạnh hắn. Hôm nay nếu như hắn đơn giản buông tha Ngô Hải kia thì chỉ sợ về sau loại chuyện này cũng sẽ không chấm dứt, cho nên mặc dù là Viên Hồng đã hiện thân rồi nhưng Chu Nguyên vẫn không có ý định dàn xếp ổn thỏa, ngược lại lựa chọn thủ đoạn cứng rắn. Bên ngoài thân thể của Chu Nguyên ẩn ẩn có ánh sáng như ngọc lưu chuyển, từng viên tinh thể nguyên khí bên trong khí phủ cũng sáng lên, nguyên khí nhanh chóng tràn ra khắp toàn thân. Cùng lúc đó, bàn tay của Chu Nguyên nắm chặt, thiên nguyên bút cắm ở trên vách núi đá gào thét lao tới, rơi vào trong tay của hắn. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Viên Hồng, hiển nhiên là Chu Nguyên cũng không có ý định khinh thường mà giữ lại thực lực. Viên Hồng sư huynh, Ngô Hải này đã làm sai chuyện, tự nhiên là cần trả giá thật nhiều. Điểm này, ai cũng không cải biến được. Ngòi bút của thiên nguyên bút chỉ chéo nghiêng xuống mặt đất, Chu Nguyên bình tĩnh nói. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Viên Hồng nở một nụ cười mỉa mai và nói, cho dù đệ tử trong một mạch chúng ta làm sai thì cũng phải do chúng ta tới quản giáo, đâu đến phiên ngươi giáo huấn. Mà ở trước mặt ta, coi như là Chu Thái, Trương Diễn cũng không dám làm càn như thế, ngươi lại tính toán là cái gì đó. Mà hiện tại đang ở trước mặt của ta, ngươi còn dám ném sư đệ của ta xuống sườn núi. Đã như vậy, ngươi cũng xuống dưới cùng sư đệ của ta đi. Quỳnh,
Tiên Hồng vừa dứt lời thì chỉ trong một cái chớp mắt, một đạo nguyên khí cực kỳ hùng hồn đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong lúc mơ hồ, đạo nguyên khí này tựa như hóa thành một dấu bàn tay cực lớn, to mấy trăm trượng đập xuống chỗ Chu Nguyên. Khí thế cuồn cuộn đủ để chém đứt núi cao. Dấu bàn tay bằng nguyên khí phát ra áp lực vô cùng cuồng bạo, cho dù nó chưa rơi xuống nhưng mặt đất đã sụp đổ xuống tạo thành hình một bàn tay. Tiên Hồng kia vừa ra tay là đã hiển lộ ra thực lực kinh người. Nhìn thấy uy thế của một chưởng kia, sắc mặt của những đệ tử ở đây đều biến đổi. Chu Nguyên đồng dạng là nhận thấy được một chưởng kia của Viên Hồng lăng lệ, ác liệt đến mức nào. Lúc này, ánh mắt của hắn co vào, bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, hắn không dám chậm trễ chút nào, vận nguyên khí toàn lực nghênh địch, dừng tay. Nhưng mà, ngay khi Chu Nguyên muốn ra tay thì bỗng nhiên phía trên đài tu luyện này lại một lần nữa có một tiếng hét to vang lên. Một bóng người nhanh chóng bay tới và đứng ở phía trước Chu Nguyên, người này đúng là Chu Thái. Cút ngay, nhìn thấy Chu Thái hiện thân nhưng mà Viên Hồng kia lại không hề có dấu hiệu sẽ dừng tay, ngược lại là lạnh lùng quát một tiếng, khí thế của dấu bàn tay bằng nguyên khí kia càng thêm hung hăng. Thấy Viên Hồng càng rỡ như thế, ánh mắt của Chu Thái cũng lập tức lộ vẻ giận dữ, chỉ thấy được hắn đạp mạnh chân xuống dưới đất, nguyên khí cuồn cuộn lập tức từ đỉnh đầu của hắn phóng lên trời rồi cũng hóa thành một dấu bàn tay bằng nguyên khí va chạm với một chưởng của Viên Hồng. Quỳnh, hai dấu bàn tay bằng nguyên khí hung hăng va chạm ở giữa không trung. Chỉ trong chốc lát có sóng xung kích cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía xung quanh, bên trên đài tu luyện, vô số vết rạn không ngừng xuất hiện khiến cho đài tu luyện giống như là sắp vỡ tan. Hai dấu bàn tay bằng nguyên khí chính diện va chạm, Chu Thái khẽ kêu rên một tiếng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nguyên khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, bởi vì dấu bàn tay bằng nguyên khí của Viên Hồng kia đang chậm rãi ép xuống, hiển nhiên là trong lần va chạm này, Viên Hồng hơi chiếm thượng phong. Chu Thái, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chiến đấu cùng ta hay sao? Đại đệ tử trong một mạch này của các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy hay sao? Ánh mắt của Viên Hồng âm trầm, hắn thản nhiên nói. Chu Nguyên đứng ở phía sau Chu Thái thấy thế, liền nắm chặt Thiên Nguyên bút, định ra tay tương trợ. Hừ, Viên Hồng, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng một mạch của ta không có người nào sao? Nhưng còn không đợi Chu Nguyên ra tay lại là có thêm một tiếng quát lạnh vang lên, chỉ thấy được một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Chu Thái. Người vừa hiện thân đúng là Trương Diễn. Tuy nói ngày bình thường Trương Diễn cùng Chu Thái không vừa mắt nhau, cũng hay đối nghịch, nhưng hôm nay Viên Hồng này đã có ý ức hiếp toàn bộ một mạch của bọn họ, Trương Diễn tự nhiên không thể ngồi xem Chu Thái chịu thiệt. Quỳnh, hai tay áo của Trương Diễn tung bay, hai dòng nguyên khí dài trăm trượng gào thét mà ra, tựa như hai con trăng khổng lồ thét dài, vô cùng hung hãn xông tới dấu bàn tay bằng nguyên khí ở phía trên kia. Ken két, Trương Diễn vừa ra tay, Chu Thái lập tức lấy lại tinh thần, dùng lực phản công. Ở giữa không trung, ba đòn tấn công va chạm rồi cuối cùng đồng thời nổ tung và cùng biến mất, sóng khí cuồn cuộn tản ra xung quanh. Viên Hồng vung tay áo lên, đánh tan luồng sóng xung kích kia. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn qua Chu Thái cùng Trương Diễn, cười mỉa mai và nói, hai người các ngươi là định liên thủ hay sao? Ha ha ha! Cũng tốt! Để cho ta tới thử xem thực lực của hai người các ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu. Hắn cười lớn rồi tiến lên một bước, khí thế hung hãn. Đúng là không hề có vẻ như là sợ hai người Chu Thái, Trương Diễn liên thủ, đối mặt với Viên Hồng hùng hổ lao đến, sắc mặt của hai người Chu Thái cùng Trương Diễn cũng trở nên ngưng trọng. Ở quanh người, nguyên khí hùng hồn bốc lên, chung quanh đài tu luyện, nhìn qua cảnh tượng này, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy chấn động, chẳng lẽ là còn chưa chờ đến khi cuộc thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này bắt đầu, đệ tử cao cấp nhất của hai mạch muốn trực tiếp chiến đấu sao? Ba bóng người giằng co, ba đạo nguyên khí càng lúc càng cường hãn bắt đầu tuôn ra. Này, người của chấp pháp đường đã sắp tới rồi, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh hay sao? Nhưng mà, ngay khi ba người còn đang dương cung bạc kiếm, một giọng nói thanh thúy vang lên, cả ba người đồng thời quay sang và chỉ thấy được ở cách đó không xa Lữ Yên chính là người đã mở miệng nói chuyện. Sau đó, ba người ngẩng đầu nhìn qua phía xa xa, quả nhiên là nhìn thấy mấy bóng người đang nhanh chóng lao đến. Tiên Hồng cau mày rồi thu liễm nguyên khí lại, thấy thế, Chu Thái, Trương Diễn cũng thở dài một hơi, nguyên khí cũng lùi về trong cơ thể. Lần này, vận khí của hai người các ngươi cũng không phải là kém lắm đâu. Vốn dĩ ta đã định trực tiếp đánh hai người các ngươi thành tàn phế, như vậy một tháng sau, một mạch của các ngươi cũng không cần lại tham dự lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này nữa. Nhưng đáng tiếc người của chấp pháp đường đến nhanh quá, Viên Hồng mặt không biểu tình nói, Trương Diễn tức giận cười nói, thật cuồng, Chu Thái thì nói, Viên Hồng, chờ đến khi cuộc thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch diễn ra, chúng ta sẽ lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Viên Hồng cười nhạt một tiếng rồi không để ý đến hai người Chu Thái, Trương Diễn nữa. Hai mắt hung hãn giống như sư hổ kia nhìn về phía Chu Nguyên rồi hắn duỗi ngón tay ra, chỉ xuống chỗ vách núi. Chu Nguyên,
Nếu như bây giờ ngươi còn có lý trí thì nên chủ động áp chế nguyên khí rồi nhảy xuống núi, như vậy chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, nếu không. Ngươi tránh được lần này nhưng lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa đâu. Nếu như ở trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này, ngươi gặp phải ta, có lẽ khi đó sẽ trễ. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản, không mang theo sự giận dữ, tựa như là chỉ đang nói về một chuyện không có ý nghĩa mà thôi. Hiển nhiên là từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng thật sự để Chu Nguyên vào trong mắt. Ở chung quanh, nghe được câu nói này của Viên Hồng, mọi người đều đưa mắt nhìn qua Chu Nguyên. Dùng thân phận cùng với thực lực của Viên Hồng thì những lời này hiển nhiên là thật sự làm cho người ta cảm thấy áp lực. Nghe Viên Hồng nói vậy, Chu Nguyên cũng không nhịn được cười cười, sau đó thu liễm nụ cười, gằn giọng nói rõ từng chữ. Viên Hồng sư huynh, ta cũng rất mong đợi rằng chúng ta có thể gặp nhau trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này. Viên Hồng nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên nhưng không nói gì. Một lát sau, hắn nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia không làm cho người ta sợ hãi đến rùng mình. Chu Thái, Trương Diễn, xem ra một mạch này của các ngươi đã thu nhận một cái xương cứng đó. Nhưng mà ta cũng thực sự rất hy vọng khi chúng ta gặp mặt ở trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này, xương cốt của hắn còn có thể cứng như vậy. Hắn hờ hững thu hồi ánh mắt, không liếc nhìn Chu Nguyên nữa, chỉ phất phất tay, đi. Sau đó, Viên Hồng phóng lên trời, những đệ tử khác trong một mạch của Lục Hồng cũng lập tức đi theo sát hắn. Sau khi một mạch của Lục Hồng rời đi, bầu không khí khẩn trương ở trên đài tu luyện cũng theo thời gian dần trôi qua mà tán đi. Nhìn qua phương hướng mà Viên Hồng rời đi, Chu Thái cùng Trương Diễn liếc nhìn nhau và đều nhìn thấy một tia ngưng trọng ở trong mắt đối phương. Mặc dù trận chiến đấu này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng bọn họ lại có thể cảm giác được Viên Hồng mang đến áp lực thật lớn. Xem ra lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này, một trận ác chiến không thể tránh được. Chu Nguyên sư đệ, đệ không có sao chứ? Chu Thái xoay đầu lại, nhìn về phía Chu Nguyên, hỏi. Chu Nguyên cười lắc đầu, Trương Diễn thì hừ lạnh một tiếng, nói. Năng lực không lớn nhưng tính tình cũng không nhỏ, Viên Hồng này cũng là người mà ngươi có thể trêu vào hay sao? Vừa dứt lời, hắn trực tiếp quay người bỏ đi. Dù sao quan hệ giữa hắn và Chu Nguyên cũng không thể coi là hữu hảo, lúc trước hắn ra tay hoàn toàn là vì Viên Hồng miệt thị một mạch này của bọn họ mà thôi. Chu Nguyên thấy thế, chỉ là cười cười, không so đo cùng hắn. Chu Thái thì là vỗ vỗ bả vai của Chu Nguyên, an ủi hắn một lúc rồi mới rời đi. Mặc dù Chu Thái nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng mà Chu Nguyên vẫn có thể nhìn ra một ít sầu lo ở trong mắt của hắn. Hiển nhiên là hôm nay, trận chiến đấu cùng Viên Hồng cũng làm cho Chu Thái cảm thấy áp lực. Chu Nguyên nhìn qua phương hướng Viên Hồng kia rời đi, nhắm hai mắt lại và thoáng trầm tư. Viên Hồng này đích thật là một kình địch, hắn nắm chặt năm ngón tay, cúi đầu nhìn làn da có ánh sáng như ngọc nhàn nhạt lưu chuyển. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này, hắn còn cần cố gắng tu luyện nhiều hơn. Chuyện phát sinh ở bên trên đài tu luyện của Thánh Nguyên Phong cuối cùng vẫn được truyền ra ngoài. Dù sao ở thời điểm này, tất cả mọi tin tức có quan hệ đến những người tham gia lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này đều sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Hơn nữa, lúc này đây là tin tức có liên quan đến một trong những người có tỷ lệ đặt cược cao nhất trong Thương Huyền Tông bọn họ. Nhưng mà, sau khi biết được tin tức kỹ càng, những đệ tử vốn là kia ôm tư thái trêu tức tắc thì có chút kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Cái gì? Chu Nguyên kia chỉ cần dùng một quyền là đã đánh bại được Ngô Hải trong một mạch của Lục Hồng trưởng lão của Thánh Nguyên Phong hay sao? Ngô Hải kia có tu vi là Thái Sơ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, tuy nói hắn mới đột phá không lâu nhưng sợ là cũng phải mạnh hơn Dương Huyền kia của Thánh Cung kia một vài phần. Hơn nữa Chu Nguyên còn không có vận dụng Thiên Nguyên binh ư? Ngô Hải này cũng quá kém cỏi rồi. Không phải là Ngô Hải quá kém cỏi, hẳn là do sơ suất quá, hắn chỉ sợ cũng không ngờ trong một tháng này, thực lực của Chu Nguyên lại tăng lên nhanh như thế. Nếu như hắn có thể toàn lực nghênh địch thì e rằng Chu Nguyên cũng không chiến thắng dễ dàng như vậy. Cũng có đệ tử còn lý trí phân tích cẩn thận, nhưng mà bất kể như thế nào, Chu Nguyên này ngược lại thật đúng là có chút năng lực. Sau khi biết được những tin tức này, rất nhiều đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán với nhau, đủ loại nghị luận, đủ loại phân tích, nhưng chuyện này cũng không có khiến cho Thương Huyền Tông chấn động quá lớn. Dù sao bất kể là Chu Nguyên hay là Ngô Hải đều chưa tính là tồn tại quá chói mắt trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này. Cho nên tuy trận chiến đấu giữa bọn họ cũng chỉ có thể khiến cho một vài người chú ý, nhưng cũng rất nhanh đã bị bọn họ ném ra sau đầu rồi. Dù sao, hôm nay, trong Thương Huyền Tông, vô số ánh mắt cơ bản đều tập trung vào những người có khả năng chiến thắng cao nhất trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này của các phong. So sánh với những tồn tại như trăng trên trời này, Chu Nguyên hay Ngô Hải chỉ là ánh sáng của đom đóm mà thôi. Thánh Nguyên Phong, một mạch của Lục Hồng, trong đại điện, Lục Hồng ngồi trên vị trí thủ tọa. Lúc này, khuôn mặt già nua kia của ông có chút âm trầm,
Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Hải đang khoanh tay, đứng cúi đầu, sắc mặt không ngừng thay đổi giữa hai màu xanh trắng ở phía dưới, một lúc lâu sau mới nói, thật là vô dụng, ta chỉ sai ngươi đi thăm dò Chu Nguyên mà thôi, vậy mà ngươi lại có thể để chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, bị một thái sơ cảnh tứ trọng thiên dùng một quyền đánh bại, ngươi cũng còn có mặt mũi mà trở lại đây sao? Bị Lục Hồng mắng như té nước vào mặt, Ngô Hải chỉ biết cúi đầu, sau đó cắn răng nói, lão sư, thất bại lần này chỉ là do con quá chủ quan mà thôi, ai có thể nghĩ được rằng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thực lực của Chu Nguyên kia lại có thể tăng lên nhiều đến như thế, khiến cho con nhất thời trở tay không kịp, mới bị tổn thất nặng. Lục Hồng không để ý đến lời giải thích của Ngô Hải. Ông đưa mắt nhìn qua phía bên cạnh, từ nơi đó có một đệ tử chạy qua, trong tay cầm một miếng ngọc thạch lớn cỡ nắm tay. Lục Hồng trưởng lão vung tay lên, nguyên khí cách không truyền vào trong miếng ngọc thạch, lập tức có hình ảnh hiện ra, đó chính là cảnh tượng Chu Nguyên chiến đấu cùng Ngô Hải lúc trước. Đây là một loại ảnh thạch, có thể tạm thời lưu giữ lại hình ảnh đã có. Lục Hồng nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, sau một lúc lâu, đợi đến khi trông thấy cảnh Chu Nguyên áp sát gần người Ngô Hải, đánh ra một quyền, ánh mắt của ông ta lóe lên một cái. Một quyền của tiểu tử này có vẻ là hơi mạnh quá mức. Ở bên cạnh Lục Hồng có một người đệ tử lên tiếng, tuy nói Ngô Hải sư đệ đúng là trở tay không kịp, nhưng mà đệ ấy cũng đã tạo thành rất nhiều lớp phòng ngự bằng nguyên khí, vậy mà cuối cùng lại vẫn như cũ bị một quyền của Chu Nguyên phá hủy. So sánh với những tin tức mà chúng ta đã tìm hiểu được thì Chu Nguyên có lẽ không có loại thực lực này, nhưng mà điểm kỳ quái nhất ở đây chính là nguyên khí chấn động của Chu Nguyên như trước vẫn chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, tuy có chút tăng lên nhưng cũng không có lớn đến loại cấp độ này. Nghe những lời phân tích của người kia, những đệ tử khác ở trong điện cũng gật đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Theo thời gian dần trôi qua, ngọc thạch trong tay người đệ tử kia cũng tối dần, sau đó hình ảnh biến mất và ngọc thạch cũng vỡ vụn, không có gì là quá kỳ quái cả. Lục Hồng thản nhiên nói, đó là bởi vì tiểu tử này tu luyện một loại thuật luyện thể khiến cho thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Một quyền kia chính là do nguyên khí hòa cùng với sức mạnh thân thể của hắn, cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Dù sao thì Lục Hồng cũng là cường giả thần phủ cảnh, người khác không biết nhận thấy được một quyền kia của Chu Nguyên có điểm gì kỳ lạ, nhưng ông chỉ cần liếc qua là có thể nhìn ra được. Thuật luyện thể sao? Nghe được kết luận của Lục Hồng, mọi người khẽ giật mình rồi đột nhiên cảm thấy hiểu ra. Trách không được một quyền này của Chu Nguyên lại mạnh mẽ như thế, nguyên lai là hắn còn tu thành một môn nguyên thuật luyện thể, tăng cường sức mạnh cho thân thể, thật đúng là một tiểu tử có giả tâm, lại vẫn muốn nội ngoại song tu. Xem ra kẻ này cũng quá coi trọng bản thân mình rồi, khóe miệng của Lục Hồng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Nguyên khí tu luyện phân làm nội ngoại hai đạo, nội luyện chi đạo thì là mở khí phủ, ngày thường trong khi tu luyện, nguyên khí được tích lũy từng giọt một vào trong khí phủ. Lúc cùng người chiến đấu, nguyên khí mênh mông, phá núi lật biển, uy năng khó lường. Mà ngoại luyện chi đạo hay còn gọi là luyện thể thì nguyên khí ngày thường tu luyện, tích lũy đều được dùng để rèn luyện vào bên trong máu thịt. Đến lúc đó dựa vào sức mạnh thân thể là có thể đẩy núi xé đất, cực kỳ bá đạo. Cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, nhưng tổng quát mà nói thì phần lớn mọi người đều chuyên tâm vào một loại. Bởi vì nội ngoại song tu ngược lại sẽ làm cho cả hai đều tiến triển chậm chạp. Đồng thời thuật luyện thể cần khí huyết của bản thân thời thời khắc khắc đều phải tràn đầy, bổ sung khí huyết cho bản thân cũng là một trong những chuyện khiến cho người tu luyện thân thể nhức đầu nhất, bởi vì việc này sẽ tiêu hao một lớn lượng thời gian cùng tinh lực, cho nên nói chung, sẽ có rất ít người lựa chọn nội ngoại song tu, bởi vì chuyện này sẽ để cho cả hai con đường đều phải đi gian nan, không thể có tiến bộ nhanh hơn bằng chuyên tâm một đạo. Chính là bởi vì những điều này mà khi nhìn thấy Chu Nguyên lựa chọn nội ngoại song tu, Lục Hồng sẽ mỉa mai. Theo ông ta thấy, chỉ có người theo đuổi thật cao xa mới cho rằng nội ngoại song tu có thể làm cho bọn họ khác với người bình thường. Trong điện, rất nhiều đệ tử đều lắc đầu, nở nụ cười giễu cợt, thậm chí liền Ngô Hải kia đều thở ra một hơi. Sau đó, tựa như là nghĩ đến điều gì đó, Ngô Hải cắn răng nói, thì ra là thế, lần này là do con quá chủ quan nên mới để cho tiểu tử kia áp sát người. Nếu như là tái chiến, chỉ cần dùng nguyên khí tấn công ngăn chặn hắn áp sát người. Chờ đến khi khí huyết của bản thân hắn tiêu hao hầu như không còn, lúc đó, hắn tự nhiên là sẽ không có cách nào phát huy sức mạnh thân thể của mình nữa. Nghe Ngô Hải nói thế, thần sắc của Lục Hồng cũng khôi phục lại vẻ đạm mạc như trước. Sau khi tin tường nguyên do về sau, ông ta cũng nghĩ không cần phải chú ý nhiều hơn đến Chu Nguyên nữa. Lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này cực kỳ quan trọng. Vị trí đệ tử thủ tịch nhất định phải nằm trong tay một mạch của chúng ta. Lục Hồng nhìn qua rất nhiều đệ tử trong điện. Ở phía trước nhất là 6 đệ tử đại biểu một mạch của bọn họ tham gia lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này, Linh Quân Phong chủ cực kỳ coi trọng chuyện này. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết được, lúc trước,
vì đưa chúng ta vào Thánh Nguyên Phong, phong chủ cũng đã có một bản ước định cùng trưởng môn cùng những phong chủ khác. Nếu như lần này một mạch của chúng ta không có cách nào đạt được vị trí đệ tử thủ tịch, như vậy Kiếm Lai Phong sẽ phải lấy ra 1/5 tài nguyên tu luyện chia cho các phong khác, cho nên chuyện này quan trọng như thế nào, các ngươi có lẽ đều đã tin tưởng chứ. Lục Hồng vừa dứt lời, ngay cả người xưa nay mặt không biểu tình như Viên Hồng đều thần sắc biến đổi, những đệ tử khác càng là không nhịn được trong mắt tràn đầy rung động. 1/5 tài nguyên tu luyện của Kiếm Lai Phong, đó là một con số mà bọn họ không có cách nào tưởng tượng được. Lúc này, thần sắc của Lục Hồng cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Nếu như lần này mà bọn họ thất bại thì Linh Quân Phong chủ tất nhiên sẽ trút giận vào một mạch của bọn họ. Chính là bởi vì như thế, ông mới chỉ thị Ngô Hải đi dò xét Chu Nguyên, người mà ông căn bản đều lười liếc mắt nhìn, bởi vì hắn muốn xác định thực lực chân chính của những người tham gia lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này của hai mạch khác, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Nếu như lần này thất bại, chúng ta cũng sẽ phải quay lại Kiếm Lai Phong, đến lúc đó, một mạch chúng ta chỉ sợ cũng không sống tốt được, Lục Hồng chậm rãi nói, vừa dứt lời, ánh mắt của ông trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mọi người, cho nên, lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này, vị trí đệ tử thủ tịch nhất định phải nằm trong tay một mạch chúng ta. Vâng, mấy người Ngô Hải đều nghiêm nghị đáp, Viên Hồng cũng nghiêm nghị gật đầu, chợt trên mặt có một nụ cười lạnh hiện ra, Lục sư yên tâm, người trong hai mạch kia thì ngoại trừ ba người Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên là hơi có chút năng lực, những người còn lại ở trong mắt ta cũng giống như đất gà chó kiển mà thôi, không đáng để lo. Về phần Chu Nguyên kia, Viên Hồng khẽ cười, ánh mắt hơi khinh miệt, từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng để nhân vật mới này vào trong mắt, mặc dù chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn, người này đã tạo dựng được danh tiếng không nhỏ ở trong Thương Huyền Tông. Lục Hồng cũng gật nhẹ đầu, ánh mắt khi nhìn về phía Viên Hồng cũng có chút vui mừng. Người sau là tâm huyết nhiều năm bồi dưỡng của ông, cũng là định hải thần châm cho lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này. Ông tin tưởng, có Viên Hồng ra tay thì đệ tử của hai mạch kia tất nhiên không người có thể giành được vị trí thủ tịch. Trong khe núi bị mây mù lượn lờ che phủ, Chu Nguyên ngồi xếp bằng ở bên trên thủy hỏa đoán long đài. Lúc này, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, thân hình không ngừng run rẩy, hiển nhiên là vừa mới trải qua một lần nguyên khí thủy hỏa rèn luyện. Ngày đó, ngay sau khi kết thúc, chuyện chiến đấu với Ngô Hải đã bị Chu Nguyên ném phía sau sau đầu, hắn cũng không để ý đến việc này khiến cho mọi người bất ngờ mà lập tức tiếp tục vùi đầu vào việc khổ tu. Cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch càng ngày càng tiếp cận, đã không cho phép hắn được thư giãn. Đau quá, Chu Nguyên thấp giọng rên rỉ, bởi vì đã tu luyện tiểu huyền thánh thể đến ngọc bì cảnh, nhục thể của hắn cũng tăng cường rất nhiều, chính vì thế hiệu quả rèn luyện của nguyên khí thủy hỏa cấp 1 cũng đã giảm bớt rất nhiều. Cho nên, hôm nay, Chu Nguyên cắn răng yêu cầu Huyền lão tăng nguyên khí thủy hỏa lên một cấp, như vậy, hiệu quả rèn luyện đối với thân thể sẽ càng mạnh hơn nữa, đương nhiên, đau đớn cần thừa nhận cũng vượt xa nguyên khí thủy hỏa cấp 1, hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này, Chu Nguyên gian nan đứng dậy, thân hình bay đến bên vách núi, sau đó co quắp ngồi xuống, nhưng mà hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là móc ra một miếng vỏ cây xù xì từ trong lòng, ở bên trong đó có tỏa ra ất mộc chi khí nồng đậm, làm cho tinh thần của Chu Nguyên đều khẽ rung lên. Ngày hôm qua, dưới sự trợ giúp của Huyền lão, hắn lại một lần nữa lấy được hơn 20 miếng vỏ cây của Long Lân Hòe Thụ, bởi vì tu luyện thân thể quá tiêu hao huyết khí, mà một đạo thái ất thanh một ngân trong cơ thể của Chu Nguyên cũng bởi vì hắn gần đây tập trung tu luyện thân thể mà tiêu hao rất nhiều, nếu như cũng không bổ sung, chỉ sợ sẽ triệt để tán đi. Nếu như không có thái ất thanh một ngân thì Chu Nguyên hiển nhiên là cũng không khả năng dùng loại cường độ này để rèn luyện thân thể mỗi ngày, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Chu Nguyên nhắm mắt, hai bàn tay chấp vào, giữa hai lòng bàn tay có một miếng vỏ cây lơ lửng, từng sợi khí lưu màu xanh ngọc bay lên, cuối cùng không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của Chu Nguyên. Ở trong máu thịt của hắn, điểm sáng màu xanh ngọc như ẩn như hiện, một đường vân cổ xưa vốn có chút phù phiếm thì nhanh chóng hấp thu những điểm sáng này và trở nên sáng ngời hơn. Theo thời gian dần trôi qua, cơ thể của Chu Nguyên lại một lần nữa khôi phục huyết khí cùng sinh cơ như lúc đầu. Sắc mặt nguyên bản có chút tái nhợt cũng dần dần khôi phục lại thành hồng nhuận phơn phớt. Sự đau nhức kịch liệt tạo thành do nguyên khí thủy hỏa rèn luyện lúc trước cũng lặng yên tiêu tán. Một canh giờ sau, Chu Nguyên mở hai mắt ra, miếng vỏ cây trong lòng bàn tay kia thì hóa thành bột phấn rơi xuống đất, bởi vì ất mộc chi khí ở trong đó đều bị hắn hấp thu cạn sạch. Cảm thụ được huyết khí dồi dào trong cơ thể, Chu Nguyên cũng thở ra một hơi. Chỉ có hơn 20 ngày nữa là cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch sẽ diễn ra rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt hiện lên sự do dự. Lấy thực lực hiện tại của hắn thì đã không còn cần chú ý đến đối thủ có cấp độ như Ngô Hải,
Nhưng chỉ như thế thì hiển nhiên là còn không đủ để giành chiến thắng trong cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch lần này. Bởi vì người phiền toái nhất, cũng là đối thủ mạnh nhất của hắn lúc này chính là Viên Hồng, đệ tử đai tím mạnh nhất trong một mạch của Lục Hồng. Mặc dù lúc trước chỉ mới tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Chu Nguyên vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Viên Hồng này tất nhiên sẽ là chướng ngại vật mạnh nhất trên con đường tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch của hắn. Mặc dù hôm nay, hắn đã tu luyện tiểu huyền thánh thể đến ngọc bì cảnh, thân thể coi như là đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, nhưng dựa theo phỏng đoán của Chu Nguyên thì chỉ như thế sợ rằng còn chưa thể nắm chắc phần thắng. Trừ phi hắn có thể lại đột phá thêm lần nữa, đẩy tiểu huyền thánh thể lên tới đệ nhị trọng là ngân cốt cảnh trước khi cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch diễn ra. Nhưng muốn đạt tới ngân cốt cảnh, hiển nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn có thể tu thành ngọc bì cảnh trong vòng một tháng đã là tốc độ mà người bình thường khó có thể đạt đến. Mà hiển nhiên là ngân cốt cảnh càng khó đột phá hơn ngọc bì cảnh. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn đã tăng nguyên khí thủy hỏa lên tới cấp thứ hai, nhưng xương cốt trong cơ thể như trước còn không có bất kỳ dấu hiệu gì là sắp sửa lột xác. Tiểu tử, nếu đã nghỉ ngơi tốt rồi thì sao còn không tranh thủ thời gian tiếp tục đi lên tu luyện, lề mề cái gì đâu. Trong khi Chu Nguyên đang trầm ngâm, giọng nói của Huyền lão ở một bên truyền đến. Ở bên trong đình viện bằng đá, Huyền lão bóp nát lá cây thuốc lá, bỏ vào bên trong cái tẩu hút thuốc, châm lửa rồi hít một hơi và nhả khói ra. Ánh mắt đục ngầu thì là xuyên thấu qua khói thuốc, lười biếng nhìn xem Chu Nguyên. Ánh mắt của Chu Nguyên có chút lập lòe. Sau khi trầm ngâm một lát, cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền lão, kiên định cùng dứt khoát nói, tiền bối, ta ý định tăng nguyên khí thủy hỏa lên tới cấp thứ ba. Nghe được câu nói này của Chu Nguyên, bàn tay già nua đang nắm tẩu thuốc của Huyền lão cũng hơi run rẩy, ánh mắt hiếm thấy có xuất hiện thần sắc kinh ngạc, ông nói, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao? Đối với thân thể hiện tại của ngươi, nguyên khí thủy hỏa cấp thứ hai đã là đủ rồi, thậm chí còn có phần vượt qua cực hạn chịu đựng. Vậy mà bây giờ, ngươi còn dám khiêu chiến cấp thứ ba hay sao? Ông nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cho rằng người sau chỉ là đang nói mê sảng, nhưng mà thứ ông nhìn thấy được lại là ánh mắt kiên định kia của Chu Nguyên. Ngươi nói thật sao? Huyền lão có chút chấn động, Ngọc Bì Canh muốn khiêu chiến cấp thứ ba cũng cần phải có dũng khí rất lớn. Chu Nguyên chậm rãi gật nhẹ đầu, hắn khổ công tu luyện suốt một năm nay không phải là vì cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch sắp sửa diễn ra hay sao? Nếu như lúc này đây mà thất bại thì hắn cũng chỉ có thể đợi đến lúc sang năm rồi. Mà hiện tại, hiển nhiên là hắn không có quá nhiều thời gian để chờ đợi. Cho nên, hắn phải dùng phương thức cực đoan nhất, bức tiềm lực của mình ra. Mặc dù chuyện này nghe có vẻ có chút tàn khốc nhưng con đường tu luyện vốn là cần dũng khí chưa từng có từ trước đến nay. Nhớ năm đó, khi còn ở Đại Chu, tám mạch trong cơ thể hắn không lộ ra, thậm chí còn khiến cho hắn không thể tu luyện. Khi đó, nếu như hắn buông tha thì chỉ sợ cũng không có hắn của ngày hôm nay. Mà năm xưa, dù khó khăn thế nào thì hắn cũng chưa từng buông tha cho, vậy hiện tại, hắn càng không có khả năng buông tha cho rồi. Huyền lão dùng sức hút một hơi, khói thuốc bay lên. Sau một lúc, ông đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên rồi nói với vẻ mặt ngưng trọng, tiểu tử, đối với ngươi bây giờ, nguyên khí thủy hỏa cấp thứ ba vẫn còn quá mạnh mẽ, nếu như ngươi cố ý thì sợ là phải có chuẩn bị để ăn đau khổ lớn. Lúc nói đến ba chữ, đau khổ lớn, ông còn cố nhấn mạnh vào, hiển nhiên là nói cho Chu Nguyên biết việc này cũng không phải là trò đùa. Chu Nguyên cười cười, không có trả lời, thân hình khẽ động là đã xuất hiện ở trên bệ đá. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Huyền lão, hiển nhiên là đã dùng hành động để đại biểu đáp án của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Huyền lão hơi giật mình, sau đó ông nhẹ nhàng gật đầu, ở chỗ sâu trong hai mắt đục ngầu kia giống như là có thêm thần sắc thưởng thức hiện ra đến. Trên con đường tu luyện luôn có hàng ngàn chuyện khó khăn, vô số vật ngăn trở, chưa bao giờ có con đường nào là bằng phẳng cả. Trong nhiều năm như vậy, ông đã gặp qua vô số thiên tài quá mức kinh diễm, trác tuyệt, nhưng có đôi khi nghị lực cùng dũng khí có lẽ sẽ còn trọng yếu hơn cả thiên phú nữa, cho nên ông cũng đồng dạng không nói gì thêm, cây chổi trúc trong tay nhẹ nhàng vung lên, một chấn động nguyên khí phát ra. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hai con rồng đá ở hai bên vách núi, miếng vảy đá thứ ba cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần trở nên sáng ngời, rầm rầm, vào lúc này, toàn bộ trời đất tựa như là đều chấn động, nhiệt độ cao cùng khí lạnh lặng yên tràn ngập, riêng phần mình chiếm nửa bầu trời, cuối cùng, hai con rồng đá há rộng miệng. Sau một khắc, hai dòng nước lũ có màu đỏ và lam mênh mông cuồn cuộn phát ra, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, Chu Nguyên đang ngồi trên bệ đá đã bị hai dòng nước lũ có màu đỏ và lam kia bao phủ. Vào lúc này, bệ đá kia đều có biến hóa, một nửa đỏ lên như dung nham, một nửa khác lại có băng sương ngưng kết. Cùng lúc đó, một tiếng gầm có chút cuồng loạn truyền ra từ vị trí trung tâm của dòng nước lũ có màu đỏ và lam. Sau một nén nhang,
Khi dòng nước lũ có màu đỏ và lam ngưng lại, Viền lão vội vàng nhìn qua, chỉ thấy được một thân hình đang ngồi xếp bằng, ở bên ngoài cơ thể hơi nước bốc lên, lúc này toàn thân Chu Nguyên đều là da tróc thịt bong, tựa như bị lột da vậy, trông cực kỳ kinh khủng, nhưng hai mắt của hắn lại vẫn đang mở to, hô hấp vẫn có dù cho cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên là lúc trước tinh thần của hắn luôn luôn kéo căng, đợi đến khi dòng nước lũ có màu đỏ và lam tán đi thì rốt cục cũng đã đạt đến cực hạn, sau đó bắt đầu ngã ngửa về phía sau, hiển nhiên là lâm vào trong hôn mê. Một đạo nguyên khí vọt tới, quấn quanh thân hình của Chu Nguyên, nâng hắn đưa lên trên vách núi. Huyền lão nhìn qua Chu Nguyên đã hôn mê, lại có thể nhìn thấy ở dưới làn da của hắn, có quang văn màu xanh ngọc như ẩn như hiện, tản ra huyết khí, duy trì sinh cơ trong cơ thể của Chu Nguyên. Những vết thương kia cũng đang dần dần được chữa trị với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, mà mơ hồ trong đó tựa hồ là có thể xuyên thấu qua máu thịt, trông thấy một tia sáng màu bạc xẹt qua. Huyền lão chết miệng tặc lưỡi, thầm than một tiếng, lại cũng có một chút bội phục, thật là một tiểu tử điên cuồng. Khi Chu Nguyên bắt đầu điên cuồng tu luyện ở chỗ thủy hỏa đoán long đài kia, thời gian ở trong Thương Huyền Tông cũng lặng yên trôi qua, mà thời gian cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch diễn ra cũng càng ngày càng tiếp cận, mà bầu không khí uốn nhưỡng hồi lâu trong Thương Huyền Tông cũng càng ngày càng ồn ào, náo nhiệt, ánh mắt của toàn bộ đệ tử trong tông môn đều hướng về phía chuyện lớn trọng yếu nhất diễn ra mỗi năm một lần này, cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch sắp sửa diễn ra. Thời gian cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch diễn ra đã dần tiếp cận, toàn bộ Thương Huyền Tông đều ở vào bên trong một loại trạng thái huyên náo, đệ tử của tất cả mạch trong các phong đều xoa tay, nhìn chằm chằm vào vị trí đệ tử thủ tịch kia. Dù sao, vị trí kia chính là tượng trưng cho đệ tử đứng đầu của mỗi phong, đồng thời cũng là con đường phải đi qua nếu muốn tiến giai thánh tử. Kể từ ngày đầu tiên gia nhập tông môn, ở trong mắt tất cả đệ tử của Thương Huyền Tông, đệ tử thủ tịch đã là một mục tiêu để bọn họ cố gắng nhiều năm. Cho nên, hàng năm, cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch diễn ra vào dịp cuối năm đều sẽ rầm rộ như vậy, vượt xa cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím lúc trước, hai bên hoàn toàn không thể so sánh, có thể nói là việc trọng đại chính thức diễn ra vào cuối năm. Yêu Yêu chậm rãi bước đi giữa rừng núi, bóng hình xinh đẹp, thon dài, nhỏ nhắn tựa như tiên nữ từ trong một bức họa đi ra vậy, đẹp đến mức làm cho người ta có cảm giác kinh hãi. Ở dưới chân nàng, Thôn Thôn nện bước chạy theo sát. Nàng dựa theo một ít ấn ký trên đường để đi về phía trước, tránh đi phong ấn, sau đó cảnh tượng trước mắt trở nên trống trải, vách núi xuất hiện, thủy hỏa đoán long đài cũng đã rơi vào trong tầm mắt. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy bóng người nằm trên mặt đất giống như là đã hôn mê, người này đúng là Chu Nguyên, nhưng mà lúc này bộ dáng của người sau cực kỳ thê thảm, trông giống như là vừa đi ra từ trong nồi chưng vậy, máu toàn thân thịt đều có dấu hiệu hoại tử, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Chu Nguyên, Yêu Yêu khẽ giật mình, ngay sau đó khuôn mặt vốn lạnh nhạt kia cũng trở nên lạnh lẽo, đôi mắt dễ thương giống như là hai thanh kiếm sắc bén nhìn về phía Huyền lão đang hút thuốc ở một bên. Lần trước, sau khi nói chuyện với Huyền lão, nàng chưa từng trở lại chỗ này, nhưng không nghĩ tới hôm nay vừa đến đã lại nhìn thấy tình huống này. Ngươi đã làm cái gì đối với hắn? Thanh âm của Yêu Yêu lạnh lùng như băng. Trống, Thôn Thôn cũng phát ra tiếng gầm, đôi mắt thú gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyền lão, trong miệng có ánh sáng màu đen hiển hiện. Thân hình nho nhỏ cũng bắt đầu bành trướng, khí thế hung ác lộ ra. Huyền lão thấy thế, bất đắc dĩ nói, chuyện này không có quan hệ với lão phu, là tiểu tử này cố ý gia tăng nguyên khí thủy hỏa đến cấp thứ ba. Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến, ngón tay ngọc đặt lên chỗ mũi của Chu Nguyên, cảm thụ được tiếng hít thở rất nhỏ kia, lúc này mới hơi buông lỏng một chút. Sau đó, nàng liếc nhìn qua thân thể trần trụi hơn phân nửa kia của Chu Nguyên. Lúc này ở bên trong nhục thể gần như hoại tử ẩn ẩn có thể thấy được hào quang màu xanh lục như ẩn như hiện, ở dưới sự ôn dưỡng của những hào quang này, từ trong lỗ chân lông của Chu Nguyên có máu tụ màu đen thẩm thấu đi ra. Sau khi máu tụ chảy ra, thân thể của Chu Nguyên cũng dần dần khôi phục lại bình thường, nhưng mà mặc dù là đang ở vào trong trạng thái hôn mê, thân thể của Chu Nguyên cũng đang run nhẹ nhẹ theo bản năng, có thể nghĩ, lúc trước hắn đã nhận lấy bao nhiêu đau đớn, thật sự là làm ẩu, lông mày lá liễu của Yêu Yêu dựng thẳng lên. Nàng thầm nghĩ đến chuyện trong khoảng thời gian này Chu Nguyên trở về động phủ càng ngày càng muộn, mỗi lần trở lại đều cực kỳ suy yếu, nguyên lai hắn đúng là đã tăng nguyên khí thủy hỏa lên tới cấp thứ ba, hơn nữa việc này cũng không có thông báo cho nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Huyền lão, lạnh lùng nói, hắn còn trẻ nên không biết nặng nhẹ, nhưng chẳng lẽ ngài cũng không biết sao? Nếu như rèn luyện quá độ, thân thể cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như thân thể của hắn bị hủy, ngài bồi thường lại được hay sao hả? Huyền lão há to miệng, hiển nhiên là không nghĩ tới ông vậy mà cũng bị Yêu Yêu mắng cho một chầu, lúc này có chút dở khóc dở cười,
nhưng mà đối với cô nàng ở trước mắt, ở sâu trong nội tâm của Huyền lão luôn có thêm một loại cảm giác kiên kỵ khó hiểu cùng tim đập nhanh, cho nên ông cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, nói, cũng không đến mức như thế, hắn có tu luyện thái ất thanh một ngân, cho dù thân thể bị thương thì đều có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ là chịu chút đau khổ mà thôi. Cái này gọi là chịu chút đau khổ hay sao? Yêu Yêu nói, đã đi với Chu Nguyên từ thời hắn vẫn còn khai mạch cảnh, Yêu Yêu đương nhiên rõ ràng tâm tính của Chu Nguyên cứng cỏi như thế nào, nhưng mà hiện giờ Chu Nguyên lại bị thống khổ bức đến thành bộ dáng này, có thể thấy được nguyên khí thủy hỏa cấp thứ ba kia đáng sợ như thế nào. Huyền lão tức giận hừ lạnh, cánh tay cầm tẩu thuốc cũng hơi run rẩy, biết được căn bản không nên nói đạo lý với nữ nhân, cho nên lý trí câm miệng, buồn bực ôm cây chổi trúc, ngồi xổm ở một bên, hút thuốc. Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng lại Huyền lão, mà là đứng ở một bên, nàng cũng nhìn ra, mặc dù thân thể của Chu Nguyên bị thương rất nặng, nhưng thái ất thanh một ngân trong cơ thể cũng đang nhanh chóng chữa trị thương thế, nàng vừa đứng cũng đã là một nén nhang. Lúc này, trên mặt đất, hai mắt đang nhắm chặt kia của Chu Nguyên rốt cục chậm rãi mở ra, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, hắn nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, cảm thụ được cảm giác vô lực truyền ra trong cơ thể. Đây chính là biểu hiện của việc huyết khí trong cơ thể hao hụt quá nhiều, bởi vì ở trong quá trình rèn luyện bằng nguyên khí thủy hỏa cấp thứ ba, thân thể tiêu hao quá lớn, nhưng mà may mắn là ở trong người hắn, thái ất thanh một ngân bắt đầu tản mát ra sinh mệnh lực, bổ sung huyết khí cho bản thân. Khục, mà khi Chu Nguyên đang nằm trên mặt đất không muốn động thì ở một bên có tiếng ho khan vang lên, đó là Huyền lão. Huyền lão, ngài để cho con nằm thêm một lúc đã, Chu Nguyên vô lực nói, ngươi còn muốn nằm bao lâu? Bỗng nhiên, một thanh âm giống như là dòng suối trên núi, trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chu Nguyên cả kinh, vội vàng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh yểu điệu giống như cành liễu ở một bên, lúc này mãnh liệt ngồi dậy, Yêu Yêu tỷ, chợt hắn xấu hổ cười, nói, sao tỷ lại tới đây? Trên khuôn mặt tinh xảo, tuyệt mỹ của Yêu Yêu không lộ vẻ gì, nàng nói, như nếu không đến, ngươi lúc nào bị người đùa chơi chết ta cũng không biết. Nghe được câu nói này của Yêu Yêu, ở bên trong đình viện bằng đá, Huyền lão phiền muộn rít mạnh một hơi thuốc, ở trong Thương Huyền Tông này, có thể được ông chỉ điểm chính là cơ duyên mà không biết bao nhiêu người đoạt đều đoạt không đến, kết quả ở trong miệng Yêu Yêu, lại trở nên kém cỏi như thế. Chu Nguyên liếc nhìn Huyền lão đang phiền muộn, cũng vội vàng nói, không có việc gì, ta có thể thừa nhận cấp độ tu luyện này mà. Yêu Yêu không có để ý đến hắn, nói, thu thập qua rồi cùng ta trở về. Nhìn thấy sắc mặt cực kỳ lạnh lùng kia của Yêu Yêu, Chu Nguyên cũng cảm giác được một điểm hàn ý. Lúc này hắn thành thành thật thật đứng lên, thu thập quần áo. Này, tiểu tử, gần đây ngươi tu luyện chăm chỉ, thành quả thu được cũng không nhỏ, tuy rằng còn không có tu thành ngân cốt cảnh, nhưng mà đã đến mức cực hạn, sắp lột xác được rồi, chỉ cần cố gắng đánh bóng là có thể đạt được ước muốn. Huyền lão nói, Chu Nguyên có chút tiếc hận, không nghĩ tới ăn hết nhiều đau khổ như vậy, lại vẫn không có tu thành ngân cốt cảnh, con đường luyện thể quả nhiên gian nan. Yêu Yêu lại không để ý tới hai người bọn họ, nàng nhanh chóng quay người rời đi, hiển nhiên là vẫn còn có chút bất mãn đối với Huyền lão. Chu Nguyên phất phất tay chào tạm biệt Huyền lão rồi cũng tranh thủ thời gian đuổi kịp. Tiểu tử, ngày mai là cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch diễn ra rồi, hảo hảo cố gắng lên. Thánh Nguyên Phong bị phong bế nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc lại thấy mặt trời rồi. Nhìn qua bóng lưng của Chu Nguyên, Huyền lão rít một hơi thuốc, nhả khói ra rồi chậm rãi nói. Nghe Huyền lão nói vậy, bước chân của Chu Nguyên dừng lại, hắn quay đầu lại nói. Ý của tiền bối là hy vọng để ta cởi bỏ phong ấn trên ngọn núi chính của Thánh Nguyên Phong hay sao? Nhưng mà Huyền lão lại không có trả lời, khuôn mặt già nua kia như ẩn như hiện trong khói thuốc nồng đậm, trông có chút thần bí. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chu Nguyên cũng không có hỏi lại, quay người rời đi, chỉ là lúc sắp sửa đi vào rừng rậm, mới có thanh âm truyền đến. Tiền bối yên tâm, vị trí đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong chắc chắn sẽ thuộc về ta rồi. Hai người dần dần đi xa. Lúc này, ánh mắt đục ngầu của Huyền lão xuyên thấu qua sương mù nhìn qua bóng người của bọn họ, sau đó ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi chính bị mây mù che phủ quanh năm kia, đã nhiều năm như vậy rồi. Thánh Nguyên Phong cũng có thể mở lại sơn môn đi à nha. Trên đường núi nhỏ, hai bóng người một trước một sau chậm rãi di chuyển, thong thong đi ở chính giữa, thỉnh thoảng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên giống như có chút hả hê, hiển nhiên là ngay cả nó đều cảm thấy Yêu Yêu đang tức giận. Chu Nguyên trừng mắt với nó sau đó ánh mắt nhìn về bóng hình xinh đẹp, kiểu điệu ở phía trước, hắn gãi gãi đầu, hiển nhiên là không nghĩ tới người xưa nay vốn thờ ơ đối với bất luận chuyện gì là Yêu Yêu vậy mà sẽ có lúc nổi giận. Yêu Yêu không nói lời nào, Chu Nguyên cũng không dám khơi mào câu chuyện, vì vậy hai người liền giữ nguyên bầu không khí có chút nặng nề như thế này, một đường về tới động phủ. Trở về động phủ, Yêu Yêu thản nhiên nói,
ngươi đi tắm rửa qua đã. Nghe Yêu Yêu nói vậy thì Chu Nguyên mới để ý đến mùi mồ hôi khó chịu toát ra từ cơ thể mình, hắn cười khan một tiếng rồi ngoan ngoãn đi rửa sạch. Yêu Yêu thì ngồi xuống trong đình viện, lấy bình ngọc ra, rót đầy một chén rượu, bàn tay ngọc nắm lấy, một con ngươi không linh dừng những đám mây bay trên bầu trời. Sau một lúc lâu, cảm thấy mình đã rửa ráy sạch sẽ, Chu Nguyên mới đi ra, ngồi xuống ở phía đối diện với Yêu Yêu. Yêu Yêu vẫn như trước không có để ý đến hắn, chỉ là ngẩn người, nhìn chằm chằm đám mây ở bên ngoài. Sau một hồi lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt, dung nhan tuyệt mỹ không mang theo chút cảm xúc nào nhìn về phía Chu Nguyên rồi nàng thản nhiên nói, ngươi, ta sai rồi. Nhưng mà nàng vừa mở miệng, Chu Nguyên đã không chút do dự nói, Yêu Yêu khẽ giật mình, cau mày lại, sai, Yêu Yêu tỷ nói đúng. Chu Nguyên lập tức nói, thái độ cực kỳ đoan chính, cái, về sau, ta sẽ không làm như thế nữa. Yêu Yêu mỗi lần vừa nói được một từ, Chu Nguyên đã lập tức tỏ vẻ chịu thua, tư thái khiêm tốn, giống như là đang nói muốn đánh muốn mắng tùy ngươi. Đăng, bị cắt đứt mấy lần, Yêu Yêu lập tức đặt mạnh chén ngọc trong tay lên mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, đôi mắt dễ thương lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, câm miệng. Chu Nguyên lập tức miếng chặt miệng lại, ở một bên xem kịch vui, Thôn Thôn Tắc thì liếc nhìn Chu Nguyên với ánh mắt xem thường, thằng này quả thực là làm mất mặt phái nam. Yêu Yêu trừng mắt với Chu Nguyên, vốn là trong lòng còn một chút tức giận, bị người sau vô sĩ quấy rầy như vậy, ngược lại là đã suy yếu đi. Lúc này có chút tức giận uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nhìn thấy sắc mặt của Yêu Yêu đã bớt tức giận, Chu Nguyên mới buông lỏng một hơi, vội vàng muốn cầm bình ngọc rót rượu cho Yêu Yêu, nhưng mà cũng bị Yêu Yêu thò tay đẩy bàn tay của hắn ra, chính cô cầm lấy bình ngọc, tự rót và uống một mình. Nàng uống liền vài chén rồi mới chậm rãi nói, Chu Nguyên, ngươi quá nóng vội rồi. Nghe Yêu Yêu nói vậy, Chu Nguyên cũng khẽ thở dài một hơi, nói, Yêu Yêu tỷ, ta không có lý do để buông lỏng. Tỷ cũng biết đấy, tình huống của ta không giống với Sở Thanh sư huynh, huynh ấy làm việc chỉ thích ra 3, 4 phần lực, mà ta lại luôn luôn phải ra tay toàn lực. Đại Chu Vương Triều vẫn còn phải chịu uy hiếp từ Đại Võ Vương Triều, ai cũng không biết Đại Võ lúc nào sẽ ra tay, mà một khi ra tay, Đại Chu tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Đại Chu hiện tại còn không có cách nào để chống lại Đại Võ, mà ta là hy vọng duy nhất của Đại Chu. Yêu Yêu nhìn qua Chu Nguyên ở trước mắt, chỉ mới qua mấy năm, thiếu niên tay trói gà không chặt lúc trước theo thời gian trôi qua đã dần lột xác, mà ở trên vai của hắn hiển nhiên là cũng đang thừa nhận áp lực cực lớn. Mặc dù ngày bình thường hắn chưa từng biểu lộ ra nhưng Yêu Yêu sao không biết chứ. Yêu Yêu xoay chén rượu trong tay, nói khẽ, ngươi cũng biết mình là hy vọng duy nhất của Đại Chu, vậy một khi ngươi gặp chuyện không may thì Đại Chu làm sao bây giờ? Nàng nhìn chằm chằm rượu trong chén, thấp giọng nói, mà khi đó, ta lại nên đi nơi nào? Ở bên trong lời nói của nàng có một chút cảm xúc hoang mang, không biết giải quyết thế nào, thân thế của nàng cực kỳ thần bí, ngay cả bản thân nàng đều không rõ ràng. Dĩ vãng, nàng chỉ có một người thân, đó chính là Thương Uyên, mà Thương Uyên phó thác nàng cho Chu Nguyên, những năm này ở chung khiến cho trong nội tâm cô lạnh của nàng cũng theo thời gian trôi qua mà coi Chu Nguyên là thân nhân. Nàng không có cách nào để tưởng tượng, nếu như Chu Nguyên cũng xảy ra chuyện, nàng sẽ phải làm gì? Nàng cũng không có bất kỳ lưu luyến gì với đối với Thương Huyền Tông này, chỉ là bởi vì Chu Nguyên ở chỗ này, cho nên nàng mới có thể ở tại chỗ này. Còn nếu như Chu Nguyên mất, nàng tự nhiên cũng không có lý do lưu lại. Khi đó, trời đất bao la nhưng thật sự là không có chỗ nào để nàng đi cả. Thậm chí ngay cả cha mẹ của mình là ai, nàng cũng không biết được, mặc dù trong lòng của nàng cũng không có bất kỳ cảm giác gì đối với hai người gọi là cha mẹ kia. Nhìn thấy trong con ngươi của Yêu Yêu cực kỳ hiếm thấy toát ra cảm xúc hoang mang cùng bất lực, trái tim của Chu Nguyên cũng hơi hơi co rút, đau đớn. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh buốt như ngọc của Yêu Yêu. Chu Nguyên nhẹ nhàng nói, Yêu Yêu tỷ, ta biết được sau lưng tỷ có lẽ sẽ ẩn chứa bí mật thật lớn, dù sao ngay cả nhưng tồn tại như Thương Uyên sư phụ cùng Thương Huyền lão tổ đều có liên quan với tỷ, so sánh với hai người bọn họ, lúc này ta đây chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến. Trong những năm gần đây, mỗi lần gặp phải nguy hiểm thì đều là tỷ đứng ra, che chở, ngăn cản cho ta. Nhưng mà ta đã đáp ứng với Thương Uyên sư phụ phải bảo vệ tỷ, ta không muốn cuối cùng ngay cả cái hứa hẹn này đều không làm được. Chu Nguyên nhìn qua gương mặt hoàng mỹ, không tì vết ở trước mắt, cười cười, nói, Yêu Yêu tỷ, ta dốc sức liều mạng tu luyện như vậy là có hai mục đích chính. Một là vì thủ hộ cho Đại Chu, hai chính là vì một ngày kia khi tỷ gặp phải nguy hiểm, ta có thể có được đủ tư cách và thực lực để tranh thủ cho tỷ một đường sinh cơ. Dù là, chuyện này phải trả một cái giá lớn là tánh mạng của ta. Hắn nụ cười tiêu sái, nhưng mà trong hai mắt nhìn chằm chằm Yêu Yêu lại cực kỳ nghiêm túc. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc này của Chu Nguyên, Yêu Yêu có chút ngơ ngẩn,
trong đôi mắt xưa nay luôn thờ ơ đối với vạn vật của nàng tựa hồ là vào lúc này có một loại dấu hiệu giống như là đã hòa tan. Cho nên, mặc dù đã nhìn thấy Chu Nguyên đang cầm chặt bàn tay nhỏ bé của mình nhưng Yêu Yêu cũng không có đẩy ra hắn, mà năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng khép lại, nắm chặt bàn tay của Chu Nguyên, nói khẽ, nếu quả thật có ngày nào đó, ta hy vọng ngươi hảo hảo còn sống. Lúc này bên ngoài đình viện có ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, ánh sáng chiếu rọi xuống giống như là bao phủ cả đình viện bằng đá và hai người ở bên trong. Lúc này, ở bên trong những tia nắng có bụi bặm bay múa, mà nội tâm của Chu Nguyên cũng bị lời nói nhỏ nhẹ kia của Yêu Yêu làm cho xúc động. Hắn nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ ở trước mắt, trong lòng có một loại rung động. Thế là, hắn đứng dậy, bốn mắt đối mặt, hắn không nhịn được chậm rãi đưa mặt tới gần. Trong đôi mắt sáng của Yêu Yêu phản chiếu khuôn mặt của Chu Nguyên, nàng tự hồ cũng hơi bất ngờ vì hành động của Chu Nguyên, thân hình cứng ngắc lại. Hai người càng ngày càng gần, hơi thở giống như là đã phả lên trên mặt của đối phương. Trống. Trống. Nhưng mà, ngay khi hai đôi môi muốn chạm vào nhau thì bỗng nhiên có một tiếng thú trống vang lên, Yêu Yêu lập tức tỉnh táo lại, trong con ngươi hiếm thấy xuất hiện thần sắc bối rối, như một phản xạ có điều kiện, nàng lập tức dội chén rượu trong tay lên trên mặt của Chu Nguyên. Khuôn mặt của Chu Nguyên lập tức trở nên cứng ngắc, nước rượu tí tách rơi xuống, gương mặt của Yêu Yêu lập tức có xuất hiện một vòng hồng nhuận phơn phớt. Nàng trừng mắt với Chu Nguyên rồi vội vàng quay người tiến vào trong tiểu lâu, chỉ nghe phịch một tiếng, cửa phòng đã bị đóng chặt lại. Chu Nguyên sửng sốt, thân hình cứng ngắc giống như một pho tượng. Sau một hồi khá lâu, hắn mới chậm rãi lau nước rượu trên mặt, khuôn mặt trở nên âm trầm, hắn xoay người, nhìn về phía Thôn Thôn ở một bên, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, ta hôm nay muốn ăn hết thịt của ngươi. Hắn lập tức hung ác chụp một cái, đồ Bạch Nhãn Lang này đã ăn hết của hắn bao nhiêu đồ ăn, vậy mà lại dám phá hỏng chuyện tốt của hắn. Bầu không khí lúc trước thế nhưng mà có thể nói là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ngày mai, khi Yêu Yêu khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày thì một lần nữa cho Chu Nguyên thêm một cái lá gan, hắn cũng không dám làm chuyện tương tự, mà bây giờ cơ hội này lại bị Thôn Thôn phá hủy. Một người một thú lập tức xông vào, vật lộn với nhau. Một lát sau, Chu Nguyên nằm trên mặt đất, trên người đầy vết cào, ở bên cạnh hắn, Thôn Thôn đắc ý quay trở ra, phát ra tiếng kêu giống như giễu cợt. Hiển nhiên là trận tranh đấu này cuối cùng dùng Chu Nguyên thất bại mà chấm dứt. Chu Nguyên bi phẫn thở dài một hơi, thậm chí ngay cả một con tiểu súc sinh đều đánh không lại, mà mang theo bi phẫn như vậy, hai mắt của hắn lại theo thời gian trôi qua mà dần rũ xuống, lại trực tiếp ngủ say ở trên mặt đất. Thôn Thôn nhìn thấy Chu Vân trực tiếp nằm ngủ trên mặt đất, đôi mắt thú chớp chớp, sau đó lén lút chạy đến trên đầu của hắn, nhấc chân lên, đúng là định tiểu lên đầu Chu Nguyên một bãi, nhưng mà chân của nó vừa mới nhấc lên, lỗ tai đã bị một bàn tay ngọc hung hăng nắm lấy, sau đó trực tiếp xách lên, Thôn Thôn giãy dụa lấy. Đợi đến khi nhìn thấy con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng như mặt nước của Yêu Yêu, thân hình nó lập tức cứng ngắc, trong đôi mắt thú lộ ra thần sắc nịnh nọt giống như là đang cầu xin nàng tha thứ, đưa hắn trở về phòng đi. Yêu Yêu liếc nhìn Chu Nguyên đang nằm trên mặt đất và thản nhiên nói, Thôn Thôn bị ném xuống, chỉ có thể biến lớn thân hình, ném Chu Nguyên lên trên lưng, sau đó thành thành thật thật đưa hắn về trong lầu nhỏ. Ngày hôm sau, khi Chu Nguyên tỉnh lại thì hắn phát hiện mình đang nằm ở trên giường nệm mềm mại. Hắn nhìn qua chỗ nóc giường, huyết khí dồi dào phát ra từ trong cơ thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục tới được đỉnh phong. Keng, có tiếng chuông thanh thúy, cổ xưa bỗng nhiên vang vọng ở giữa trời đất. Nghe được tiếng chuông này, đôi mắt của Chu Nguyên cũng sáng lên, ở chỗ sâu trong đôi mắt tràn ngập chiến ý. Cuộc thi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch rốt cục cũng đã bắt đầu. Keng, tiếng chuông xa xưa vang lên tại mỗi một nơi của Thương Huyền Tông. Mà trong nháy mắt khi tiếng chuông vang lên thì bầu không khí vốn yên tĩnh lại đột nhiên biến đổi, chợt như một chảo dầu nóng bị đổ nước lạnh, trở nên sôi trào chỉ trong nháy mắt. Vô số bóng người bay lên không trung, sau đó tụ tập về một mình núi nào đó. Trong không khí tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi, Chu Nguyên đi ra căn lầu nhỏ, bước tới cửa vào động phủ, liền thấy có một bóng hình xinh đẹp, khí chất tuyệt trần đang đứng ở nơi đó. Người đó chính là Yêu Yêu, nghỉ ngơi tốt chưa? Nàng xoay người lại. Tia nắng ban mai chiếu lên trên thân nàng khiến cho cả người Yêu Yêu như tỏa ra ánh sáng, khiến cho người ta không rời nổi mắt. Chỉ tiếc là gương mặt xinh đẹp của nàng đã khôi phục sự lạnh lùng xa cách như trước, khiến cho người ta không nhìn ra được cảm xúc ở sâu bên trong nội tâm. Chu Nguyên cười gật đầu, trong lòng thì tràn đầy tiếc nuối. Nghĩ tới đây lại quay đầu dùng ánh mắt giết người nhìn qua Thôn Thôn đang ngồi ở bên cạnh. Con quỷ nhỏ này, Chu Nguyên ta nhớ kỹ món nợ này rồi, nhìn cái gì đấy? Yêu Yêu phát hiện ánh mắt của Chu Nguyên. Thế là tức giận trừng hắn một cái, Chu Nguyên chỉ có thể cười gượng hai tiếng, chuẩn bị lên đường thôi. Vì ngày hôm nay, cậu đã phải chịu rất nhiều đau khổ rồi, vậy hãy khiến cho tất cả mọi người được chứng kiến thành quả của mình đi. Yêu Yêu nói,
Chu Nguyên gật đầu, trong mắt dâng trào chiến ý, không thấy sợ hãi chút nào. Hôm nay, mặc kệ đối thủ là ai, Chu Nguyên hắn nhất định phải giành lấy vị trí đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong này. Chu Nguyên dẫm chân một cái, nguyên khí dâng lên nâng hắn cùng Yêu Yêu, thôn thôn bay lên không trung, nhanh chóng hướng về vị trí một ngọn núi mà bay đi. Khi hai người Chu Nguyên cùng Yêu Yêu tới nơi thì đã thấy đệ tử cùng mạch với mình đã tụ tập đông đủ, người dẫn đầu là Thẩm Thái Uyên, theo sát phía sau chính là đám người Chu Thái cùng Trương Diễn. Chu Nguyên bay lên phía trước, ông quyền hành lễ với Thẩm Thái Uyên. Thẩm Thái Uyên nhìn thấy Chu Nguyên thì khẽ gật đầu, nhìn lướt qua mọi người rồi nói, nếu đã tụ tập đông đủ vậy bắt đầu xuất phát thôi. Nói đoạn, ông vung tay áo lên một cái, một luồng nguyên khí mạnh mẽ gào thét lao ra, trực tiếp cuốn lên tất cả mọi người bay đi. Cứ bay như vậy qua thời gian ước chừng một nén nhang liền rơi xuống trên một khu vực thạch đài to lớn. Ở phía trước của tòa thạch đài to lớn này chính là một ngọn núi cao chót vót, đỉnh núi được bao phủ trong màn mây mù thể hiện ra sự nguy nga của nó. Đây là thủ tịch phong, cũng là chiến trường chủ yếu của cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch lần này. Trong Thương Huyền Tông chúng ta có tổng cộng 7 ngọn thủ tịch phong, mà ngọn núi này là thuộc về Thánh Nguyên Phong chúng ta. Thẩm Thái Uyên chỉ về phía ngọn núi cao lớn phía trước, nói với vẻ trang nghiêm, cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch của Thánh Nguyên Phong chúng ta cũng sẽ được tiến hành ở nơi đây. Xem ra cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch của mỗi ngọn núi được tiến hành một cách độc lập, chỉ sợ là ở chỗ của 6 ngọn núi khác cũng đã tụ tập rất đông ngư xem, Chu Nguyên nghĩ thầm. Vút, lúc này, một tiếng gió rít truyền tới từ trên bầu trời, chỉ thấy một đám mây nguyên khí to lớn giáng xuống, rơi vào một tòa bệ đá ở cách đó không xa, để lộ ra rất nhiều bóng người. Người đứng phía trước nhất là trưởng lão Lữ Tùng, đứng ngay đằng sau ông chính là Lữ Yên. Nhất mạch của trưởng lão Lữ Tùng cũng đã tới đây. Ngay sau khi nhóm người của trưởng lão Lữ Tùng xuất hiện thì lại có thêm một tiếng gió rít truyền tới, nhất mạch của tên trưởng lão Lục Hồng kia cũng xuất hiện, khí thế thật lớn, bất kể là nhân số hay khí thế đều hơn xa hai mạch còn lại. Lục Hồng đứng ở phía trước của rất nhiều đệ tử, hai tay thả ở phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đảo qua hai mạch khác, ánh mắt của lão ta chỉ nhìn lướt qua Chu Thái, Trương Diễn cùng Lữ Yên một chút, riêng đối với Chu Nguyên thì hơi dừng lâu hơn, nhưng cũng chỉ liếc một lúc liền nhanh chóng thu hồi. Hiển nhiên cũng không coi Chu Nguyên như một kẻ có khả năng cạnh tranh cho vị trí đệ tử thủ tịch này. 6 tên đệ tử dưới sự dẫn đầu của Viên Hồng đứng ngay sau lưng hắn cũng hết sức hung hãn, có thể nói binh cường mã tráng. Ngay khi nhóm người Lục Hồng hiện thân thì hai mạch khác cũng có chút xao động, đại đa số các đệ tử đều lộ ra vẻ mặt cẩn thận, hiển nhiên là cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. 3 ứng cử viên sáng giá cho vị trí đệ tử thủ tịch là Chu Thái, Lữ Yên cùng Trương Diễn đều nhìn về phía Viên Hồng với vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Trong mắt hiện lên vẻ kiên dè sâu đậm, đây chính là kẻ khiến cho 3 người bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm lớn nhất, ngoại trừ đệ tử của Thánh Nguyên Phong thì còn có đệ tử đến từ các ngọn núi khác cũng chạy đến đây quan sát, sau khi nhìn thấy đội hình của ba mạch thì những người này cũng không nhận được xì xào bàn tán, xem ra cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch lần này của Thánh Nguyên Phong sẽ chẳng có gì hấp dẫn. Đúng đấy, nhóm người của trưởng lão Lục Hồng quá mạnh, vượt xa hơn nhiều so với hai mạch còn lại. Xem ra vị trí đệ tử thủ tịch đã thuộc về quyền sở hữu của nhóm người trưởng lão Lục Hồng rồi. Những âm thanh này cũng truyền vào trong tai của hai trưởng lão Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng cùng rất nhiều đệ tử, khiến cho rất nhiều người không khỏi sầu lo. Mà đệ tử nhất mạch của Lục Hồng nghe vậy thì lộ ra vẻ tươi cười, vẻ mặt ai nấy càng thêm kiêu căng, khi nhìn về phía đệ tử của hai mạch khác cũng tràn đầy khinh thường. Hai trưởng lão Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng nhìn thấy vậy thì liếc nhìn nhau, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Thái Uyên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía 3 người Chu Thái, Trương Diễn cùng Chu Nguyên đang đứng phía trước, âm thanh được bao phủ bởi nguyên khí cũng truyền vào trong tai của 3 người họ. Trong cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch lần này, nhất mạch của Lục Hồng có ưu thế rất lớn, nếu chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thì chỉ sợ là rất khó chống lại. Ý của Thẩm Sư là... Chu Thái hơi giật mình, hỏi. Thẩm Thái Uyên thản nhiên nói, ta đã thảo luận cùng trưởng lão Lữ Tùng, quyết định sau khi các ngươi tiến vào thủ tịch phong, Chu Thái cùng Trương Diễn phải liên thủ cùng với Lữ Yên, đánh lén Viên Hồng, nhất định phải đánh tan đội hình của bọn hắn. Chu Thái cùng Trương Diễn liếc nhìn nhau, cũng không ngờ là hai mạch lại dự định liên thủ. Bởi vì theo một góc độ nào đó mà nói thì hai mạch bọn họ cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn gật đầu, bởi vì nếu như phải đơn độc đối đầu với Viên Hồng thì trong 3 người bọn họ, không ai có nắm chắc có thể chiến thắng. Nếu như có thể liên thủ đánh bại Viên Hồng thì đã là tình huống tốt nhất rồi. 3 người chúng con phối hợp đối phó Viên Hồng, vậy những tên đệ tử còn lại của mạch trưởng lão Lục Hồng thì sao? Trương Diễn hỏi. Thẩm Thái Uyên nhìn Chu Nguyên và nói, Chu Nguyên, ngươi hãy liên thủ cùng với 2 vị đệ tử còn lại của trưởng lão Lữ Tùng, ngăn cản 5 tên đệ tử còn lại của Lục Hồng. Bởi vì nhân số phía bên các ngươi ít hơn kẻ địch, có lẽ sẽ phải gánh chịu áp lực không nhỏ,
thế nên ta không yêu cầu các ngươi phải sử dụng toàn lực, chỉ cần có thể kéo dài thời gian không cho bọn chúng rời đi là được. Nếu thực sự không chịu được thì có thể nhận thua rút lui, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì đến lúc đám người Chu Thái liên thủ và đánh bại Viên Hồng thì đã coi như là thành công. Hiển nhiên, ở trong mắt Thẩm Thái Uyên, chủ lực tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch lần này là ba người Chu Thái, Trương Diễn cùng Lữ Yên, thế nên ông cũng không đặt hy vọng quá lớn vào Chu Nguyên, chỉ hy vọng hắn có thể hết sức kéo dài thời gian. Theo Thẩm Thái Uyên, sở dĩ để cho Chu Nguyên được tham dự cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch lần này là để hắn có thể tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho các cuộc thi lần sau. Chu Nguyên trầm mặc một chút, cũng không phản đối, chỉ hỏi, vậy nếu sau khi ba người sư huynh Chu Thái đánh bại Viên Hồng thì bọn đệ tử phải làm sao? Chỉ cần có thể đánh lén thành công đám đệ tử của Lục Hồng là được, còn về sau thì dựa cả vào năng lực của mỗi mạch để tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch. Thẩm Thái Uyên nói, Chu Nguyên nghe vậy thì gật đầu, cũng không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ cần cho hắn có cơ hội được đi tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch là được rồi. Nếu như con có thể liên thủ cùng với Chu Thái cùng Trương Diễn, thì việc đối phó với Viên Hồng cũng không khó. Ở một bên khác, Lữ Yên cũng được Lữ Tùng cho biết về việc hai mạch chuẩn bị liên thủ, chỉ có điều. Ánh mắt của nàng ta nhìn liếc về phía Chu Nguyên ở nơi xa, hai đầu lông mày hơi nhăn lại, nói, người xác định là cái tên Chu Nguyên kia cùng với hai đệ tử còn lại bên này của chúng ta có thể ngăn cản năm tên đệ tử nhất mạch của trưởng lão Lục Hồng, để cho chúng con có đầy đủ thời gian ư. Nàng lắc đầu, giọng nói mang theo vẻ khó chịu, con cảm thấy là không được. Thẩm trưởng lão cũng thật là, muốn rèn luyện kinh nghiệm thì ở đâu chả được, sao lại để cho người không liên quan được tham gia vào loại sự kiện quan trọng như thế này cơ chứ? Lữ Tùng cười với vẻ bất đắc dĩ, nói, việc đã đến nước này, có nói nhiều thêm nữa cũng vô dụng, chỉ cần ba người các con có thể liên thủ nhanh chóng đánh bại Viên Hồng thì cục diện sẽ luôn nắm chắc trong tay chúng ta. Lữ Yên lầm bầm một tiếng, nói, cũng chỉ mong là cái tên kia sẽ không trở thành gánh nặng cho chúng ta, bằng không, chính con cũng sẽ không tha cho hắn. Khi bầu không khí ở trên các ngọn thủ tịch phong càng ngày càng trở nên náo nhiệt thì bên trên không trung của Thương Huyền Tông đột nhiên tung ra từng đợt nguyên khí mênh mông. Một số đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy từng đoàn nguyên khí hội tụ, cuối cùng hóa thành 6 tòa đài sen tỏa ra hào quang sáng chói. Ngồi ở trên 6 tòa đài sen này là 6 bóng người, từng người đều tỏa ra khí thế cực kỳ to lớn, mênh mông như biển rộng, tưởng như kéo dài mãi tới vĩnh hằng, khiến cho lòng người sinh ra sự kính sợ vô bờ. 6 người này chính là trưởng giáo Thanh Dương cùng 5 vị phong chủ. Ngay khi 6 người xuất hiện thì toàn bộ đệ tử cùng các trưởng lão của Thương Huyền Tông đều cúi người hành lễ, cung nghênh trưởng giáo, phong chủ. Trưởng giáo Thanh Dương ngồi ở vị trí trung ương gật nhẹ đầu, ánh mắt ôn hòa mà sâu thẳm, tạo cho người đối diện một cảm giác yên ổn tựa như dù có trời sập cũng không hề sợ hãi. Trong cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch lần này, ta hy vọng các đệ tử có thể dốc hết toàn lực, thể hiện ra thực lực của bản thân, từ đó làm gương cho các đệ tử của các Thương Huyền Tông chúng ta. Âm thanh ôn hòa mà hùng vĩ của trưởng giáo Thanh Dương vang vọng bên tai mỗi người, tuân mệnh. Tất cả đệ tử đồng thanh đáp. Sau khi 6 vị đứng đầu xuất hiện thì chỉ thấy có 10 tòa đài sen với kích thước nhỏ hơn xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Không lâu sau có 10 bóng người lướt không mà đến, ngồi xuống trên 10 tòa đài sen này. Ngay khi 10 bóng người này vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho các đệ tử ở phía dưới ồn ào náo động, vô số người hướng mắt nhìn tới. Bởi vì 10 người này chính là 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Ngày thường, 10 người này đều bận tu hành hoặc đi làm nhiệm vụ, rất khó được gặp. Cũng chỉ vào dịp lễ lớn như cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch thế này thì 10 vị thánh tử mới tụ tập đông đủ. So với 6 vị đứng đầu ở tiếp trên cao, khó có thể với tới, thì 10 vị thánh tử lại càng gần gũi với các đệ tử hơn một chút. Thế nên rất nhiều đệ tử đều lấy bọn họ làm tấm gương cùng mục tiêu phấn đấu. Cho nên khi 10 vị thánh tử xuất hiện thì mới khiến cho các đệ tử ở dưới ồn ào như vậy. 10 vị thánh tử đều hiện thân, Chu Nguyên thấy cảnh tượng này thì cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Tính ra thì hắn đã gia nhập Thương Huyền Tông hơn một năm rồi, thế nhưng chỉ đến lần này thì mới là lần đầu tiên được nhìn thấy đầy đủ cả 10 người bọn họ. Quan sát 10 người này, Chu Nguyên không thể không chú ý tới một cái đầu sáng loáng tới mức tựa như có thể phản xạ ánh mặt trời của một người ngồi ở chính giữa. Người đó chính là Sở Thanh, người đứng đầu của 10 đại thánh tử. Nhìn Sở Thanh, Chu Nguyên lại quay đầu nhìn liếc qua Lữ Yên một chút. Quả nhiên phát hiện cô gái này đang dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái cùng mê say mà nhìn vị thần tượng của mình. Chẳng còn có chút nào là kiêu ngạo cùng lạnh lùng thường ngày, ngồi hai bên của Sở Thanh chính là Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền. Tiếp đó là những thánh tử còn lại, Sở Thanh ngồi xếp bằng ở trên đài sen, ngáp một cái, sau đó vừa quay đầu thì đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Khổng Thánh đang bắn về phía mình, thế là không khỏi sờ lên cái đầu trần trùng trục, nở ra một nụ cười sáng lạn, nói, ồ, Khổng Thánh sư đệ, đã lâu không gặp rồi.
Ánh mắt của Khổng Thánh sắc bén như kiếm, hắn nhìn về phía Sở Thanh và nói với giọng cực kỳ lạnh lùng, Sở Thanh, ta đã phát 18 tờ chiến thư cho ngươi, vậy tại sao ngươi đều bỏ qua không đáp lại? Sở Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, 18 tờ. Ôi trời, sao ta lại chẳng nhận được một tờ nào nhỉ? Chắc chắn là có người vụng trộm lấy đi rồi. Để lúc về ta sẽ điều tra xem ai có lá gan lớn như vậy. Khổng Thánh cười lạnh, mặc kệ Sở Thanh tiếp tục diễn xuất, hắn vung tay áo một cái, một tờ chiến thư lại xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp bay về phía Sở Thanh, mặc kệ trước đó ngươi có nhận được hay không, nhưng lần này thì chắc chắn là ngươi đã nhận được rồi. Tờ chiến thư bay thẳng về phía Sở Thanh, nhưng hắn lại không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước, mặc cho tờ chiến thư bay qua mặt, cuối cùng bay mất khỏi trong tầm mắt. Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, các thánh tử khác cũng không nhịn được giật giật khóe miệng, trên trán Khổng Thánh nổi lên từng đường gân xanh, hiển nhiên cũng không ngờ tới là dù đưa chiến thư lên tận mặt mà Sở Thanh vẫn có thể mặt dạng mày dày làm như không nhìn thấy, người này còn có thể vô sĩ tới mức nào nữa đây. Sở Thanh quay đầu nhìn về phía Lý Khanh Thiền, cười nói, Khanh Thiền sư muội, chúng ta đổi chỗ đi. Lý Khanh Thiền liếc nhìn hắn một cái, cũng không thèm để ý, không nhận được đáp lại, Sở Thanh đành bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay về phía Khổng Thánh đang bị tức giận tới xanh cả mặt ở bên kia và nói, Khổng Thánh sư đệ, đừng hấp tấp như vậy, động một chút lại đưa chiến thư, quá tổn thương tình cảm đồng môn sư huynh đệ chúng ta rồi, nếu đệ đã muốn so đấu thì chúng ta có thể đổi bằng một số phương pháp khác. Phương pháp gì? Khổng Thánh hỏi. À, Sở Thanh cười nói, chúng ta có thể đánh cược xem đệ tử thủ tịch lần này, của Thánh Nguyên Phong đi, liệu sẽ là ai? Ai đoán sai thì sẽ phải bị phạt 10 vạn nguyên ngọc. Khổng Thánh nhắm hai mắt lại và nói, cộng thêm việc phải tiếp nhận chiến thư. Sở Thanh hết cách, chỉ đành phải gật đầu. Lúc này Khổng Thánh mới cười lạnh một tiếng và nói, có cái gì mà khó đoán, vị trí đệ tử thủ tịch chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của Viên Hồng. Nhất mạch của trưởng lão Lục Hồng bắt nguồn từ Kiếm Lai Phong bọn hắn, thế nên Khổng Thánh hiểu rất rõ vấn đề chênh lệch thực lực trong số ba mạch của Thánh Nguyên Phong, nói tóm lại là không có ai có thể đánh bại được Viên Hồng. Sở Thanh nghe vậy thì cười hiếp cả mắt, ta lại không nghĩ như vậy đâu. Khổng Thánh cười với vẻ chế giễu, ồ, vậy ngươi cho là ai sẽ đạt được vị trí này, Chu Thái, Trương Diễn hay là Lữ Yên? Ta cảm thấy vị trí thủ tịch sẽ rơi vào trong tay cái cậu Chu Nguyên kia. Sở Thanh nghĩ nghĩ, nói. Sở Thanh vừa nói xong thì không chỉ là Khổng Thánh cười ra tiếng, mà các thánh tử khác cũng đều trố mắt, mặc dù bọn họ cũng đã từng nghe nói về chiến tích của Chu Nguyên, nhưng dù thế nào thì đây cũng chỉ là một người đệ tử mới nhà thôi, đem so sánh Chu Nguyên với Viên Hồng thì quả là nực cười, cho nên Chu Nguyên làm sao có cơ hội với vị trí thủ tịch của Thánh Nguyên Phong cho được. Liền ngay cả người rất quen thuộc với Chu Nguyên như Lý Khanh Thiền cũng nhăn mày lại, cảm thấy khả năng không lớn. Mặc dù Chu Nguyên từng đánh bại Dương Huyền, thế nhưng trong cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch này, chỉ sợ bất kỳ một ứng cử viên nào cũng không hề yếu hơn so với Dương Huyền, huống chi là Viên Hồng, không ngờ là ngươi lại coi trọng hắn như vậy. Khổng Thánh thản nhiên nói. Sở Thanh cảm thán một tiếng, dù sao cũng là người có thể thu phục nữ ma đầu Chu Tiểu Yêu kia thì làm sao có thể là kẻ tầm thường cho được. Nghe được lời giải thích này, khóe miệng của tất cả mọi người đều không nhịn được giật giật, chỉ vì thế mà Sở Thanh lại cho rằng Chu Nguyên có thể đạt được vị trí đứng đầu. Sở Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn thấy sắc mặt khác lạ của các thánh tử khác thì vội giải thích, đó là do các ngươi còn chưa phải hứng chịu thủ đoạn của nữ ma đầu Chu Tiểu Yêu kia, đúng là ác độc tới cực điểm, dám bán đồng đội mà không nháy mắt chút nào. Nếu như không phải Diệp ca chắc chắn rằng nữ ma đầu này là đệ tử của Thương Huyền Tông chúng ta thì ta cũng hoài nghi đây là nội gián do Thánh Cung phái tới rồi. Trong giọng nói của Sở Thanh còn tràn đầy u oán, hiển nhiên là vẫn còn canh cánh trong lòng vụ bị Yêu Yêu hố hố làm nhiệm vụ thiên cấp. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, đây còn là lần đầu tiên Sở Thanh hắn bị người khác bức cho phải đánh toàn lực. Khổng Thánh cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ cái lý do vớ vẩn của ngươi, nếu ngươi đã chọn tên Chu Nguyên kia thì cứ rửa mắt mà đợi đi. Chỉ hy vọng sau khi thua cuộc thì ngươi hãy thành thật tiếp nhận chiến thư của ta. Nói xong, Khổng Thánh quay đầu nhìn về phía thủ tịch phong của Thánh Nguyên Phong, sau đó liếc nhìn một người thanh niên trẻ tuổi, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ bằng kẻ này cũng dám nghĩ tới việc tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch từ tay Viên Hồng. Đúng là kẻ si nói mộng. Sau khi 10 đại thánh tử hiện thân thì cũng có được rất nhiều trưởng lão lần lượt hiện thân ở trên bầu trời. Quy mô của đội hình lần này ngược lại là cực kỳ xa hoa. Việc này càng cho thấy cao tầng của Thương Huyền Tông coi trọng lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này như thế nào. Theo thời gian dần trôi qua, mặt trời đã treo cao ở trên bầu trời. Thanh Dương trưởng môn nhìn thoáng qua sắc trời rồi khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo lên. Đông, tiếng chuông to rõ, vang vọng khắp Thương Huyền Tông. Giờ khắc này, toàn bộ Thương Huyền Tông đều xôn xao, nhốn nháo, ầm ĩ, bởi vì mọi người biết được,
Tiếng chuông này là đại biểu cho lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này chính thức được bắt đầu. Lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này đã bắt đầu tiến hành, tất cả đệ tử nghe cho rõ, hãy biểu diễn thành quả khổ tu trong một năm này của mọi người cho những người khác xem và thán phục đi. Thanh âm hùng hồn, to lớn kia của Thanh Dương trưởng môn quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Ngay sau đó, vô số tiếng hoang hô cũng vang lên, vọng khắp Thương Huyền Tông. Trịnh Thạch sư huynh, cố gắng lên, Tô Vân sư tỷ, ngươi nhất định sẽ thành công. Vào lúc này, vô số đệ tử đều hò hét trợ uy cho những người mà mình ủng hộ, thanh thế kinh người. Ở bên phía Thánh Nguyên Phong đồng dạng cũng có tình huống giống như vậy diễn ra, nhưng mà như một mạch của Thẩm Thái Uyên, cơ hồ tất cả mọi người đều hò hét, cổ vũ cho Chu Thái cùng Trương Diễn. Dù sao trong suy nghĩ của mọi người, hai người bọn họ mới được xem như là chủ lực chính thức của một mạch bọn họ, Tiểu Nguyên ca cố gắng lên. Đệ đã đặt 2 vạn Nguyên Ngọc vào cửa huynh trở thành đệ tử thủ tịch đó, đột nhiên có người khàn giọng hô, mọi người nhìn qua và thấy đó là Thẩm Vạn Kim. Có người bị món tiền này của Thẩm Vạn Kim làm cho hoảng sợ, không nhịn được nói, Thẩm Vạn Kim, ngươi điên rồi phải không? Ngươi vậy mà mua đến 2 vạn Nguyên Ngọc, còn đặt vào cửa của Chu Nguyên nữa chứ, có tiền còn không bằng mời chúng ta đi Bách Hương Lâu. Đối với một phần lớn đệ tử đai tím, 2 vạn Nguyên Ngọc cũng là một khoản tiền rất lớn. Thẩm Vạn Kim có thể lấy ra được số Nguyên Ngọc này là nhờ vào trước đó Chu Nguyên đã vì hắn mà bắt Ngô Hải bồi thường 3 vạn Nguyên Ngọc. Ai cũng không ngờ, Thẩm Vạn Kim vậy mà lại dùng Nguyên Ngọc để đi đặt cược, hơn nữa còn là cược rằng Chu Nguyên sẽ trở thành đệ tử thủ tịch. Nhưng mà trong suy nghĩ của bọn họ, đây không thể nghi ngờ là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Nhiều Nguyên Ngọc như vậy cho dù ném xuống biển cũng có thể tạo nên mấy cơn sóng lớn, nhưng mà đặt cược cho Chu Nguyên thì quả thực là sẽ không có bất kỳ tiếng vang gì. Thẩm Vạn Kim lại không có để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình giống như một kẻ đần kia, dù sao những Nguyên Ngọc này đều là do Chu Nguyên tặng cho hắn, coi như thua thì cũng không sao cả rồi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, thân là đàn em trung thành nhất của Chu Nguyên thì ở thời điểm này sao có thể không ủng hộ đại ca đâu. Chu Nguyên cũng bị thủ bút này của Thẩm Vạn Kim làm cho kinh ngạc. Sau đó, hắn không nhịn được mà lắc đầu cười rồi cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là quay về phía Thẩm Vạn Kim vẫy vẫy tay, chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi. Thẩm Thái Uyên cũng quay sang nói với 3 người Chu Nguyên, Chu Thái, Trương Diễn. Nghe ông nói vậy, 3 người đều gật đầu nhưng thần sắc trên mặt vẫn rất ngưng trọng. Hưu, sau một khắc, 3 người cơ hồ là cùng phóng lên trời, chân đạp nguyên khí, bay lên tòa thủ tịch phong ở phía trước này. Cùng lúc đó, từ chỗ một mạch của Lục Hồng, một mạch của Lữ Tùng cũng có mấy bóng người nhanh chóng lao ra ở trong tiếng hoan hô của mọi người. Tổng cộng 12 người bay lên, nhanh chóng tiếp cận thủ tịch phong. Mà sau khi bay đến gần thủ tịch phong trong một phạm vi nhất định, Chu Nguyên lập tức cảm giác được có sự áp bách phát ra từ trong thủ tịch phong này. Ở dưới sự áp bách này, nguyên khí lưu động trong thiên địa tựa như là đều trở nên chậm chạp. Hơn nữa, tựa như là càng tiếp cận đỉnh núi, cảm giác áp bách này lại càng mạnh mẽ. Nhưng mà Chu Nguyên ngược lại là cũng không có cảm giác kinh hoảng đối với chuyện này, bởi vì lúc trước Thẩm Thái Uyên đã nói qua, trong thủ tịch phong có khắc một số loại nguyên văn đặc thù, có loại làm cho nguyên khí trong thiên địa trở nên trầm trọng, nặng nề, người đứng ở trong đó sẽ có cảm giác giống như là trên người đang cõng một ngọn núi cao, càng tiếp cận đỉnh núi thì áp lực này lại càng mạnh mẽ. Ở dưới loại hoàn cảnh này, đi đường cũng cực kỳ tốn sức, còn nếu như là chiến đấu thì hiển nhiên nguyên khí cũng sẽ tiêu hao càng nhiều thêm. Đây cũng là một loại khảo nghiệm, nếu như là đệ tử không có đủ thực lực thì căn bản cũng không có tư cách đi lên tham gia tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch. Ở giữa ngọn núi khổng lồ bị sương mù lượn lờ che phủ, có từng cái bệ đá xuất hiện, chúng tựa như là những thềm đá cực lớn uốn lượn đi lên, chạy thẳng đến đỉnh núi bị sương mù che lấp. Mà khi 12 bóng người xâm nhập trong phạm vi nguyên văn áp bách, tất cả mọi người đều nhìn thấy thân hình của bọn họ mãnh liệt trầm xuống, phải vận dụng nguyên khí trong cơ thể thì mới có thể đứng vững được. Thân hình vừa ổn định thì tất cả đều bay vụt lên, hướng về từng cái bệ đá kia, sau đó mượn những bệ đá này để không ngừng leo lên phía trên. Mà ở bên trong 12 bóng người, không ngoài dự kiến của mọi người thì chính Viên Hồng là một mình một người đi đầu, theo sát phía sau là 3 người Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên, mà tiếp sau đó là mấy người Chu Nguyên. Lúc 3 người Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên tiếp cận, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng đều tập trung vào Viên Hồng ở phía trước nhất, sau đó khẽ gật đầu. Bá, tốc độ của 3 người bọn họ đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong một cái chớp mắt sau đó, bọn họ đồng thời ra tay, 3 dòng nước lũ bằng nguyên khí gào thét lao ra, đánh thẳng về phía Viên Hồng. Soạt, cử động này của 3 người Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên lập tức khiến cho vô số đệ tử ở bên ngoài thủ tịch phong xôn xao, bàn tán. Hiển nhiên là mọi người cùng không ngờ người của hai mạch lại liên thủ đối phó Viên Hồng sớm như vậy. Nguyên khí cuồng bạo gào thét lao đến từ sau lưng cũng khiến cho Viên Hồng chú ý, nhưng mà hắn cũng không kinh hoảng,
Nguyên khí gào thét lao ra tựa như một con trăng khổng lồ dài đến cả ngàn trượng xoay quanh người hắn, rầm rầm, ba dòng nước lũ bằng nguyên khí gào thét tới va chạm với con trăng lớn bằng nguyên khí kia rồi có sóng xung kích cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Ở phía sau, thấy thế, năm người tham gia khác của một mạch lục hồng đều khẽ biến sắc mặt, bọn họ tăng thêm tốc độ, ý đồ trợ giúp, nhưng mà Chu Nguyên cùng hai đệ tử khác trong một mạch của Lữ Tùng trưởng lão đã đứng chắn phía trước. Viên Hồng sư huynh, có vấn đề gì hay không? Ngô Hải lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Nguyên, sau đó cao giọng quát. Viên Hồng liếc qua tình huống ở phía sau, khoát tay áo, thản nhiên nói, ta chơi đùa cùng bọn họ một lúc. Các ngươi giải quyết hết ba người kia là được. Sau đó, nhìn qua ba bóng người đang nhanh chóng lao đến, khóe miệng của Viên Hồng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai, các ngươi đây là định liên thủ sao? Cũng coi như là có chút thông minh hơn rồi. Nhưng mà, các ngươi thực sự cho rằng liên thủ là có thể đối phó ta sao? Có gan thì hãy đuổi theo ta đi. Vừa dứt lời, Viên Hồng nhanh chóng bay vụt lên trên thủ tịch phong bị sương mù lượn lờ che phủ, hiển nhiên là ý định mở rộng chiến trường đến khu vực cao hơn một chút. Chu Thái thấy thế, quay đầu nói với ba người Chu Nguyên, Chu Nguyên sư đệ, phiền toái các ngươi cố gắng giữ chân mấy người kia thêm một lúc, chờ chúng ta giải quyết Viên Hồng thì sẽ tới giúp các ngươi. Chu Thái vừa dứt lời, ba người bọn họ đã phóng lên trời, nhanh chóng đuổi theo Viên Hồng. Lúc này đây, trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này, bọn họ ý định trước hết tập trung sức mạnh để giải quyết tai họa ngầm lớn nhất là Viên Hồng, bằng không thì lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này, hai mạch bọn họ đều không có cơ hội. Bốn bóng người nhanh chóng lao lên cao, xuyên qua sương mù, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên nhìn qua của bóng dáng của bốn người bọn họ, thần sắc ngược lại là không có chấn động, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai đệ tử trong một mạch của Lữ Tùng trưởng lão, hai người này có một nam một nữ. Nam tử tên là Hàn Nham, thân hình cường tráng, trông có chút chất phác, nữ tử tên là Hàn Ngọc, xinh xắn lanh lợi, gương mặt cũng coi như là xinh đẹp, hơn nữa hai người còn là anh em ruột. Nhìn thấy ánh mắt của Chu Nguyên, Hàn Nham kia nở một nụ cười chân chất đối với hắn mà Hàn Ngọc kia thì là khẽ biểu môi. Nàng cùng Lữ Yên có quan hệ vô cùng tốt, thậm chí có thể xem như là bạn thân ngủ chung phòng, cho nên tự nhiên cũng bị Lữ Yên ảnh hưởng mà cảm thấy Chu Nguyên chỉ là người cản trở mà thôi. Chu Nguyên huynh đệ, chúng ta chỉ có thể hết sức giữ chân mấy người kia thêm một lúc thôi. Hàn Nham nói, bên này bọn họ có 3 người nhưng phía đối diện lại có tới 5 người, trên phương diện số lượng, đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một khi động thủ, bọn họ tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Chúng ta ở tại chỗ này đã là có ý định liều mạng cùng bọn họ, không nên có suy nghĩ rằng có thể yên ổn mà bị loại được, chỉ cần có thể ngăn chặn bọn họ, giúp cho mấy người Lữ Yên sư tỷ có thêm một chút thời gian coi như là thành công. Hàn Ngọc kia nhìn lướt qua Chu Nguyên, nói, hiển nhiên là hai người Hàn Ngọc, Hàn Nham đã có ý định đập nồi dìm thuyền rồi, ta sẽ hết sức nỗ lực. Chu Nguyên cười nhạt nói, nghe được câu trả lời biểu hiện quyết tâm không phải là rất kiên định của Chu Nguyên, Hàn Ngọc kia hiển nhiên là có chút bất mãn, nhưng chung quy không có nói thêm cái gì, dù sao vốn dĩ là nàng cũng không trông cậy vào Chu Nguyên giúp ích được bao nhiêu. Nguyên khí quanh người Hàn Nham cùng Hàn Ngọc bốc lên, bọn họ ngưng trọng mà kiên kỵ nhìn chằm chằm vào năm người ở cách đó không xa, mà lúc này năm đệ tử trong một mạch của Lục Hồng kia thì nhìn qua ba người bọn họ với ánh mắt trêu tức. Ngô Hải nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, cười nói với giọng mỉa mai, nguyên lai đây chính là kế hoạch của các ngươi hay sao? Cử mấy kẻ yếu ngăn cản chúng ta, sau đó tập trung lực lượng đối phó Viên Hồng sư huynh ư? Không thể không nói, kế hoạch này của các ngươi thật đúng là có chút ít ý nghĩ hảo huyền. Năm người đều cười ra tiếng, xem dáng vẻ kia, tựa như là cũng không hề lo lắng cho Viên Hồng. Cười được một lúc, ánh mắt của Ngô Hải lập tức tập trung vào Chu Nguyên, rồi hắn nói với bốn người khác, các huynh đệ, Chu Nguyên kia cứ giao cho ta, ta muốn rửa sạch sỉ nhục lúc trước mà hắn ban cho. Ngô Hải thủy chung vẫn cho rằng lúc trước mình bị Chu Nguyên dùng một quyền để đánh bại, hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn chủ quan, khinh thường nên mới trở tay không kịp mà thôi. Nếu như tái chiến, Chu Nguyên muốn chiến thắng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Nghe Ngô Hải nói vậy, bốn người khác cũng hiểu rằng Ngô Hải muốn rửa sạch sỉ nhục lúc trước vì thua trận trước Chu Nguyên, cho nên tự nhiên không có ai phản đối. Đi, Hàn Nham cùng Hàn Ngọc thấy thế, bóng người khẽ động, liền nhanh chóng chạy ra hai hướng khác nhau. Chu Nguyên huynh đệ, chính ngươi cẩn thận nhiều. Mà bốn đệ tử trong một mạch của Lục Hồng kia thấy thế, thì là cười cười, sau đó nhanh chóng đi theo, biểu lộ trêu tức trên mặt không khác gì con mèo đang đùa giỡn con chuột. Sau khi bọn họ đi xa, trên bệ đá này chỉ còn có Chu Nguyên cùng Ngô Hải kia, lại một lần nữa đối lập. Ngô Hải nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên với ánh mắt âm trầm. Sau đó hắn nghe răng cười nói, Chu Nguyên, ngươi cũng đã biết, lúc này đây, ta sẽ xử lý như thế nào ngươi hay không? Chung quanh bảy ngọn thủ tịch phong cực kỳ tấp nập, tiếng bàn luận xôn xao, nhốn nháo,
ầm ĩ vang vọng khắp nơi. Mà lúc này, trên bảy tòa thủ tịch phong, tất cả những người tham gia đều đã bắt đầu chiến đấu. Ngay sau đó, mọi người đều cảm nhận được là có thêm nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra đến, hiển nhiên là từ vừa mới bắt đầu, tranh đấu đã trực tiếp trở nên gay cấn. So sánh với 6 ngọn thủ tịch phong khác, Thánh Nguyên Phong bên này có số người tham dự hiển nhiên là ít nhất, dù sao Thánh Nguyên Phong cũng chỉ có 3 mạch mà thôi, còn những phong khác ít nhất đều có hơn 10 mạch. Tuy nói nhân số ít nhất nhưng Thánh Nguyên Phong lại được mọi người chú ý hơn cả mấy phong khác, dù sao lần thi đấu tranh giành vị trí đệ tử thủ tịch này của Thánh Nguyên Phong có quan hệ thật lớn, thậm chí cả 6 vị cự đầu đều thỉnh thoảng chú ý nhìn qua bên này, mà bởi vì chuyện đánh cuộc cùng Sở Thanh cho nên Khổng Thánh kia cũng chú ý nhìn qua. Mà khi nhìn thấy hai mạch của Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng vậy mà ý định liên thủ, hắn ngược lại là khẽ cười, người trong hai mạch này cũng coi như là có chút đầu óc. Khổng Thánh thản nhiên nói, một mạch của Lục Hồng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như hai mạch này còn tách ra, tự mình tác chiến thì chỉ có một kết cục, đó chính là bị một mạch của Lục Hồng dễ dàng đánh bại. Mà bây giờ, bởi vì liên thủ cho nên ngược lại là đã có thể chống cự thêm một lúc, nhưng mà, cũng chỉ là thêm một lúc mà thôi. Đối mặt với sự liên thủ của hai mạch, trên mặt của Khổng Thánh cũng không có biểu hiện lo lắng, tuy nói hai mạch liên thủ giúp cho phương diện nhân số của hai bên bị san bằng, nhưng đáng tiếc chính là chất lượng vẫn có sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Khổng Thánh đã tập trung vào một bệ đá, ở chỗ đó có hai người đang đứng giằng co, đúng là Ngô Hải cùng Chu Nguyên. Lúc trước, hắn có nghe nói Ngô Hải do trở tay không kịp nên mới bị Chu Nguyên dùng một quyền để đánh bại, nhưng mà hẳn là nguyên nhân do chủ quan, lúc này đây, chắc hẳn Chu Nguyên cũng không dễ dàng chiến thắng như vậy rồi, mà chỉ cần Ngô Hải ngăn chặn Chu Nguyên, bốn người khác có lẽ rất nhanh là có thể đánh bại hai anh em họ Hàng kia, đến lúc đó cục diện sẽ triệt để xác định rồi. Về phần Viên Hồng kia, Khổng Thánh khẽ cười, nếu như mấy người Chu Thái cho rằng nhiều người là có thể đối phó với Viên Hồng vậy thì chỉ có thể nói là có chút ngây thơ rồi, dù sao bất kể như thế nào, hai mạch khác của Thánh Nguyên Phong này đều không có chút cơ hội nào. Vị trí đệ tử thủ tịch tất nhiên là sẽ rơi vào trong tay một mạch của Lục Hồng. Ở dưới sự chú ý của vô số người, trên bệ đá có sương mù lượn lờ, Chu Nguyên nhìn qua Ngô Hải đang nhe răng cười ở trước mắt, thần sắc trên mặt ngược lại là không có nhiều gợn sóng, hắn chỉ là chậm rãi nắm năm ngón tay lại và cười nói, xem ra một quyền lúc trước của ta còn không có khiến cho ngươi nhớ lâu được. Nghe Chu Nguyên nhắc đến việc này, sắc mặt của Ngô Hải cũng trầm xuống. Một tháng trước, bởi vì chủ quan, khinh thường mà hắn ứng phó không kịp cho nên mới bị Chu Nguyên dùng một quyền đánh bại. Chuyện này thế nhưng mà làm cho hắn cực kỳ mất mặt, nếu như không phải là lo lắng Lâm Trận thay người có tổn hại sĩ khí, chỉ sợ Lục Hồng đã cho người thay thế hắn xuất trận rồi. Chuyện này càng làm cho hận ý của Ngô Hải đối với Chu Nguyên dâng cao, cho nên, lúc này đây, khi gặp lại, hắn đã hạ quyết tâm muốn rửa sạch sỉ nhục. Lát nữa, khi ngươi quỳ ở trước mặt ta thì ta nghĩ có lẽ người cũng không dám lại nói như vậy rồi. Ngô Hải không có nói nhảm thêm nữa. Từ trong cơ thể của hắn, nguyên khí hùng hồn giống như bão táp phóng xuất ra, nguyên khí tựa như là một dòng nước lũ vờn quanh người hắn, có lực áp bách kinh người phát ra. Ở dưới loại áp bách này, phiến đá dưới chân đều xuất hiện vết rạn nứt. Nguyên khí bắt đầu tuôn ra, bàn tay của Ngô Hải nắm chặt lại, chỉ thấy được một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh kiếm khổng lồ này vừa xuất hiện, nguyên khí trong thiên địa lập tức gào thét lao đến. Nguyên khí chấn động quanh người Ngô Hải liên tiếp kéo lên. Đó là một thanh chuẩn thiên nguyên binh, hiển nhiên là lúc trước, sau khi phải chịu thiệt thòi, Ngô Hải cũng không dám có chút khinh thường Chu Nguyên, cho nên đầu tiên hắn lấy chuẩn thiên nguyên binh mà Lục Hồng ban cho hắn ra, làm cho bản thân tùy thời đều ở vào trạng thái chiến lực đỉnh phong, cảm thụ được nguyên khí bành trướng trong cơ thể, lòng tin của Ngô Hải cũng càng thêm mạnh mẽ, ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Chu Nguyên cũng càng ngày càng lạnh. Chu Nguyên, trước đó, ngươi thừa dịp ta chủ quan, khinh thường nên mới có thể dùng một quyền để đánh bại ta, nhưng lúc này đây, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử loại tư vị này một chút. Vừa dứt lời, Ngô Hải chậm rãi bay lên. Bên trên thanh kiếm khổng lồ màu đỏ thẫm ở trong tay hắn, ánh sáng màu đỏ dần dần đậm hơn. Thanh kiếm này điên cuồng hấp thu nguyên khí trong thiên địa, ở bên trên lưỡi kiếm như có uy năng đáng sợ đang ấp ủ. Từ trong cơ thể của hắn, nguyên khí chấn động kinh người bắt đầu bộc phát ra. Nguyên khí quanh người Ngô Hải tựa như là tạo thành vòng xoáy, thanh thế cực kỳ kinh người. Mà cảnh tượng này tự nhiên cũng đã rơi vào trong ánh mắt của không ít người đang chú ý đến bên này, khiến cho có một vài tiếng kinh hô vang lên, mặc cho ai đều nhìn ra được, Ngô Hải vừa ra tay là đã sử dụng đòn tấn công mạnh nhất, hiển nhiên là hắn cũng có ý định gậy ông đập lưng ông. Lúc trước, Chu Nguyên dùng một quyền để đánh bại hắn, như vậy lúc này đây, hắn cũng muốn dùng một chiêu để trực tiếp giải quyết Chu Nguyên. Thiên Nguyên thuật xếp hàng hạ phẩm, Quan Trảm thuật, ở dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, tiếng hét to như sấm rền đột nhiên vang vọng.
nguyên khí trong thiên địa đều hội tụ ở bên trên thanh kiếm khổng lồ màu đỏ thẫm này, kiếm quang sáng chói mà vô cùng lăng lệ, ác liệt ngưng tụ ở trên thân kiếm kia, một kiếm kia tựa như là có đủ uy lực để chặt đứt núi cao. Ánh mắt của Ngô Hải trở nên dữ tợn, thanh kiếm khổng lồ ở trong tay đột nhiên chém xuống. Ông, vào lúc này, một đạo kiếm quang to hơn 800 trượng đột nhiên hiển hiện từ trong thiên địa. Sau đó theo động tác chém xuống của Ngô Hải, kiếm quang mang theo thanh thế kinh người, chém thẳng về phía Chu Nguyên. Soạt, bên ngoài thủ tịch phong, vô số đệ tử đều xôn xao lên tiếng, sắc mặt chấn động. Ai cũng không ngờ Ngô Hải này vừa ra tay đã lập tức sử dụng sát chiêu. Hắn không chỉ có lấy ra chuẩn thiên nguyên binh, hơn nữa ngay cả thiên nguyên thuật đều thi triển. Đòn tấn công mạnh mẽ như thế, coi như là đối thủ ngang cấp cũng không dám chống đỡ trực diện. Đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Biên thấy thế đều cảm thấy lo lắng, mà ngay cả Thẩm Thái Biên cũng thế, khuôn mặt già nua đều trở nên căng cứng, hiển nhiên là ông cũng cảm thấy lo lắng cho Chu Nguyên. Ngô Hải này ôm hận mà đến, căn bản cũng không có ý định ra tay thăm dò, mà ở một mạch của Lục Hồng bên kia, Lục Hồng tắc thì khẽ gật đầu, Ngô Hải này cũng coi như là không có ngu xuẩn, Chu Nguyên kia đã tu luyện được thuật luyện thể cao minh, nếu như lựa chọn dây dưa cùng hắn thì chắc chắn sẽ thất bại, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu, đánh cho hắn tàn phế rồi nói sau. Cho dù là ở trong Kiếm Lai Phong Quan Trảm thuật này cũng coi như là một môn thiên nguyên thuật có danh khí không nhỏ, uy lực kinh người, hơn nữa Ngô Hải còn có xích linh kiếm tăng cường, Chu Nguyên kia tất nhiên không có năng lực chống lại. Lục Hồng thản nhiên nói, nghe ông ta nói vậy, những đệ tử khác cũng lúc nhau nhau gật đầu, như thế xem ra, Chu Nguyên này chỉ sợ là người đầu tiên bị loại rồi. Ông, kiếm quang thật lớn gào thét lao xuống, mặc dù còn chưa đến nơi nhưng áp lực đã khiến cho bệ đá rạn nứt thêm, đất đá bắt đầu văng tung tóe. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, nhìn qua đạo kiếm quang đang chém xuống kia rồi hắn nhắm hai mắt lại, Ngô Hải này đích thật là đã thông minh hơn một ít, bàn tay của hắn nắm chặt, thiên nguyên bút hiện ra, biến thành hình thái võ, nguyên khí trong thiên địa cũng gào thét lao đến, dũng mãnh tràn vào trong thiên nguyên bút, nguyên khí chấn động quanh người Chu Nguyên cũng đang nhanh chóng kéo lên, phá nguyên, thần sắc trên mặt hắn không có gợn sóng, tóc ngược lại là bị gió mạnh do kiếm quang đang chém xuống kia mang đến làm cho chấn động tung bay, miệng khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ. Lông tơ trắng như tuyết ở trên ngòi bút của thiên nguyên bút theo thời gian dần trôi qua hóa thành màu tối, tựa như là một nụ hoa sen, trông cực kỳ thần bí, tiểu huyền thánh thể, ngọc bì. Ở trên làn da khắp toàn thân Chu Nguyên bắt đầu có ánh sáng như ngọc lưu chuyển, ở trong con mắt của hắn, đạo kiếm quang thật lớn kia nhanh chóng biến lớn. Mặc dù, kiếm quang còn chưa chém đến nhưng kiếm ý sắc bén kia đã làm cho bệ đá dưới chân Chu Nguyên rạn nứt, đất đá văng tung tóe lên trời trong chốc lát đã bị kiếm ý chém nát. Vạn kình văng. Hai bàn tay của Chu Nguyên nắm chặt thiên nguyên bút, sau nháy mắt, từ cổ họng của hắn cũng có một tiếng quát khẽ đột nhiên truyền ra, thiên nguyên bút trong tay đột nhiên chém ra, ngòi bút màu tối đánh thẳng vào đạo kiếm quang cực lớn đang rơi xuống kia, mà ở chung quanh thiên nguyên bút, có hư ảnh của một con cá voi khổng lồ như ẩn như hiện, tiếng cá voi kêu vang lên, kiếm quang thật lớn rơi xuống, mà ở dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, ngòi bút màu tối cũng trùng trùng điệp điệp đánh vào mũi kiếm cực lớn kia, quỳnh. Sóng xung kích cực lớn khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Vào lúc này, sương mù chung quanh bệ đá cũng bị triệt để thanh trừ, bụi mù trên bệ đá bốc lên, một vết nứt rộng lan tràn ra. Vào lúc này, toàn bộ bệ đá tựa như là suýt bị cắt đôi, có thể thấy lực phá hoại từ đòn đánh của hai người là khủng bố đến mức nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều đệ tử đều không nhịn được mà tặc lưỡi, một kiếm này của Ngô Hải có thể nói là hung hãn đến cực hạn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Chu Nguyên kia không chỉ có không né còn dám cứng rắn chống đỡ, thật sự chẳng khác nào là đang tìm chết cả. Trên mặt Lục Hồng xuất hiện một nụ cười mỉa mai, bởi vì người đầu tiên bị loại rốt cục đã xuất hiện hơn nữa còn là kẻ mà ông rất ghét nữa. Vô số người đều nhìn chằm chằm vào chỗ bệ đá suýt bị chẻ đôi, đang bị bụi mù che phủ kia mà tiếc nuối lắc đầu, hiển nhiên là bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với Lục Hồng. Ngô Hải cũng lơ lửng trên không trung, từ trên cao nhìn bao quát xuống. Trên mặt có một nụ cười lạnh hiển hiện, theo thời gian dần trôi qua, bụi mù trên bệ đá cũng tán đi. Ngay sau đó, cảnh tượng trên bệ đá cũng trở nên rõ ràng. Một bóng người cầm trong tay một cái bút khổng lồ màu đen, lẳng lặng đứng ở giữa bệ đá, bên ngoài thân thể của hắn có ánh sáng như ngọc lưu chuyển, nguyên khí màu vàng bọc ở quanh người hắn, khí thế kinh người. Soạt, nhìn qua bóng người gần như lông tóc không tổn hao gì kia, tất cả mọi người ở bên ngoài thủ tịch phong lập tức xôn xao. Rất nhiều đệ tử đều có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có người cẩn thận còn phát hiện ra rằng bước chân của Chu Nguyên cơ hồ cũng không có chút di động. Nói cách khác, lúc trước, Chu Nguyên không chỉ có cứng rắn chống đỡ một đòn mạnh nhất của Ngô Hải, hơn nữa còn cực kỳ nhẹ nhõm. Thấy thế, nụ cười mỉa mai trên mặt của Lục Hồng cũng cứng lại. Giữa không trung,
thần sắc vui sướng trên mặt Ngô Hải cũng hơi cứng nhắc. Làm sao có thể? Trên bệ đá, bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút của Chu Nguyên khẽ buông lỏng, thần sắc của hắn không có gì thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Ngô Hải, lông mày khẽ nhíu lại, nói với giọng nghi hoặc, đây chính là một đòn mạnh nhất của ngươi hay sao? Sau đó, Chu Nguyên lắc đầu, ngữ khí đạm mạc, kết cục đi thôi. Đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Soạt, việc Chu Nguyên lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người cũng không ngoài dự kiến, khiến cho vô số đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt hiện rõ câu nói kết quả này ngoài dự liệu của bọn họ. Ai có thể nghĩ đến, một đòn lăng lệ, ác liệt một hội tụ toàn lực của Ngô Hải kia cũng không thể đánh bại được Chu Nguyên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, tựa như là căn bản cũng không có tạo thành chút uy hiếp nào đối với người sao. Tại sao có thể như vậy? Vô số người lẩm bẩm. Sau khi kinh ngạc được một lúc, đệ tử trong một mạch của Thẩm Thái Uyên rốt cục tỉnh táo lại, sau đó liền có tiếng hoan hô, ủng hộ vang lên. Rất nhiều người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chỉ ngay vài phút trước, bọn họ còn tưởng rằng Chu Nguyên sẽ trở thành người đầu tiên bị loại, nhưng không ngờ kết cục lại khác biệt với suy nghĩ của bọn họ như vậy. Khuôn mặt căng cứng của Thẩm Thái Uyên cũng chậm rãi thả lỏng. Nhìn qua Chu Nguyên không chút sức mẻ đang đứng ở trên bệ đá, trong mắt ông có sự vui mừng nồng đậm hiện ra. Mà so sánh với tiếng ủng hộ ồn ào bên phía một mạch của Thẩm Thái Uyên, không khí của một mạch của Lục Hồng lại trầm hơn rất nhiều. Tất cả các đệ tử liếc nhìn nhau, có chút không dám tin rằng cảnh tượng trước mắt này là thật. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, nghiêm nghị của Lục Hồng càng trở nên âm trầm, ý lạnh trong ánh mắt khi nhìn về phía Chu Nguyên càng thêm nồng đậm. Trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Thanh cũng vỗ tay một cái, cười nói, Chu Nguyên này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Khổng Thánh cau mày, sau khi thoáng trầm mặc một lúc, hắn thản nhiên nói, bây giờ, ngươi nói lời này còn hơi sớm đó. Sở Thanh cười tủm tỉm và từ chối cho ý kiến. Mà lúc này, ở một chỗ rất cao phía trên mấy người Sở Thanh là 6 đài sen bằng nguyên khí. Bên trên mỗi đài sen có một bóng người ngồi xếp bằng, tản ra uy năng làm cho thiên địa đều rung nhẹ nhẹ. Ánh mắt của bọn họ lưu chuyển, mọi chỗ chiến đấu bị bọn họ thu vào trong tầm mắt, đồng dạng, bọn họ cũng nhìn thấy rõ tình huống bên phía Chu Nguyên. Ồ, người đầu tiên lên tiếng lại là cố phong chủ của Hồng Nhai Phong, thân hình của ông cường tráng giống như tháp sắt, máu thịt toàn thân giống như là đang hô hấp vậy, mỗi khi ông hít thở thì đều giống như là có thêm tiếng sấm rền trầm thấp truyền ra từ trong người. Nếu như không phải là ông tận lực áp chế thì e rằng không gian chung quanh đã bị thanh âm này làm cho sụp đổ xuống rồi. Đó là dị tượng do thân thể cường hãn đã đến trình độ cực kỳ đáng sợ mới có thể dẫn phát. Mà tại Thương Huyền Tông, Hồng Nhai Phong chính là nơi cho những thiên tài chuyên tu thuật luyện thể, bàn về độ mạnh mẽ của thân thể, vị cố phong chủ này có thể nói là đứng đầu trong Thương Huyền Tông. Lúc này, trong hai mắt của ông có hào quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào ánh sáng như ngọc lưu chuyển bên ngoài thân thể của Chu Nguyên, ông kinh ngạc lên tiếng. Đây là Huyền Ngọc Bì, không đúng. Chỉ có huyền thánh thể mới có thể tu luyện ra được Huyền Ngọc Bì, nhưng mà vì sao thân thể của Chu Nguyên lại có chấn động tương tự? Thanh âm kinh ngạc của Cố Phong chủ cũng truyền vào trong tai của năm người khác. Nghe Cố Phong chủ nói vậy, mấy người Thanh Dương trưởng môn cũng có chút ít kinh dị. Huyền thánh thể là nguyên thuật mà chỉ Hồng Nhai Phong mới có, chính là một trong Thương Huyền Bảy Thuật. Chu Nguyên này rõ ràng là đệ tử đai tím của Thánh Nguyên Phong, hiển nhiên là không có khả năng tiếp xúc được. Gọi hắn lại đây hỏi là biết, Linh Quân Phong chủ của Kiếm Lai Phong thản nhiên nói, Thanh Dương trưởng môn lắc đầu, nói, lúc này, Chu Nguyên đang tỉ thí, chúng ta không cần làm hắn phân tâm, tuy rằng nhục thể của hắn có ánh sáng như ngọc lưu chuyển nhưng ta thấy đó lại không phải là Huyền Ngọc Bì chân chính, nếu như ta đoán không sai thì có lẽ Chu Nguyên này cũng tu luyện một môn nguyên thuật luyện thể được sáng tạo ra dựa vào huyền thánh thể, Cố Phong chủ kinh hãi và nghi hoặc lên tiếng, nguyên thuật luyện thể được sáng tạo ra dựa vào huyền thánh thể sao? Làm sao có thể, ngay cả Hồng Nhai Phong chúng ta đều không có loại nguyên thuật, một đệ tử đai tím như hắn làm sao có thể học được, muốn dựa vào huyền thánh thể để sáng tạo ra một môn nguyên thuật, hiển nhiên là chuyện mà không phải một người đệ tử có thể làm được, Thanh Dương trưởng môn cười cười, nói, Chu Nguyên đương nhiên là không làm được. Ở trong Thương Huyền Tông, có thể tiếp xúc đến Thương Huyền Bảy Thuật, hơn nữa còn có thể cải biến, e rằng cũng chỉ có Huyền Lão đang ẩn cư ở Thánh Nguyên Phong rồi, Huyền Lão, lúc này, Cố Phong chủ mới chợt hiểu, nếu như là vị này ra tay vậy thì cũng có thể giải thích mọi chuyện. Nghe được suy đoán của Thanh Dương trưởng môn, Linh Quân Phong chủ nhíu mày, nói, hành vi này Huyền Lão hình như là không hợp quy củ lắm. Liên Y Phong chủ của Tuyết Liên Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là lo lắng Chu Nguyên này trở thành một cái dị số, làm cho kế hoạch nhúng chàm Thánh Nguyên Phong của ngươi thất bại sao? Linh Quân Phong chủ thần sắc bất động, chuyện Liên Y Phong chủ đối nghịch với mình, ông đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Lúc này, ông nhìn về phía Lôi Quân Phong chủ của Lôi Ngục Phong và nói, Lôi Quân Phong chủ,
ngài là người trưởng quản quy tắc, hình phạt trong tông cho nên hẳn phải rõ ràng nhất, Huyền lão làm như vậy thỏa đáng hay không? Lôi Quân Phong chủ như cũ là thân mặc áo bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc, làm cho người ta sợ hãi. Nghe được câu hỏi của Linh Quân Phong chủ, ông suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác không hợp quy củ lắm, nhưng mà lão già chết tiệt kia ngoan cố giống như hòn đá trong hầm cầu, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy thì đi nói với hắn đi, quy tắc của ta chỉ sợ không có nhiều tác dụng đối với hắn. Nghe Lôi Quân Phong chủ nói vậy, Linh Quân Phong chủ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ở trong Thương Huyền Tông, bàn về tư lịch thì Huyền lão cùng Lôi Quân Phong chủ là cao nhất, ngay cả người sau đều hết cách đối với Huyền lão rồi, vậy hắn có đến nói trực tiếp cũng không có tác dụng gì, chỉ sợ Huyền lão cũng sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Thanh Dương trưởng môn cười cười, ôn hòa mà nói, Huyền lão có hứng thú chỉ điểm Chu Nguyên thì cũng coi như là cơ duyên của hắn, chúng ta cũng không cần xoắn xuýt vào điểm này. Thanh Dương trưởng môn đã nói như vậy, các phong chủ khác cũng không nhiều lời nữa. Cố phong chủ ngược lại là có chút hăng hái nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên trên bệ đá, nói, lần trước, lúc trông thấy tiểu tử này, hắn có lẽ còn không có tu luyện môn nguyên thuật này, không ngờ nhanh như vậy đã có thể tu thành ngọc bì. Xem ra thiên phú của hắn trên phương diện luyện thể cũng cực cao, nếu như hắn chịu gia nhập Hồng Nhai Phong chúng ta, sợ rằng không đến mấy năm nữa, hắn sẽ lại là một Thương Xuân Thu khác. Hiển nhiên là cố phong chủ đã sinh lòng yêu tài, mà Thương Xuân Thu thì là đệ tử của Hồng Nhai Phong bọn họ, là người đứng thứ tư trong 10 đại thánh tử. Nghe cố phong chủ nói vậy, Bạch Mi lão nhân của Linh Văn Phong thì lại biểu môi, nói, luyện được một thân cơ bắp như các ngươi thì có tác dụng gì cơ chứ, thiên phú trên phương diện nguyên văn của tiểu tử này cũng không tệ, hiển nhiên là nếu gia nhập Linh Văn Phong chúng ta sẽ có tiền đồ càng lớn hơn. Hơn nữa, một khi Chu Nguyên đến Linh Văn Phong thì Chu Tiểu Yêu tất nhiên cũng tới. Lý do này, Bạch Mỹ lão nhân chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi, ngươi biết cái đếp gì? Cố phong chủ trừng mắt, đứng dậy, lập tức trong thiên địa có một tiếng sấm rền vang vọng, lông mi của Bạch Mi lão nhân nhẹ nhàng bay lên, trông giống như là muốn chiến một trận với cố phong chủ, nhưng Thanh Dương trưởng môn lại quát lên, cả hai người các ngươi đừng hồ đồ nữa. Vì vậy hai người kêu rên một tiếng rồi cùng hừ lạnh và quay đầu. Một vết rách dữ tợn hiện ra ở trên bệ đá, cơ hồ là đã phân bệ đá ra thành hai. Bên ngoài thân thể của Chu Nguyên, ánh sáng như ngọc hiển hiện, làm cho lúc này hắn trông càng thêm anh tuấn. Hắn cầm Thiên Nguyên bút trong tay, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn qua Ngô Hải vẫn đang khiếp sợ ở giữa không trung. Đòn tấn công lúc trước của đối phương hoàn toàn chính xác là rất lợi hại, nhưng đáng tiếc chính là khi hắn cầm Thiên Nguyên bút trong tay, lại vận chuyển phá nguyên, đòn tấn công bằng nguyên khí của đối phương căn bản không có cách nào tạo thành tổn thương đối với hắn, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đỡ được? Rốt cục Ngô Hải cũng phục hồi tinh thần lại, hắn tức giận quát to, nhưng mà Chu Nguyên không trả lời câu hỏi này của hắn mà chỉ lắc đầu, nói, xem ra ngươi không có ý định chịu thua rồi. Nghe Chu Nguyên nói vậy, sắc mặt của Ngô Hải trầm xuống, hắn tức giận cười nói, Chu Nguyên, ngươi đừng quá đắc ý, cho dù cái xác rùa đen này của ngươi có cứng rắn đi nữa thì nhiệm vụ của ta cũng chỉ ngăn chặn ngươi, đợi đến khi người của chúng ta giải quyết hai người kia, bọn họ sẽ quay lại trợ giúp ta. Đến lúc đó ta ngược lại là muốn nhìn, đối mặt với sự vây công của năm người chúng ta, cái xác rùa đen này của ngươi còn có thể đỡ nổi hay không? Trải qua hiện thực tàn khốc, Ngô Hải rốt cục chỉ có thể tiếp nhận sự thật rằng mình không thể chiến thắng Chu Nguyên, nhưng mà hắn chung quy là không có mất đi lý trí. Nếu như không có cách nào đối phó Chu Nguyên vậy thì chỉ cần cố gắng ngăn cản là được rồi. Dù sao cục diện bây giờ vẫn là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một mình Chu Nguyên căn bản là không cải biến được cái gì cả. Chu Nguyên thấy thế, cũng không có nói thêm nữa. Chỉ là chân phải của hắn chậm rãi vươn ra, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như báo săn sắp chụp mồi, tràn đầy tính công kích. Hiển nhiên là Chu Nguyên muốn ra tay. Ngô Hải thấy thế, ánh mắt lập tức co vào, hắn cũng không dám lại lãnh đạm. Lập tức nắm chặt thanh kiếm khổng lồ, nguyên khí quanh thân bắt đầu tuôn ra. Hiện tại, Ngô Hải đã không có ý định đánh bại Chu Nguyên để rửa sạch sỉ nhục, hắn chỉ cần ngăn cản Chu Nguyên, sau đó tự nhiên có cơ hội thu thập người sau. Phanh, mặt đất dưới chân Chu Nguyên bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, trên thân thể của hắn, ánh sáng như ngọc lập lòe, một sức mạnh đáng sợ trong người bộc phát ra đến, tựa như nước lũ chảy xuôi khắp toàn bộ cơ thể. Trong cơ thể của hắn, giống như là có một con rồng đang phẫn nộ gào thét. Bá, sau nháy mắt, nguyên khí hùng hồn cũng bộc phát từ trong người Chu Nguyên, hắn nhanh chóng lao ra, hóa thành vô số tàn ảnh, mặt đất dưới chân không ngừng nổ tung. Tốc độ của Chu Nguyên nhanh đến mức không có cách nào để hình dung, tựa như một tia sáng vút qua, chỉ trong một cái hô hấp, hắn đã xuất hiện ở trong phạm vi cách Ngô Hải khoảng hơn trăm trượng. Thiên đôi cánh bằng kiếm khí, con ngươi của Ngô Hải co rụt lại, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu tuôn ra, tạo thành một đôi cánh bằng kiếm khí khổng lồ ở sau lưng hắn,
đôi cánh bằng kiếm khí này mở rộng, rồi nhanh chóng cục vào tựa như tấm chắn bảo hộ cho hắn ở bên trong. Đây là môn nguyên thuật có năng lực phòng ngự mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Lúc trước, hắn bị Chu Nguyên đánh bất ngờ nên trở tay không kịp, thủ đoạn như vậy cũng không kịp thi triển, mà hôm nay đã có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không để chuyện lúc trước tái diễn nữa. Hừ, ta ngược lại là muốn xem, ngươi có thể đánh vỡ phòng ngự của ta hay không? Ngô Hải cười lạnh. Lúc này đây, hắn tin tưởng 10 phần. Bá, ở dưới cái nhìn soi mói của vô số người, Chu Nguyên tựa như là tia chớp, trực tiếp xuất hiện ở phía trước đôi cánh bằng kiếm khí khổng lồ này, sau đó, nắm chặt 5 ngón tay, đánh ra một quyền. Phía trên quả đấm của hắn có ánh sáng như ngọc hiển hiện, nhìn qua giống như là nắm đấm làm từ ngọc thạch, thông thiên huyền giao khí, thiên mãn lân. Nhưng mà, lúc đánh ra một quyền, Chu Nguyên lại quát khẽ ở trong nội tâm, suy suy, chỉ thấy được bên ngoài cơ thể có một lớp vảy hiện ra, che kín nắm đấm, vì vậy, thanh thế của một quyền này lại một lần nữa được kéo lên, đúng là mạnh mẽ đến một loại trình độ trước nay Chu Nguyên chưa từng có. Đây là sự phối hợp hoàn mỹ giữa tiểu huyền thánh thể cùng thông thiên huyền giao khí mà Chu Nguyên tu hành. Quỳnh, sắc mặt của Chu Nguyên cực kỳ bình tĩnh nhưng trong đôi mắt lại có thêm một tia sáng lóe lên. Một quyền hội tụ sức mạnh cường hãn đánh đổ hư không, cuối cùng ở bên trong cái nhìn chăm chú của mọi người, nó đã va chạm cùng đôi cánh bằng kiếm khí kia. Phanh, sau khi va chạm, một tiếng nổ kinh thiên lập tức vang vọng. Sóng xung kích như gió bão rung động khuếch tán ra bốn phía xung quanh, bệ đá phía dưới cuối cùng thì không có cách nào thừa nhận và triệt để nứt toát ra, nhưng mà vô số ánh mắt đều tập trung vào chỗ mà quyền cùng cánh va chạm. Ngay sau đó, những ánh mắt kia đều co rụt lại, răng rắc, bởi vì bọn họ nhìn thấy, dưới nắm tay kia, đôi cánh bằng kiếm khí có vết rạn hiển hiện, cuối cùng vết rạn dùng một loại tốc độ kinh người lan tràn ra, lập tức tràn ngập đôi cánh bằng kiếm khí. Ở bên trong, Ngô Hải kinh hãi gần chết. Quỳnh, quyền phong vô cùng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía xung quanh mà đôi cánh bằng kiếm khí kia cuối cùng cũng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng. Quyền phong đáng sợ xỏ xuyên qua hư không, đánh lên trên người Ngô Hải đang kinh hãi gần chết kia. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng. Ngô Hải trực tiếp là bị một quyền của Chu Nguyên đánh bay ra khỏi thủ tịch phong, đâm vào một ngọn núi ở xa xa, cả người đều khảm vào bên trong vách núi. Xa xa núi đá sụp đổ, mà bên ngoài thủ tịch phong lại hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngô Hải này lại bị Chu Nguyên dùng một quyền đánh bay đi. Bên trên một ngọn núi, đá lớn không ngừng lăn xuống, trên vách núi đá có một người bị khảm nạm vào thật sâu. Theo thời gian trôi qua, đá lớn lăn xuống cũng dần che lấp người này. Mà vào lúc này, toàn bộ thiên địa đều trở nên an tĩnh lại. Nhìn qua cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ hồi lâu mà không phục hồi tinh thần lại được. Ai có thể nghĩ đến, lúc này đây, dưới tình huống chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, Ngô Hải cuối cùng vẫn là bị Chu Nguyên dùng một quyền để đánh bay. Nếu như nói trước đó, trong lần đầu tiên, Ngô Hải còn có thể dùng lý do trở tay không kịp để giải thích, vậy thì lúc này đây, hắn cũng không thể lấy cớ nữa rồi. Hiển nhiên là lần này Ngô Hải đã dốc hết toàn lực để chống đỡ, lại vẫn như cũ không thể ngăn trở được một quyền vô cùng hung hãn kia của Chu Nguyên. Uy thế của một quyền kia đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử Thái Sơ cảnh bát trọng thiên cũng không dám khinh thường. Trong thiên địa, sự yên tĩnh dần co đến gần nửa ngày sau, cuối cùng bị tiếng hoan hô, ủng hộ vang lên giống như dời núi lấp biển tràn ngập. Ngoại trừ đệ tử trong một mạch của Lục Hồng thì đệ tử trong tất cả mạch của các phong còn lại đều không hề keo kiệt mà vỗ tay ủng hộ. Chỉ vì một ván lấy yếu thắng mạnh này của Chu Nguyên thật sự là đẹp đến làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Phải biết rằng, ở trước khi lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này bắt đầu, tỷ lệ đặt cược của Chu Nguyên cơ hồ là cao nhất, bởi vì không có mấy người coi trọng hắn, thậm chí, có người còn cảm thấy hắn sẽ là người đầu tiên bị loại. Nhưng cuối cùng, sự thật lại làm cho tất cả những người khinh thường Chu Nguyên ngậm miệng lại. Nhìn qua bóng người trẻ tuổi đang đứng trên bệ đá kia, giờ này khắc này, trong lòng của không biết bao nhiêu người đã cảm thấy kiên kỵ cùng kính sợ Chu Nguyên. Mà ở bên trong tiếng hoan hô, ủng hộ đầy trời kia, cảnh tượng tĩnh mịch ở chỗ một mạch của Lục Hồng lại càng nổi bật, sắc mặt của rất nhiều đệ tử đều cực kỳ khó coi. Hiển nhiên là bọn họ đều không ngờ trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này của Thánh Nguyên Phong, người đầu tiên bị loại vậy mà sẽ là người trong một mạch của bọn họ. Mà ở phía trước bọn họ, khuôn mặt của Lục Hồng cũng âm trầm như nước, lông mi đều đang lay động, hiển nhiên là trong nội tâm đã đang nổi giận. Phế vật, cuối cùng, Lục Hồng chỉ có thể cắn răng, tức giận mắng một tiếng, phát tiết cơn tức lên trên người Ngô Hải. Thằng này quả thực làm hại hắn mất hết thể diện. Lục Hồng lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, lúc này người sau thì đang nở nụ cười tươi, thần sắc vui mừng không kìm lại được. Cảm nhận thấy được Lục Hồng đang nhìn qua, Thẩm Thái Uyên quay đầu, rụt rè cười với ông ta. Thấy thế, Lục Hồng cười lạnh một tiếng rồi hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng,
tuy nói Ngô Hải thất bại khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng xét về tổng thể thì ưu thế vẫn như cũ ở bên bọn họ. Chỗ của Viên Hồng tạm thời không đề cập tới, chỉ cần bốn đệ tử khác đã có thừa thực lực để áp chế hai gã đệ tử trong một mạch của Lữ Tùng rồi. Chiến thắng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ cần bọn họ rảnh tay thì hoàn toàn có thể quay sang đối phó với Chu Nguyên. Đến lúc đó, chỉ dựa vào sức của một người, dù có cố gắng như thế nào cũng khó mà có thể xoay chuyển được cục diện đã định sẵn. Lục Hồng âm trầm nhìn qua bóng người trẻ tuổi đang đứng trên bệ đá bên trong Thủ Tịch Phong với ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị. Trước hết cứ để ngươi đắc ý một lúc đi, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ biết, tất cả mọi chuyện ngươi làm cũng chỉ là giống như bọ ngựa đấu xe mà thôi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi thể nghiệm thoáng một phát, như thế nào là tuyệt vọng. Trên không trung, cảnh tượng Chu Nguyên dùng một quyền để đánh bay Ngô Hải kia tự nhiên cũng đã rơi vào trong mắt 10 đại thánh tử, chuyện này đồng dạng là cũng khiến cho mấy người kinh ngạc, thằng này tự như là lại mạnh mẽ thêm rồi. Đôi mắt dễ thương của Lý Khanh Thiền cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Nhìn chằm chằm vào ánh sáng như ngọc trên thân thể của Chu Nguyên kia, nàng thầm nói, nguyên lai tu luyện một môn nguyên thuật luyện thể sao? Ở cách Lý Khanh Thiền không xa, Thương Xuân Thu của Hồng Nhai Phong cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, thân là thánh tử của Hồng Nhai Phong, hắn tự nhiên là tu luyện huyền thánh thể chân chính, cho nên, khi nhìn thấy ánh sáng như ngọc trên thân thể của Chu Nguyên, hắn tự nhiên cũng cảm giác được một điểm quen thuộc, nhưng nghĩ kỹ thì hắn lại cảm thấy buồn bực, Chu Nguyên là đệ tử của Thánh Nguyên Phong, tự nhiên là không có khả năng, cũng không có tư cách tu luyện huyền thánh thể, vậy không biết Chu Nguyên đã tu luyện môn nguyên thuật luyện thể nào. Ở ghế cuối cùng trong 10 đại thánh tử, sắc mặt của Triệu Trúc có chút khó coi, hiển nhiên là hắn có khuynh hướng nghiêng về một mạch của Lục Hồng, hơn nữa lúc trước đã kết toán với Chu Nguyên, hắn đương nhiên không hy vọng Chu Nguyên chiến thắng. Lợi hại, Sở Thanh tán thưởng, dựa vào tu vi Thái Sơ cảnh tứ trọng thiên lại có thể đánh bại Thái Sơ cảnh bát trọng thiên, vị Chu Nguyên sư đệ này có nội tình mạnh mẽ hơn cả ta lúc còn ở Thái Sơ cảnh tứ trọng thiên. Đối với cấp độ như Sở Thanh hoặc là những thánh tử khác, vượt cấp chiến đấu tự nhiên không phải việc khó. Nhưng mà khi bọn họ còn ở Thái Sơ cảnh tứ trọng thiên tựa như là cũng không có hung hãn như Chu Nguyên vậy. Khổng Thánh sư đệ, xem ra phần thắng của ta lại vừa nhiều hơn một phần rồi. Sở Thanh cười híp mắt nói, khuôn mặt của Khổng Thánh vẫn khá hờ hững, hắn thản nhiên nói, vậy thì xem ra sư huynh ngược lại là cao hứng hơi sớm rồi, chỉ một mình Chu Nguyên thì còn không ảnh hưởng được tới đại cục. Mặc dù chuyện Chu Nguyên cường thế đánh bại Ngô Hải cũng hoàn toàn chính xác là làm cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng kỳ thật cũng chỉ thế mà không hơn được rồi. Bởi vì cho đến bây giờ, một mạch của Lục Hồng vẫn như cũ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở Thanh vân vê cái cằm, cười nói, vậy thì sư đệ có muốn cược thêm một phần hay không? Khổng Thánh bình tĩnh nói, không có hứng thú, mục đích của ta chỉ là bắt sư huynh tiếp nhận chiến thư mà thôi, đợi đến sau khi ta đánh bại sư huynh thì chúng ta tự nhiên sẽ không nói chuyện nhiều nữa. Sở Thanh thở dài một hơi, phiền muộn nói, sử dụng xong liền lập tức ném đi. Sư đệ, ngươi cũng quá vô tình rồi. Cho nên ta không thích chơi đùa cùng ngươi, vẫn là Diệp ca thú vị hơn. Nghe Sở Thanh nói vậy, Lý Khanh Thiền cũng các thánh tử khác đều cảm thấy khóe miệng khẽ co giật. Diệp ca nhìn qua và giận dữ nói, Sở Thanh, ngươi muốn chết sao? Đừng có lôi ta vào. Sở Thanh nở nụ cười tươi, sáng lạng rồi phất phất tay với Diệp ca. Gân xanh trên trán Khổng Thánh nhảy lên, hắn hít sâu một hơi, cố gắng không để ý tới Sở Thanh nữa, tập trung nhìn qua từng trận chiến đấu kịch liệt bên trong bảy ngọn Thủ Tịch Phong kia. Trên bệ đá, nhìn thấy Ngô Hải kia đã bị đánh bay ra khỏi Thủ Tịch Phong, Chu Nguyên cũng nhẹ thở ra một hơi, ánh sáng như ngọc trên thân thể theo thời gian trôi qua cũng dần thu liễm, hắn có thể cảm giác được có vô số ánh mắt tập trung về phía này, nhưng mà lúc này hắn cũng không có cảm thấy đắc ý, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi, một mạch của Lục Hồng vẫn như trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không biết chỗ mấy người Chu Thái sư huynh như thế nào rồi, Chu Nguyên tự nói, kỳ thật chỗ đó mới là chiến trường trọng yếu nhất. Nếu như ngay cả ba người bọn họ liên thủ đều không thể đối phó với Viên Hồng thì thực lực của người sau quả thực là quá kinh người rồi. Nhưng những chuyện này tạm thời còn không cần hắn phải cân nhắc, mặc kệ kết quả chiến đấu ở chỗ đó như thế nào thì hắn đều phải nắm chặt cơ hội, loại bỏ bốn người khác trong một mạch của Lục Hồng ra khỏi lần thi đấu tranh đấu này. Bằng không thì chờ mấy người bọn họ hội hợp lại với Lục Hồng thì xác suất đoạt được vị trí đệ tử thủ tịch của hắn cũng quá thấp rồi. Còn có bốn người, Chu Nguyên nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên. Ở chỗ xa xa trong mây mù có một ít nguyên khí chấn động truyền ra, chắc hẳn là chỗ hai người Hàn Nham, Hàn Ngọc chiến đấu cùng đối phương. Đối phương có ưu thế về nhân số cho nên ta cũng phải chuẩn bị trước một vài thứ. Ánh mắt của Chu Nguyên lập lòe, chợt mũi chân khẽ điểm một cái, thân hình giống như là một con chim đại bàng phóng lên trời, nhanh chóng chui vào trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, đối với hắn,
trận tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch này mới xem như chính thức bắt đầu. Quỳnh, trên một bệ đá bị sương mù lượn lờ che phủ, hai luồng nguyên khí cùng bạo đụng vào nhau, nhưng mà chỉ trong chốc lát, một trong hai luồng nguyên khí đã bị thô bạo xé rách, tiếp theo có một bóng người bị nguyên khí quét trúng, bay ra ngoài, người kia kéo lê ở trên bệ đá tạo thành hai vết chân thật dài, miệng phun máu tươi, trông cực kỳ chật vật. Hắc hắc, Hàn Nham, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy sao? Một gã đệ tử tham gia thi đấu trong một mạch của Lục Hồng nở nụ cười lạnh, đánh ra một quyền, nguyên khí cuồn cuộn gào thét, xé rách không khí, hung hăng đánh tới Hàn Nham. Hàn Nham chật vật xoay người, hai tay vội vàng đang chéo ở trước người, nguyên khí nhanh chóng tuôn ra, bảo vệ thân hình. Phanh, một quyền kia đánh lên trên hai tay của hắn làm cho thân hình của hắn chấn động mạnh, rồi lại một lần nữa bị đánh lui ra phía sau, hai tay cũng hơi có vẻ vặn vẹo, hiển nhiên là đã nhận lấy tổn thương thật lớn. Phốc, Hàn Nham lại tiếp tục phun ra một búng máu tươi. Lúc này, trên khuôn mặt của Hàn Nham đã dính đầy máu tươi nhưng hắn chỉ đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, không rên một tiếng, hung ác nhìn chằm chằm vào hai bóng người ở phía trước. Đó là hai người tham gia thi đấu trong một mạch của Lục Hồng. Mà dưới tình huống lấy một địch hai, hiển nhiên là Hàn Nham rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này, hai đệ tử trong một mạch của Lục Hồng cùng nhìn chằm chằm vào Hàn Nham với ánh mắt trêu tức, trên mặt có thần sắc giống như mèo đùa giỡn con chuột. Dựa vào thực lực của Hàn Nham, muốn dùng sức của một người chống lại hai người bọn họ, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà sau khi Hàn Nham vừa lau qua vết máu trên mặt thì lại có một bóng người đã chật vật, lão đảo bay đến bên cạnh của hắn. Bóng người nhỏ nhắn, xinh xắn kia tự nhiên chính là Hàn Ngọc. Nhưng mà lúc này, tình huống của nàng cũng không khá hơn Hàn Nham chút nào, mà ở phía sau, hai đệ tử khác trong một mạch của Lục Hồng cười tủm tỉm bay đến, trực tiếp vây khốn hai người lại. Muội không sao chứ? Hàn Nham nhìn qua Hàn Ngọc, cười khổ hỏi. Hàn Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà rồi lắc đầu. Xem ra chỉ dựa vào hai người chúng ta thì còn không có cách nào ngăn cản bốn người đối phương. Hàn Nham thở dài nói, hai người bọn họ cũng coi như là đã tận lực, nhưng hiển nhiên là hiệu quả cũng không có tốt như mong muốn vậy. Muội muội, chúng ta lại cố gắng kiên trì thêm một chút nữa đi. Chu Nguyên kia đã chiến đấu với Ngô Hải được một lúc rồi. Huynh nghe nói lúc trước hắn còn đã từng đánh bại Ngô Hải. Nếu như lần này hắn có thể lại chiến thắng thêm lần nữa thì có lẽ sẽ có thể đến trợ giúp chúng ta. Đến lúc đó, tình huống ba đấu bốn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hàn Nham nói, nghe Hàn Nham nói vậy, Hàn Ngọc lại lắc đầu, biểu môi nói, ca ca, huynh còn trông cậy vào hắn hay sao? Lần trước, Chu Nguyên có thể đánh bại Ngô Hải chỉ là bởi vì người sau quá chủ quan mà thôi. Hôm nay, trong trường hợp này, Ngô Hải tất nhiên sẽ không cho Chu Nguyên cơ hội nữa. Cho nên huynh cũng đừng nghĩ đến chuyện chúng ta có thể có người trợ giúp rồi. Nghe Hàn Ngọc nói như vậy, Hàn Nham trì trệ, khuôn mặt có chút chua xót, cuối cùng hắn hít sâu một hơi rồi nói, muội muội, ta đi trước mở đường cho muội, còn muội không nên gắng sức chiến đấu, phải dốc toàn lực để chạy đi, có thể kéo dài thêm lúc nào thì hay lúc ấy. Hàn Ngọc cắn chặt cặp môi đỏ mọng, trong con ngươi tràn đầy vẻ không cam lòng, nàng biết rõ nếu làm như vậy chỉ sợ Hàn Nham sẽ lập tức phải gánh chịu lửa giận của bốn người kia. Đến lúc đó không chỉ có chịu nhiều đau khổ, hơn nữa không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp bị loại, tốc độ của muội nhanh hơn ta, thích hợp cho việc kéo dài. Cứ quyết định như vậy đi. Hàn Nham khoát tay áo, kiên định nói, Hàn Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà rồi gian nan gật đầu. Quỳnh, một cục nguyên khí hùng hồn có diện tích gần ngàn trượng trực tiếp từ đỉnh đầu của Hàn Nham phóng lên trời, cuối cùng phân tách ra và hóa thành bốn dòng nước lũ bằng nguyên khí rồi nước lũ hóa thành bốn cái ấn sáng bằng nguyên khí đánh tới bốn người kia. Đòn tấn công như vậy đã là một đòn dốc hết toàn lực của Hàn Nham rồi, bởi vì tâm lý đập nồi dìm thuyền cho nên thanh thế của đòn này càng thêm hung hãn. Cho nên, bốn người kia cũng không dám lãnh đạm, bọn họ bay lên, thét dài một tiếng rồi chính diện nghênh đón đòn tấn công này. Ầm ầm, vừa đánh ra đòn này, Hàn Nham lập tức quát lên một tiếng chói tai, đi. Hàn Ngọc không dám lãng phí cơ hội mà Hàn Nham dốc hết toàn lực mới đổi được, nguyên khí bắt đầu tuôn ra, thân hình lập tức hóa thành một tia sáng nhanh chóng lao ra. Ông ông. Bốn cái ấn sáng bằng nguyên khí gần kề giữ vững được có hơn 10 giây là lập tức bị bốn người công phá. Sau khi phá vỡ bốn cái ấn sáng kia, đòn phản công của bốn người kia lập tức đánh lên trên thân thể Hàn Nham. Bệ đá vỡ nát, đất đá vụn văng tung tóe, thân hình của Hàn Nham đều bị chôn ở phía dưới, hắn không ngừng phun máu tươi, hiển nhiên là đã bị trọng thương, đã sắp sửa bị loại rồi. Khóe mắt liếc qua, nhìn thấy cảnh tượng này, hốc mắt của Hàn Ngọc cũng biến thành màu đỏ nhưng nàng cũng không dám dừng lại, nguyên khí trong người dâng trào lên. Tốc độ được thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng lao ra. Nhưng mà, ngay khi nàng vừa muốn nhảy vào trong mây mù thì bỗng nhiên ở phía trước, nguyên khí bắt đầu tuôn ra, một bóng người giống như là quỷ mị đứng chắn trước mặt nàng. Đồng thời một tiếng cười mỉa mai, lạnh như băng truyền vào trong tai của nàng.
Tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng đáng tiếc là vẫn không có nhanh bằng ta. Người kia đương nhiên đó là một trong bốn đệ tử trong một mạch của Lục Hồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Ngọc rồi cười lạnh, bóng người giống như là quỷ mị lớn đến gần người sau, bàn tay giống như là móng vuốt của chim ưng thò ra, lập tức bắt được yết hầu của Hàn Ngọc. Thân thể mềm mại của Hàn Ngọc cứng ngắc, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà và hung hăng nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Chỉ là lúc này trong con ngươi lại có thêm thần sắc vô lực cùng chán nản hiện ra, còn không nhận thua sao? Mặc dù ta không làm được chuyện lạc thủ tồi hoa, nhưng nếu như cô lại di động nữa chỉ sợ ta sẽ khiến cô có chút chật vật rồi. Lạc thủ tồi hoa ý nói nặng tay với nữ nhân xinh đẹp, tên đệ tử kia cười nói. Ở phía dưới, nhìn thấy cảnh tượng này, ba đệ tử khác đều phát ra tiếng cười trêu tức. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Hàn Nham đang trọng thương mà không thể tái chiến trong bệ đá rồi nói. Bằng vào sức của hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản bốn người chúng ta hay sao? Không khỏi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Toàn thân của Hàn Nham đều là máu tươi, hắn vô lực nằm trên mặt đất. Nhìn thấy Hàn Ngọc đã bị bắt, hắn cũng cười khổ một tiếng. Bọn họ thật sự là đã tận lực, hy vọng là mấy người Lữ Yên sư tỷ đã có đủ thời gian để đánh bại Viên Hồng rồi. Ở bên ngoài thủ tịch phong, khi nhìn thấy Hàn Nham, Hàn Ngọc hai người bị bắt, rất nhiều đệ tử cũng có xì xào bàn luận với nhau. Những đệ tử trong một mạch của Lữ Tùng đều có sắc mặt cực kỳ khó coi, mà chính bản thân Lữ Tùng trưởng lão cũng nhíu mày lại. Tuy rằng ông cũng sớm đã đoán trước được kết cục này, nhưng này đệ tử trong một mạch của Lục Hồng cũng hơi quá đáng, mà trái lại đệ tử trong một mạch của Lục Hồng thì là lên tiếng hoan hô, ủng hộ. Hào khí xấu hổ mà nặng nề bởi vì Ngô Hải bị thua trận lúc trước đã biến mất không còn. Những người này đều biết rõ, chỉ cần bốn vị sư huynh này rảnh tay thì Chu Nguyên căn bản là không thể xoay chuyển được tình thế nữa. Lúc trước, một mạch của bọn họ bị mất mặt thì lát nữa Chu Nguyên kia tất nhiên cũng phải chịu sự trả thù của bọn họ. Vào lúc này, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Lục Hồng cũng thoáng hòa hoãn, ông ta nhìn về hướng hai mạch khác rồi âm thầm cười lạnh một tiếng, Hàn Ngọc sư muội, nhận thua đi. Vị đệ tử kia của một mạch Lục Hồng vẫn cười tủm tỉm, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt không cam lòng của Hàn Ngọc, sau đó nghiền ngẫm nói, Hàn Ngọc sư muội có thể nhớ kỹ tên của ta, tại hạ là Trần Cung. Sau này, nếu như sư muội còn không phục thì hoan nghênh tới tìm ta chỉ giáo, nhưng mà hiện tại thì ta lại không có thời gian. Vừa dứt lời, nguyên khí điên cuồng hội tụ đến chỗ lòng bàn tay của hắn rồi sau đó hắn đánh ra một quyền mãnh liệt, hiển nhiên là muốn trực tiếp trọng thương Hàn Ngọc, phế bỏ sức chiến đấu của nàng. Nhìn qua đòn tấn công lăng lệ, ác liệt đang đánh tới kia, Hàn Ngọc cũng có chút ít tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Quỳnh, nhưng mà, khi một chưởng của Trần Cung sắp sửa đánh trúng Hàn Ngọc thì hắn chợt hơi nhíu mày, bởi vì hắn tựa như là nghe thấy được một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Một giây trước, tiếng xé gió còn cực kỳ yếu ớt, nhưng mà một giây sau, nó đã mãnh liệt giống như là tiếng sấm vang vọng ở phía trên đầu hắn. Sương mù ở chỗ đó đột nhiên bị xé nứt, một bóng người giống như hư hóa gào thét lao xuống, nguyên khí hùng hồn bộc phát, ở trên thân thể của hắn có ánh sáng như ngọc lưu chuyển. Khi Trần Cung còn không có triệt để phục hồi tinh thần lại, người này trực tiếp dựa vào uy thế từ trên cao lao xuống, mang theo một sức mạnh kinh khủng, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay trùng trùng điệp điệp đụng vào trên thân thể Trần Cung. Bá, vì vậy tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Trần Cung giống như là đạn pháo từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trùng trùng điệp điệp va vào bệ đá, bụi mù bốc lên, theo thời gian trôi qua toàn bộ bệ đá cũng dần rạn nứt. Cảnh tượng này lập tức khiến cho tất cả mọi người bàn tán ồn ào. Ở trên bệ đá, sắc mặt của ba đệ tử khác trong một mạch Lục Hồng cũng biến đổi, bọn họ lập tức vận nguyên khí thổi bay lớp bụi mù đang tràn ngập bệ đá kia. Ngay sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy ở bên trong bệ đá đổ nát, Trần Cung đã nằm ngửa ở trên đống đá vụn, trông chật vật đến cực hạn. Mà vào lúc này, có một bàn chân đang dẫm ở trên người của Trần Cung. Mọi người cùng nhìn lại và đồng thời cả kinh. Chu Nguyên, ba đệ tử trong một mạch của Lục Hồng đồng thanh kinh hô lên. Giữa không trung, Hàn Ngọc kia cũng không có phục hồi tinh thần lại. Lúc trước, nàng chỉ là cảm giác thấy hoa mắt thì Trần Cung kia đã bay xuống. Nàng chậm rãi cúi đầu, sau đó nhìn qua bóng người trẻ tuổi đang dẫm Trần Cung ở phía dưới kia, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, có chút khó tin lẩm bẩm, người này thật sự là Chu Nguyên sao? Nàng không ngờ, ở thời khắc cuối cùng này dĩ nhiên là Chu Nguyên hiện thân cứu được nàng một lần. Chu Nguyên, mau chóng thả người ra. Ba gã đệ tử kia tức giận quát, nguyên khí hùng hồn tuôn ra, tập trung vào Chu Nguyên, nhưng mà Chu Nguyên lại không để ý đến ba người này. Hắn chỉ cúi đầu, nhìn qua Trần Cung đang bị dẫm dưới chân, lúc này toàn thân của người sau tràn đầy máu tươi nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ hung ác rồi Trần Cung rít gào, ngươi dám đánh lén ta. Ngươi nhất định phải chết. Chu Nguyên cười cười, sau đó hờ hững giơ chân lên, ngươi cũng có thể nhớ kỹ tên của ta, về sau có thời gian thì có thể tới tìm ta xin chỉ điểm một chút. Ngay sau đó,
từ dưới bàn chân, nguyên khí tuôn ra, sau đó Chu Nguyên hung hăng đạp mạnh một cước vào khuôn mặt của Trần Cung. Phanh, sàn đá vỡ vụn, Trần Cung kia trực tiếp bị một cước của Chu Nguyên đá ngất. Cách đó không xa, sắc mặt của ba đệ tử trong một mạch của Lục Hồng cũng trở nên tái nhợt. Chu Nguyên lại phủi tay, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ rồi cười cười, nói, lúc này cũng chỉ thừa ba người các ngươi mà thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.